Thái Cổ Thần Vương chương 1999. Cầu chỉ giáo, thần nữ Nghê thường như thần nữ chính tầng trời đứng tại chỗ, vạt áo bay bay, nàng im lặng như thể hôm nay đến làm vị khách xem. Tần Đãng Thiên tóc đen như mực, đôi mắt sâu thẳm nhìn Thiên Đạo Thánh Viện. Thiên Đạo Thánh Viện truyền đạo dạy nghiệp vô số năm, người đời ngưỡng mộ, chắc có hiểu biết phi phàm về thiên đạo. Hôm nay ta đến bái phỏng vì hỏi đạo, giọng nói truyền ra từ Thiên Đạo Thánh Viện, mời vào Thánh Viện. Tần Đãng Thiên nhấc chân một bước vượt qua bậc thang thiên đạo đi vào Thánh Viện. Các cường giả Thiên Đạo Thánh Viện đứng hai bên đều nhường đường, nhìn hai bóng người lướt qua mình. Tần Vấn Thiên đứng ngay bên cạnh Tần Đãng Thiên, lần đầu tiên nhìn gã ở khoảng cách gần như vậy. Địch thủ số mệnh của hắn giờ phút này bất phàm, ánh sáng như trời trăng. Tần Đãng Thiên đi lướt qua Tần Vấn Thiên, trong lòng hắn nổi lên dao động, hít sâu một hơi. Thần nữ Nghê Thường đi ngang qua Tần Vấn Thiên, thân hình tuyệt sắc, khuôn mặt thánh khiết như thần nữ, không có biểu tình nhưng không thể che giấu phong tư tuyệt thế. Mỹ nữ số một thiên vực không người sánh vai. Tần Đãng Thiên chợt dừng bước, quay đầu nhìn hướng Tần Vấn Thiên, đôi mắt sâu thẳm lóe tia sáng khiếp hồn người. Con ngươi Tần Vấn Thiên co rút nhìn lại Tần Đãng Thiên, không lẽ gã đã nhận ra cái gì? Không thể nào, trên người Tần Vấn Thiên không có lực lượng huyết mạch, đối phương sẽ không cảm giác được. Tần Đãng Thiên hỏi, ngươi là ai? Thiên thần có trực giác rất nhạy bén, Tần Đãng Thiên cảm giác ánh mắt Tần Vấn Thiên nhìn mình khác với mọi người. Cảm giác đó rất kỳ lạ nhưng Tần Đãng Thiên thật sự cảm nhận được. Thần âm giới chủ đến bên cạnh Tần Vấn Thiên, sợ hắn chịu áp lực quá lớn, mở miệng trả lời thay. Là học sinh của Thiên Đạo Thánh Viện ta, Thanh Thành giới chủ Tần Vấn Thiên, trước mắt dù sao là một thiên kiêu tuyệt thế, Tần Đãng Thiên. Mặt Tần Đãng Thiên không biểu tình, gã chưa nghe nói về Thanh Thành giới chủ. Mặc dù Tần Vấn Thiên nổi tiếng, được nhiều thế lực lớn chú ý, nổi tiếng trong huyền vực nhưng thế thì sao? Gã là ai? Thiên tuyển chi tử, tuyệt đại thiên thần. Tần Đãng Thiên chưa bao giờ chú ý những người yếu hơn mình, trong mắt gã chỉ có nhân vật đứng trên đỉnh thái cổ. So với cái tên Thanh Thành giới chủ thì Tần Đãng Thiên chú ý dòng họ của Tần Vấn Thiên hơn, vì cùng họ với gã, họ Tần. Tần Đãng Thiên lạnh nhạt nói, thiên hạ này có mấy người xứng họ Tần. Tần Đãng Thiên dời tầm mắt đi vào Thiên Đạo Thánh Viện, với gã thì Tần Vấn Thiên chỉ là tiểu nhân vật nhỏ bé không đáng kể, không thể đi vào thế giới của gã, không thể làm tâm tình gã gợn sóng. Thiên hạ có nhiều người họ Tần, như bên ngoài Thiên Đạo Thánh Viện nhiều người mang dòng họ này. Tần Đãng Thiên lại nói thiên hạ này có mấy người xứng họ Tần, ngạo nghễ biết bao. Tần Đãng Thiên là thiên tuyển chi tử, thiên thần trẻ tuổi nhất tiên vực, gã có tư cách nói câu đó. Chỉ có Tần tộc mới là đỉnh dòng họ Tần. Thiên hạ này nếu nhắc dòng họ Tần thì mọi người nghĩ tới đầu tiên là Tần tộc. Thần nữ Nghê Thường không quay đầu lại, dường như thiên hạ này không ai đáng giá khiến nàng nhìn một cái, nàng đi đến đâu là người trong thiên hạ làm nền. Tần Đãng Thiên, thần nữ Nghê Thường cùng nhau vào Thiên Đạo Thánh Viện. Trên bậc thang thiên đạo, đệ tử thánh viện lục tục đi vào trong. Bọn họ muốn xem Tần Đãng Thiên đến bái phỏng Thiên Đạo Thánh Viện có chuyện gì. Bên ngoài Thiên Đạo Thánh Viện, đám người nhìn Tần Đãng Thiên, thần nữ Nghê Thường biến mất trước mắt, lòng hụt hẫng. Bọn họ không rời đi, vẫn chờ ở bên ngoài, ước gì trở thành đệ tử của thánh viện, được đi vào trong. Tần Đãng Thiên, thần nữ Nghê Thường đi vào thánh viện, một đường thẳng tới sâu trong, có hơi thở vô hình dẫn đường họ. Đây là thiên thần phát ra mời họ đi, Tần Đãng Thiên biết điều đó. Các đệ tử Thiên Đạo Thánh Viện đi theo vào chỗ sâu trong, nhưng nơi sâu nhất Thiên Đạo Thánh Viện không phải đệ tử tu hành bình thường có thể vào. Khu vực đó là thần đạo đài, thiên thần đôi khi giảng đạo tại đây, người có tư cách bước vào chỉ có học sinh môn hạ của thiên thần. Quân Mộng Trần nhìn khu vực đó, nói nhỏ, sư huynh, ta không thể xem tiếp được rồi. Tần Đãng Thiên, thần nữ Nghê Thường đã đi vào trong. Tần Vấn Thiên nói, lát nữa ta sẽ kể cho. Tần Vấn Thiên là học sinh của Độc Cô Thiên Thần, có tư cách đi vào, thần âm sư huynh cũng có thể. Hai người cùng nhau đến khu vực phía trước, đa số học sinh Thiên Đạo Thánh Viện chờ bên ngoài. Bọn họ giống như người ở ngoài Thiên Đạo Thánh Viện, sốt ruột muốn biết bên trong sẽ xảy ra chuyện gì. Thần đạo đài, ba bóng người ngồi song song, Độc Cô Thiên Thần có mặt, nàng ngồi phía bên trái. Tần Vấn Thiên biết điều này có ý nghĩa gì. Ba người đều là thiên thần Thiên Đạo Thánh Viện. Họ chờ ở thần đạo đài nghênh tiếp thiên tuyển chi tử Tần Đãng Thiên. Đây là quy cách rất cao, đủ thấy Tần Đãng Thiên được xem trọng cỡ nào. Thiên thần trẻ tuổi nhất trong thiên hạ, vừa vào thiên thần đã đánh bại Thiên Dụ Thiên Thần, được tiếng là thiên tuyển chi tử, Thiên Đạo Thánh Viện không thể không xem trọng. Trên thần đạo đài, phía đối diện ba vị thiên thần có hai vị trí.
Giới chủ không có tư cách ngồi trước mặt thiên thần, nhưng xét thấy thân phận thần nữ Nghê Thường đặc biệt, nàng lại đi theo Tần Đản Thiên đến đây, là khách nên thiên thần Thiên Đạo Thánh Viện ban cho chỗ ngồi. Hai vị từ xa đến mời ngồi, Tần Đản Thiên đi vào thần đạo đài, ngồi xuống đối diện ba vị thiên thần. Thần nữ Nghê Thường không vào thần đạo đài mà đứng ở bên ngoài, yên tĩnh nhìn tất cả. Hôm nay đến vì Tần Đản Thiên hỏi đạo thiên thần. Đám người Tần Vấn Thiên đứng bên ngoài thần đạo đài nhìn chăm chú bóng người ngồi đối diện ba vị thiên thần. Tần Đản Thiên một mình đối mặt ba thiên thần thánh viện, khí chất vẫn như cũ, nổi bật hơn người, phong thái tuyệt thế. Thiên thần ngồi chính giữa lên tiếng, nghe tiếng thiên tuyển chi tử đã lâu, hôm nay thấy xuất sắc hơn lời đồn. Đó là một lão nhân mặc trường bào ánh sao, người toát ra khí chất xuất trần. Tần Đản Thiên nhìn như khiêm tốn nhưng ngôn ngữ toát ra vẻ kiêu ngạo, hậu bối học sau mong được các vị tiền bối chỉ giáo. Ta ngưỡng mộ danh tiếng Thiên Đạo Thánh Viện đã lâu, hôm nay đến hỏi đạo, muốn thỉnh giáo các vị tiền bối thiên đạo là gì, cái gì là thiên đạo. Tần Đản Thiên mở miệng đã mời các thiên thần chỉ giáo thiên đạo là gì. Thiên thần ngồi giữa đáp, thiên đạo tức là thần đạo, ngộ ra nó là thiên thần. Thiên đạo mơ hồ không lường được, chỉ có thể hiểu, làm sao nói rõ ràng. Tần Đản Thiên chất vấn lại thiên thần Thiên Đạo Thánh Viện, thế gian vạn vật đều có quy luật, sức người có thể chạm tới. Cái gọi là thiên đạo chẳng qua là lực lượng, cũng có thể chạm đến, nếu không thì các vị tiền bối làm sao được đến thành tựu như ngày nay, ta làm sao có thể ngồi ở đây. Đã có quy luật để tìm thì có gì không thể trắc ra. Ta không thể phục lời của tiền bối, lão nhân lạnh nhạt nói, cảm ngộ thiên đạo vốn ở trong tâm, dù là thiên thần trong Thiên Đạo Thánh Viện ta cũng có hiểu biết khác nhau. Thiên tuyển chi tử không công nhận lời ta nói chẳng có gì lạ, Tần Đản Thiên lạnh nhạt nói. Không phải hiểu biết khác nhau mà vì lời tiền bối nói vốn là sai, sai lầm, lời nói cuồng vọng làm đệ tử Thiên Đạo Thánh Viện mắt bắn ra mũi nhọn. Thiên tuyển chi tử này không khách khí chút nào, cùng là thiên thần nhưng gã có tư cách gì buông lời ngông cuồng. Độc Cô Thiên Thần mở miệng hỏi, nếu vậy thì ngươi hiểu thế nào về thiên đạo? Độc Cô Thiên Thần phong tư tuyệt đại, nhan sắc kém hơn thần nữ Nghê Thường chút nhưng khí chất không thua gì, nàng là thần minh thật sự. Tần Đản Thiên chậm rãi nói, thiên đạo là nhân đạo, người có thể thắng trời. Ta là thần minh, nhân đạo ta là thiên đạo chứ không phải lĩnh ngộ thiên đạo. Cả đời ta theo đuổi đều là đuổi theo bản ngã, đột phá trói buộc bản thân. Giờ vào thiên thần, đạo của ta đã đại biểu cái gọi là thiên đạo, bản thân ta ở trên thiên đạo. Ba vị thiên thần lộ vẻ trầm ngâm, không vì lời nói cuồng vọng của Tần Đản Thiên mà đập bàn trợn mắt, bọn họ vắt óc suy nghĩ. Ba người là thiên thần. Dù đối phương nói ngông cuồng nhưng trong lời lẽ đáng để suy ngẫm, từ ý nghĩa nào đó Tần Đản Thiên nói đúng. Thiên thần đứng đâu là đại biểu lực lượng thiên đạo, thiên thần ngồi giữa nói, có lẽ là vậy, cảm ngộ khác nhau, ngươi cho rằng ta sai thì ta sai, nhưng bản thân ta công nhận cảm ngộ của mình. Lĩnh ngộ của mỗi người vốn khác nhau, đặc biệt đi tới cảnh giới cao nhất không thể nói ai chính xác tuyệt đối, ai sai hoàn toàn. Tần Đản Thiên nói thẳng, Thiên Đạo Thánh Viện là nơi truyền đạo nhưng lời hôm nay khiến ta không dám gật bừa, nghe tên không bằng gặp mặt. Ba thiên thần không kìm được cau mày. Thiên Đạo Thánh Viện là nơi truyền đạo, Tần Đản Thiên nói câu này mang hơi hướng nhục nhã. Thiên thần trung niên ngồi bên phải mở miệng nói, ngữ điệu hơi bực, ngươi đã tự xưng là vãn bối học sau nhưng câu này nói quá ngạo mạn, trong mắt không người. Thiên thần có hàm dưỡng rất tốt nhưng không có nghĩa là họ không biết tức giận. Tần Đản Thiên nói, tuy ta gọi các vị một tiếng tiền bối nhưng nghe đạo có trước sau, lĩnh ngộ chưa chắc kém hơn các vị. Đã hiểu biết khác nhau vậy chỉ còn cách luận đạo, cầu chỉ giáo. Ba vị thiên thần nhìn Tần Đản Thiên chằm chằm. Quả nhiên thiên tuyển chi tử đưa ra mời chiến với thiên thần Thiên Đạo Thánh Viện. Hôm nay người đến không có ý tốt, không đơn giản là hỏi đạo. Thiên hạ đều biết Tần Đản Thiên đến Thiên Đạo Thánh Viện, người đời chú ý. Bên ngoài Thánh Viện có vô số người vây xem. Hiện giờ Tần Đản Thiên lấy lý do luận đạo mời chiến, Thiên Đạo Thánh Viện buộc phải ứng chiến. Ba thiên thần nhìn Tần Đản Thiên chằm chằm. Độc Cô Thiên Thần mở miệng nói, nếu thiên tuyển chi tử có hứng thú lấy đạo luận đạo vậy ta nguyện lĩnh giáo đạo của thiên tuyển. Độc Cô Thiên Thần ứng chiến. Bên ngoài thần đạo đài, mắt đám người Tần Vấn Thiên bắn ra mũi nhọn. Bọn họ sắp được thấy tận mắt trận chiến thiên thần luận đạo diễn ra ngay trước mắt họ. Tần Vấn Thiên rất muốn thấy kẻ địch số mệnh của mình mạnh đến mức nào. Tần Đản Thiên thấy Độc Cô Thiên Thần ứng chiến thì sắc mặt bình thản như thường. Hôm nay gã đến Thiên Đạo Thánh Viện hỏi đạo, phải đánh bại thiên thần, chuyện này không có gì bất ngờ. Tần Đản Thiên thốt ra một từ, mời. Độc Cô Thiên Thần đứng dậy, thần đạo đài tỏa ánh sáng chói lòa bao phủ thiên địa. Độc Cô Thiên Thần lắc người,
thân thể mềm mại bay lên thoáng chốc đã đứng trên bầu trời, lơ lửng trong trời sao bao la vô ngần. Giờ phút này thần đạo đài đã bị phong tỏa, nối liền khung trời, người bên ngoài trông thấy nhưng không thể bước vào, cũng sẽ không bị văn miễn. Ba vị thiên thần thiên đạo thánh viện không ngăn cản các học sinh xem cuộc chiến, dù họ có thể sẽ thua. Thiên đạo thánh viện truyền đạo dạy nghiệp, thiên thần đánh nhau vốn là một trong những cách truyền đạo tốt nhất, vạn năm khó gặp một lần. Cho đám đệ tử ưu tú nhất xem sẽ xúc tiến họ, Tần Đản Thiên đứng dậy, lắc người bay lên, đứng ngạo nghễ trên trời. Mái tóc đen bay bay, trường bào phần phật toát ra uy thế không ai bì nổi, trong khoảnh khắc trời sao vô ngần xuất hiện ngàn vạn độc cô thiên thần, mỗi bóng người giống hệt bản thân, xinh đẹp vô song. Nhiều độc cô thiên thần tuyệt sắc cùng xuất hiện làm trời sao mất màu sắc, vô số độc cô thiên thần như hóa thành các đồ án lao thẳng đến thân thể Tần Đản Thiên tựa như sao băng vô tận có thể xuyên qua vạn cổ. Mỗi đồ án chất chứa lực lượng cả đời tu hành của độc cô thiên thần, công kích cùng lúc làm trời sao sắp tan vỡ, bầu trời bị đâm thủng. Tần Đản Thiên đứng sững như núi, quanh người xuất hiện bảo quang vô tận, chữ cổ đếm hoài không hết bay quanh người gã. Mỗi chữ cổ có lực lượng vô cùng, nở rộ ánh sáng bắn xuyên không trung vạn dặm. Các chữ cổ màu sắc khác nhau, Tần Đản Thiên lúc này như hóa thân thiên thần, bảo quang hộ thể, trang nghiêm túc mục, thần thánh vô cùng. Có một chữ cổ như ấn ký pháp thần bộc phát ra ánh sáng rực rỡ, quanh người Tần Đản Thiên sáng lên màu đỏ rực vô biên chiếu rọi cả thế giới trời sao, như có mặt trời hiện ra đốt hết mọi thứ trên thế gian. Các đồ án độc cô thiên thần kẹt trong đó, bị chiếu trúng. Nhưng những đồ án quá nhiều, quy lực liên miên không dứt, cuối cùng đánh bại mặt trời, chữ cổ quanh người Tần Đản Thiên không ngừng phát sáng. Có một chữ cổ màu vàng bắn ra ánh sáng che trời, trời sao như lặng xuống, đồ án vô tận bị định tại chỗ không thể nhúc nhích, giống như thời không yên lặng. Cùng khoảnh khắc chữ cổ khắc bột phát ra lực lượng không ngừng bắn thủng bóng dáng độc cô thiên thần, trong thời gian ngắn đồ án độc cô thiên thần vô tận trong trời sao mênh mông biến mất hết, chỉ có một người còn đứng đó là bản tôn. Độc cô thiên thần hỏi, đây là lực lượng gì? Tần Đản Thiên bình tĩnh nói, ta nói rồi, nhân đạo là thiên đạo, lực lượng thiên đạo, chẳng qua là cho người ta khống chế. Ta là thần minh, ta đại biểu thiên đạo này, các chữ cổ quanh người ta mỗi chữ chứa một loại lực lượng thiên đạo. Đánh bại độc cô thiên thần không cần bộc phát ra nhiều lực lượng chứ cổ, ta biết năng lực mà độc cô thiên thần am hiểu là sao chép năng lực vạn vật, nhưng độc cô thiên thần không thể sao chép năng lực của ta. Ba thiên thần thiên đạo thánh viện thầm cảm khái. Các chữ cổ vòng quanh người, mỗi chữ đại biểu một loại lực lượng thiên đạo. Nếu đúng vậy thì cảnh giới thiên thần có ai đánh bại được thiên tuyển chi tử này? Năm xưa thiên dụ thiên thần bị đánh bại và bị phế bỏ, tuy tin tức truyền khắp thiên hạ nhưng không nhiều người biết chi tiết trận chiến ấy. Hôm nay họ mới thật sự biết thiên tuyển chi tử mạnh cỡ nào. Độc cô thiên thần nhìn chăm chú vần sáng chữ cổ quanh người thiên tuyển chi tử, thầm thở dài. Độc cô thiên thần mở miệng nói, ta không bằng ngươi. Nàng là thiên thần nhưng thừa nhận mình không bằng Tần Đản Thiên. Đám đệ tử thánh viện nhóm Tần Vấn Thiên giật mình. Độc cô thiên thần bị thua, rõ ràng hai bên cách biệt lớn, có lẽ đây chưa phải năng lực thật sự của Tần Đản Thiên. Cái gì gọi là thiên tuyển, thì là đây, gã sinh ra đã phi phàm, cùng là thiên thần nhưng gã có thể dễ dàng làm thiên thần khác cảm thấy không bằng. Tần Đản Thiên lạnh nhạt nói, có thể thản nhiên đối diện thất bại, khí độ bất phàm. Nhưng tại sao không thừa nhận các ngươi cảm ngộ thiên đạo là sai lầm? Thiên thần ngồi giữa trả lời, dù đánh thua nhưng người ta vẫn kiên trì đạo mình lĩnh ngộ, ngươi cho là đúng nhưng không chính xác với người khác. Tần Đản Thiên nói chuyện quá mạnh mẽ, có hơi hướng bắt bọn họ thừa nhận mình cảm ngộ thiên đạo đã sai. Ha ha, cãi chày cãi cối. Nếu tiền bối đã cho rằng như vậy thì hai vị thiên thần cùng chỉ giáo đi. Tần Đản Thiên mời hai thiên thần khác chiến, hơn nữa là cùng lên, nghĩa là gã muốn cùng lúc đấu với hai cường giả thiên thần. Lão nhân ngồi giữa bình tĩnh nói, hai chúng ta sẽ không xuất chiến cùng lúc, nhưng một người đấu e rằng giống như độc cô thua trong tay thiên tuyển, vậy không cần thiết chiến đấu. Đám người thiên đạo thánh viện tim rung lên, họ không biết sự cường đại của Tần Đản Thiên nhưng gã thật sự mạnh đến mức làm ba vị thiên thần nhận thua hết sao. Bọn họ không muốn thừa nhận nhưng sự thật đúng là vậy. Có một số người sinh ra đã khác với người ta, cùng cảnh giới nhưng có thể dễ dàng nghiền áp đối thủ. Tần Đản Thiên hùng hổ dọa người, ngữ điệu cứng rắn, có can đảm nhận thua lại không có gan thừa nhận sai lầm. Hoặc nên nói các người lo tư cách truyền đạo của thiên đạo thánh viện bị chất vấn. Tần Đản Thiên và độc cô thiên thần đã đáp xuống thần đạo đài, ngồi xuống chỗ cũ, phong cấm trong thần đạo đài bị giải trừ. Ba thiên thần bị hỏi á khẩu,
thực lực không bằng người ta thì nói chuyện tự nhiên không có sức thuyết phục. Một giọng nói vang lên, Thiên Đạo Thánh Viện truyền đạo 5 tháng vô tận sao có thể vì một trận chiến với ngươi đã bị chất vấn. Vớ vẩn, Tần Đản Thiên chậm rãi nhìn ra ngoài thần đạo đài, dừng lại trên người Tần Vấn Thiên. Tần Đản Thiên lạnh nhạt nói, không thèm để Tần Đản Thiên trong lòng, còn có gì có sức thuyết phục hơn là một trận chiến luận đạo. Thắng một trận chiến đã bắt người ta thừa nhận mình tu hành sai lầm, công nhận ngươi sao? Nếu ngươi đạp trên chúng sinh thì sẽ là ai thuận ta thì sống, không cho phép ngỗ nghịch tiếng nào. Giá trị quan của ngươi bắt buộc người ta công nhận tuyệt đối, đây không phải lĩnh ngộ thiên đạo mà là hôn dung vô đạo. Tần Đản Thiên thấy Tần Vấn Thiên còn dám nói chuyện, gã hỏi ngược lại, ngươi hiểu thiên đạo không? Không đợi Tần Vấn Thiên trả lời, Tần Đản Thiên nói tiếp, là ta hiểu thiên đạo hay ngươi hiểu? Kẻ con kiến như ngươi còn chưa chạm đến thiên đạo thì có tư cách gì nói chuyện trước mặt ta? Câm mồm đi, câu này làm người ta nghẹn họng, nhưng ánh mắt Tần Vấn Thiên vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Tần Đản Thiên, thản nhiên nói, như lúc trước ngươi nói, biết đạo có trước sau, khi các thiên thần thiên đạo thánh viện truyền đạo thì ngươi còn chưa ra đời, giờ cuồng vọng trước mặt họ, ngàn năm sau ta sẽ hỏi ngươi là ngươi hiểu thiên đạo hay ta hiểu. Mắt Tần Đản Thiên lóe tia mỉa mai, ngàn năm. Tần Đản Thiên một đường đi tới đã thấy nhiều cuồng đồ nhưng đều bị gã dẫm dưới chân, người này cũng không ngoại lệ, gã lười quan tâm. Tần Đản Thiên quay đầu đi không thèm nhìn Tần Vấn Thiên nữa, gã không biết, chưa từng nghe về Thanh Thành giới chủ, không phải thiên thần thì không vào mắt gã. Tần Đản Thiên chợt hỏi, viện trưởng không có trong thánh viện sao? Gã hỏi về chủ thiên đạo thánh viện, ba thiên thần khuôn mặt nghiêm túc nhìn đối phương, ngươi hỏi cái này làm gì? Không lẽ Tần Đản Thiên muốn khiêu chiến với chủ thiên đạo thánh viện? Tuy thiên phú của Tần Đản Thiên rất mạnh nhưng chuyện này là không thể được, gã bây giờ chưa có tư cách đó, có lẽ tương lai sẽ được. Tần Đản Thiên mở miệng hỏi, nếu các vị tiền bối tự nhận không bằng ta, thiên đạo thánh viện vâng theo ý chí truyền đạo vậy ta có thể vào một nơi không? Ba thiên thần mắt lóe tia sáng chói mắt nhìn Tần Đản Thiên chăm chú, đây mới là mục đích của gã. Tần Đản Thiên có giả tâm như thế, muốn bước vào mảnh đất truyền thuyết kia. Lão nhân nói, ngươi là thiên tuyển, đã vào thiên thần. Không phải học sinh của thánh viện nên không thể vào trong. Tần Đản Thiên bình tĩnh nhìn lão, cả đời ta theo đuổi cực hạn của đạo, vào thiên thần rồi lĩnh ngộ càng sâu, chẳng phải càng tốt. Còn về học sinh của thiên đạo thánh viện, ta đến thiên đạo thánh viện hỏi đạo cũng có thể cầu đạo, trở thành học sinh không có gì không được, chỉ cần thiên đạo thánh viện đồng ý cho ta vào trong. Ba vị tiền bối đều tự nhận không bằng ta, thử hỏi có ai thích hợp vào trong hơn Tần Đản Thiên này. Lão nhân nói, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Xem ra thiên đạo thánh viện chỉ có tiếng ảo. Ta sẽ ở trong vấn đạo cư 3 tháng chờ các người hỏi ý chủ thánh viện, nếu cho phép thì ta vào thánh viện, nếu không chịu thì cái gọi là giáo hóa chúng sinh, dạy cho tất cả không kỳ thị ai chẳng qua là lời nói giả tạo. Tần Đản Thiên nó xong lại đứng lên, cáo từ. Nói rồi Tần Đản Thiên dứt khoát đi ra thần đạo đài không chút lưu luyến. Thần nữ Nghê Thường bình tĩnh nhìn tất cả, từ đầu đến cuối không nói một lời. Thấy Tần Đản Thiên đi, thần nữ Nghê Thường cất bước cùng nhau ra ngoài thiên đạo thánh viện, ba thiên thần yên lặng nhìn bóng lưng Tần Đản Thiên, hôm nay thiên đạo thánh viện chịu nhục vì một người, cái gọi là giang sơn lớn có thiên kiêu, hậu sinh khả úy, thái cổ tiên vực có ai ngăn được thiên tuyền nổi lên. Thiên đạo thánh viện gặp rắc rối, Tần Vấn Thiên nhìn bóng dáng Tần Đản Thiên rời đi, khi đi gã không thèm nhìn hắn cái nào, dường như ở trong mắt đối phương thì Tần Vấn Thiên chỉ là nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Gã là thiên tuyển chi tử, chủ Tần tộc tương lai, trong mắt gã làm sao chứa một giới chủ. Tần Đản Thiên bây giờ sẽ không ngờ rằng trong tương lai giới chủ này sẽ quyết định cuộc đời gã, trở thành kẻ địch lớn nhất đời gã, kẻ địch số phận. Khi Tần Đản Thiên bước ra thiên đạo thánh viện vẫn được vô số người chú ý, mới qua không lâu, dù gã ở trong thiên đạo thánh viện thật lâu thì họ vẫn sẽ chờ. Một mình Tần Đản Thiên đã đáng giá họ đợi, huống chi vô số người mong chờ được nhìn lại mỹ nhân số một thiên vực. Nhiều người thầm nghĩ, Tần Đản Thiên đi ra mau vậy, trong thiên đạo thánh viện xảy ra chuyện gì? Tần Đản Thiên cất bước rời đi không ở lại, thần nữ Nghê Thường đi cùng gã. Nhưng Tần Đản Thiên không đi xa, gã ngừng lại trước vấn đạo cư gần đó định vào ở, chủ của vấn đạo cư tự mình ra nghênh đón Tần Đản Thiên vào tề thiên cư. Trong khi vô số người ngóng chờ chuyện gì xảy ra trong thiên đạo thánh viện thì tin tức từ thiên đạo thánh viện truyền ra. Thiên tuyển chi tử Tần Đản Thiên giáng lâm thiên đạo thánh viện hỏi đạo. Khiêu chiến thiên thần thiên đạo thánh viện, đánh bại, ba thiên thần đều thừa nhận không bàn Tần Đản Thiên. Tin tức này truyền ra làm vấn đạo thành động đất, tin tức lan nhanh đi các phương huyền vực sau đó khuếch tán đến vực khác trong thái cổ tiên vực.
Cái tên Thiên Tuyển Chi Tử Tần Đản Thiên lại với thế sấm sét thổi quét thái cổ, thiên hạ biết tên. Trong tiên vực lưu truyền thế này, Thiên Tuyển nhập thế, chiến thiên thần, thần vương không ra, ai cùng tranh phong. Cái tên Tần Đản Thiên như mặt trời ban trưa, không ai sánh bằng. Thiên Tuyển Chi Tử Tần Đản Thiên vào thánh viện, các vực đều chú ý, dẫn đến hưởng ứng to lớn trong thái cổ. Sau đó lại có tiết lộ bên trong là Tần Đản Thiên ở trong vấn đạo cư chưa đi vì đợi tin tức từ Thiên Đạo Thánh Viện. Tần Đản Thiên vào Thiên Đạo Thánh Viện vì nơi truyền thuyết trong đó, chỗ ấy là mục tiêu của gã. Thiên Đạo Thánh Viện chỉ có chỗ truyền thuyết kia là có sức hấp dẫn với Thiên Tuyển Chi Tử. Ba thiên thần cảm thấy không sánh bằng thiên tư tuyệt thế của Tần Đản Thiên, không lẽ gã phải vào Thánh Viện cầu đạo, ai dạy được gã? Là gã dạy cho người khác thì đúng hơn. Nơi truyền thuyết đó từ xưa đến nay có bao nhiêu người có tư cách đi vào? Chủ Thiên Đạo Thánh Viện sẽ cho Tần Đản Thiên đặt chân vào đó sao? Nói đến thiên phú thì Tần Đản Thiên đã chạm đến tư cách đó, nếu gã không có tư cách thì thái cổ bây giờ có mấy người được tư cách vào đất truyền thuyết? Nhiều người thắc mắc thật sự giống như tin đồn, Thiên Đạo Thánh Viện có đất truyền thuyết sao? Đất truyền thuyết đó có cái gì đáng giá Thiên Tuyển Chi Tử giáng lâm Thiên Đạo Thánh Viện, đánh bại thiên thần, bày ra thiên tư tuyệt thế để lấy tư cách đi vào? Đất truyền thuyết đương nhiên chỉ có trong truyền thuyết, ít ai biết về nó. Mấy chuyện này nói sau. Sau khi Tần Đản Thiên rời khỏi thánh viện, ba thiên thần chìm trong suy tư. Độc Cô Thiên Thần nói với người đứng ngoài thần đạo đài, các ngươi đi trước đi. Đám người Tần Vấn Thiên gật đầu nói, rõ. Bọn họ không người lui ra ngoài, trong lòng Tần Vấn Thiên cực kỳ không bình tĩnh, những người khác nổi lòng dao động mạnh. Họ đến Thiên Đạo Thánh Viện cầu đạo vì đây là thánh địa tu hành, vùng đất thần thánh, tín ngưỡng của nhiều người. Nhưng mới rồi Tần Đản Thiên đánh sập tín ngưỡng của họ, ba thiên thần ở trước mặt Thiên Tuyển Chi Tử tự nhận không bằng gã. Cái gì gọi là thiên đạo? Tần Đản Thiên nói đạo của gã là thiên đạo, ý của gã là thiên đạo, bá đạo biết bao. Thiên thần của thánh viện thật sự sai lầm rồi sao? Tần Vấn Thiên không buồn phiền vì việc này, nếu Tần Đản Thiên không mạnh thì sao được gọi là Thiên Tuyển Chi Tử? Nếu Tần Đản Thiên không mạnh thì sao phế bỏ cửu cửu của hắn? Sao xứng là nhi tử của Tần Chính? Kẻ địch lớn cả đời phụ thân Tần Viễn Phong của hắn, tôn tử của Tần Đỉnh. Tần Đản Thiên đánh bại thiên thần Thiên Đạo Thánh Viện là lẽ tất nhiên. Tần Vấn Thiên không buồn nhưng cảm nhận được áp lực từ người Tần Đản Thiên. Nhiều vần sáng chữ cổ quay quanh người Tần Đản Thiên, mỗi chữ cổ đại biểu một loại lực lượng thiên đạo, đây là năng lực mạnh biết bao. Sau khi cả đám rời đi, thiên thần ngồi giữa khẽ thở dài, không ngờ Tần tộc vốn đã mạnh lại sắp nghênh đón huy hoàng đời thứ ba sao. Tần tộc mạnh đã kéo dài ba đời. Bắt đầu từ Tần Thiên Cương và Tần Đỉnh, vào đời đó hai người bày ra thiên tư tuyệt thế. Chiến thần Tần Thiên Cương trăm trận trăm thắng, tiếc rằng cuối cùng bỗng dưng chết, nhưng Tần Đỉnh còn đó. Đời tiếp theo, Tần Chính và Tần Viễn Phong kế thừa thiên phú của lớp phụ thân, thiên phú tuyệt thế, tiếc rằng Tần tộc không chứa Tần Viễn Phong, tru diệt gã, hai đời này khiến người cảm khái. Giờ đến đời thứ ba, Thiên Tuyển Chi Tử Tần Đản Thiên xuất hiện. Thiên phú so với trưởng bối chỉ có hơn chứ không kém. Độc Cô Thiên Thần khẽ nói, là lỗi của ta, tại nàng thua mà ra. Lão nhân buông tiếng thở dài, sao trách ngươi được, ta đã nói dù hai chúng ta bất cứ ai ra tay thì kết cục đều như nhau, Thiên Đạo Thánh Viện chúng ta gặp nguy cơ. Hai người khác lặng im. Tuy chỉ là một trận chiến nhưng họ hiểu ý nghĩa phía sau nó, tín ngưỡng của nhiều người bị sụp đổ. Ba thiên thần Thánh Viện không chiến thắng được Tần Đản Thiên thì người đời nghĩ sao? Vô số người cầu đạo Thiên Đạo Thánh Viện sẽ nghĩ sao, trận chiến này không chỉ ảnh hưởng bấy nhiêu. Thiên Tuyển Chi Tử mạnh mẽ biết bao, gã nói muốn vào đất truyền thuyết kia, xem Tần Đản Thiên cứng rắn như thế nếu không cho gã vào sẽ khuấy động mưa gió. Nhưng tính cách người này kiệt ngạo, viện trưởng sao có thể cho gã vào đất truyền thuyết, nghe lời gã nói là biết tính cách, như Tần Vấn Thiên bảo, đây là một nhân vật kiêu hùng bá chủ, thuận theo thì sống, ý chí của gã ở đâu thì không cho phép người khác làm trái. Nam nhân trung niên mở miệng nói, thánh viện ta phồn hoa vô số năm tháng, viện trưởng từng nói sẽ có một kiếp, không biết chuyện lần này có phải là ngòi nổ của kiếp không? Có nên thông báo cho viện trưởng biết? Nhắc tới chủ Thiên Đạo Thánh Viện, lão nhân ngồi giữa nở nụ cười nói, chuyện xảy ra trong Thiên Đạo Thánh Viện có thể giấu giếm được viện trưởng sao? Hai thiên thần khác cười gật đầu, đúng vậy, chuyện trong Thiên Đạo Thánh Viện sao có thể qua mắt viện trưởng, không cần họ nói. Tần Vấn Thiên về biệt viện của mình nói cho đám người Quân Mộng Trần biết cuộc chiến kia. Đám người Quân Mộng Trần cảm khái, không ngờ Thiên Tuyển Chi Tử mạnh đến vậy, thiên thần Thiên Đạo Thánh Viện không bằng hắn. Tiểu hỗn đảng non nớt nói, không sao,
Chờ về sau Vấn Thiên thành thiên thần thì Thiên Đạo Thánh Viện có thiên thần có thể chiến thắng hắn. Tần Vấn Thiên bực bội liếc tiểu hỗn đảng một cái. Quân Mộng Trần gật gù cười nói, đúng vậy, sư huynh đã nói người kia trong tương lai sẽ thua vào tay sư huynh. Không ngờ con người của hắn cuồng ngạo như vậy, ta nhìn cũng gai mắt, cũng cho một mỹ nữ tuyệt sắc mắt mù. Tần Vấn Thiên cười hỏi, như thế nào, ngươi thích? Quân Mộng Trần nói, đâu có, chẳng qua nàng ta rất đẹp. Tần Vấn Thiên gật gù thừa nhận, lại nói, đó là đệ nhất mỹ nữ thiên vực, thần nữ Nghê Thường. Quân Mộng Trần lẩm bẩm, đệ nhất mỹ nữ thiên vực, hèn gì. Quân Mộng Trần mỉm cười nói, ta cũng phải chăm chỉ tu hành, có lẽ sau này sẽ vượt qua thiên tuyển chi tử. Ta đi trước đây sư huynh. Tần Vấn Thiên gật đầu, ừm. Tiểu hỗn đảng và luyện ngục rời khỏi chỗ này. Sau khi mấy người đi, trong biệt viện chỉ còn lại Tần Vấn Thiên, Thanh Nhi, Mạc Khuynh Thành, Dạ Thiên Vũ. Thanh Nhi thấy Tần Vấn Thiên đang suy tư thì lặng lẽ bước tới gần, mắt đẹp nhìn hắn, nàng khẽ nói, chàng biết hắn đúng không? Tần Vấn Thiên sửng sốt ngạc nhiên nhìn Thanh Nhi. Mắt đẹp vẫn nhìn hắn, Thanh Nhi vươn tay mềm nắm chặt bàn tay hắn. Thanh Nhi nhẹ giọng nói, ta là thê tử của chàng, dù chàng trải qua cái gì ta đều sẽ cùng chàng gánh vác. Tần Vấn Thiên nhìn Thanh Nhi, lòng thầm than, thiên tuyển chi tử đã xuất hiện, có một số việc có lẽ nên nói cho họ biết. Làm nữ nhân của hắn, bọn họ có tư cách biết tất cả sự thật. Trước kia Tần Vấn Thiên không nói cho các nàng không phải vì sợ họ để lộ bí mật, nếu không có niềm tin đó thì làm sao bên nhau. Tần Vấn Thiên tin tưởng các nàng còn hơn bản thân, những nữ nhân yêu hắn sâu sắc, vì hắn mà trả giá tất cả dù là mạng sống. Tần Vấn Thiên đơn giản là không muốn các nàng gánh vác áp lực của hắn, nhưng thiên tuyển chi tử xuất hiện mấy phen làm lòng hắn dao động. Nhóm Thanh Nhi, Khuynh Thành tâm tư nhạy cảm đã cảm nhận được. Tần Vấn Thiên phong cấm mảnh không gian này, xoa tóc bạc của Thanh Nhi, dịu dàng nói, chỉ có nàng thông minh. Tần Vấn Thiên chậm rãi nói, Thanh Nhi, Khuynh Thành, Thiên Vũ, ta luôn không nói cho các nàng biết thân thế thật sự. Thật ra ta sớm biết, giờ nên nói cho các nàng nghe. Lúc trong đại hội vạn giới, Lệ Nhi tìm bảo bối tìm đến Khuynh Thành, khi đó chắc Thanh Nhi và Khuynh Thành cũng đoán được mẫu thân của ta có quan hệ với Lạc Thần Thị. Sự thật đúng là vậy, Lạc Thần Lệ là muội muội của ta, nữ nhi của cửu cửu ta. Mẫu thân ta đến từ Lạc Thần Thị, thiên tuyển chi tử Tần Đảng Thiên đó đến từ thiên vực Tần tộc, xem như đường huynh của ta, phụ thân ta đến từ gia tộc đó. Nhưng Tần tộc và phụ thân của thiên tuyển chi tử Tần Đảng Thiên dùng thủ đoạn tồi tệ cướp hết tất cả thuộc về phụ thân của ta. Thanh Nhi, Mạc Khuynh Thành nhìn Tần Vấn Thiên, lòng rung động. Hai người đoán được chút ít nhưng khi Tần Vấn Thiên nói ra sự thật vẫn rất rung động, không ngờ hắn có thân thế phi phàm như vậy. Phụ thân của Tần Vấn Thiên đến từ thiên vực Tần tộc, mẫu thân đến từ hoang vực Lạc Thần Thị, đều là thế lực cao cấp nhất thái cổ. Tần Vấn Thiên cười nói, thiên tuyển chi tử Tần Đảng Thiên bước vào thiên thần. Trận chiến đầu tiên phế bỏ cửu cửu đi đòi lẽ công bằng cho phụ mẫu ta. Cửu cửu nói ta và hắn là kẻ thù số mệnh, sinh ra đã định sẵn là kẻ địch. Ba nữ nhân giật mình, cũng hiểu tại sao mấy ngày nay Tần Vấn Thiên không bình tĩnh. Tần Vấn Thiên nói, hắn là người ta phải đánh bại. Mạc Khuynh Thành nhoẻn miệng cười, ta tin tưởng chàng, mấy năm nay những cái gọi là kẻ địch cuối cùng có ai không bị chàng vượt qua. Tần Đảng Thiên chỉ là một trong số đó. Tần Vấn Thiên sửng sốt sau đó cười phá lên. Khuynh Thành nói rất có lý, thiên tuyển chi tử chẳng qua là một trong những người quá khứ, Tần Đảng Thiên sẽ ở trong vấn đạo cư 3 tháng chờ quyết định của Thiên Đạo Thánh Viện. Tin tức này truyền ra, người đời đều biết Tần Đảng Thiên muốn vào đất truyền thuyết. Thiên Đạo Thánh Viện có đồng ý không? Nhiều thế lực đỉnh cấp thái cổ tiên vực đều chú ý. Hôm nay một đoàn cường giả đi ra Thiên Đạo Thánh Viện, lấy thần âm giới chủ làm đại biểu giáng lâm vấn đạo cư, bái phỏng thiên tuyển chi tử Tần Đảng Thiên. Tần Đảng Thiên không đi ra đón mà đứng trên tề thiên cư hỏi, Thiên Đạo Thánh Viện đã có quyết định, thần âm giới chủ gật đầu nói, đúng, lão sư kêu ta đến truyền lời, thiên tuyển chi tử tuy có tài ngút trời nhưng không thích hợp đất truyền thuyết Thánh Viện, hư không yên lặng giây lát. Quanh vấn đạo cư đông nghẹt cường giả, bọn họ dường như đã đoán được kết quả này, Tần Đảng Thiên mạnh mẽ đến làm Thiên Đạo Thánh Viện chịu nhục, tuy chứng minh gã có thiên phú và sức chiến đấu cường đại vô song cõi đời. Nhưng muốn làm Thiên Đạo Thánh Viện cúi đầu mời gã vào đất truyền thuyết thì không thể nào. Giọng Tần Đảng Thiên từ tề thiên cư vọng xuống, đây là từ chối. Thiên Đạo Thánh Viện đã nghĩ kỹ chưa? Sắc mặt thần âm giới chủ không thay đổi, bình tĩnh nói, lão sư kêu ta nhắn lại y như vậy. Đối mặt thiên tuyển chi tử đánh bại thiên thần, từ chối gã cũng cần có can đảm.
gã là nhân vật đánh bại thiên thần Thiên Đạo Thánh Viện. Tần Vấn Thiên cũng đến, hắn đứng cạnh thần âm giới chủ, làm sứ giả truyền lời. Tần Đản Thiên lạnh nhạt nói, Thiên Đạo Thánh Viện chỉ có tiếng ảo. Ba thiên thần luận đạo với ta, bị thua nhưng không thừa nhận mình không hiểu thiên đạo. Ngụy Trang là giáo hóa thiên hạ, dạy dỗ không kỳ thị ai hòng lừa đời lấy tiếng. Nay môn sinh Thiên Đạo Thánh Viện có khắp thiên hạ, trong thánh viện cường giả như mây, tuy nói không tranh với đời, không tham dự thế tục phân tranh, nhưng sự thật là Thiên Đạo Thánh Viện đã tích góp lực lượng cực mạnh, có khác gì với nhiều thế lực. Đám người thần âm giới chủ lộ biểu tình bực bội. Tần Đản Thiên công khai chửi rủa nhục nhã Thiên Đạo Thánh Viện. Vấn đạo cư cách Thiên Đạo Thánh Viện không xa, nơi này là địa bàn của Thánh Viện. Tần Đản Thiên dõng dạc nói chuyện tại đây, vũ nhục Thánh Viện là lừa đời lấy tiếng. Thần âm giới chủ không khách khí nữa, mỉa mai lại, thiên tuyển cần gì lấy bụng mình đoán người khác. Trước khi đến đây nghe lão sư từng nói thiên tuyển chi tử quá ngạo mạn, coi trời bằng vung, duy ngã độc tôn, không đồng ý người khác có ý kiến khác dù là với việc lĩnh ngộ thiên đạo. Nhưng thiên tuyển chi tử có thiên phú tuyệt đỉnh, nếu để ngươi vào đất truyền thuyết thánh viện sẽ là tai nạn. Nếu Tần Đản Thiên không nói câu sau thì thần âm giới chủ đã không nói chuyện này. Một ánh mắt như xuyên thấu không gian nhìn hướng thần âm giới chủ, áp lực vô cùng khủng bố giáng xuống người. Phương xa có một luồng sáng lấp lánh, bên Thiên Đạo Thánh Viện vọng tới giọng nói, là ta kêu hắn chuyển lời, với thân phận của ngươi chắc hẳn không đến mức làm khó bọn họ. Tần Đản Thiên cười to, ha ha ha, bầu trời rung rinh, động đất, cuồng ngạo tuyệt thế. Tần Đản Thiên cao giọng quát, Thánh Viện lừa đời lấy tiếng, có thể truyền đạo dạy nghiệp trong thái cổ tiên vực đúng là sỉ nhục của thiên hạ. Thánh Viện như vậy không nên tiếp tục tồn tại trong thái cổ, phải giải tán. Bốn phương im phăng phắc, thiên tuyển chi tử quá cuồng vọng, nói là Thiên Đạo Thánh Viện không nên tồn tại, phải giải tán. Thiên tuyển chi tử muốn tuyên chiến với Thiên Đạo Thánh Viện, dường như Tần Đản Thiên có tư cách đó, bản thân gã có thực lực không gì sánh bằng. Sau lưng thiên tuyển chi tử còn có thiên vực Tần tộc cường đại. Giọng Tần Đản Thiên như tiếng sét giữa trời xanh hoang vực, thiên thần đã nói ra thì không đơn giản là nói chơi. Tần Đản Thiên lạnh nhạt nói, cáo từ, hôm khác lại đến bái phỏng thánh viện. Tề thiên cư dâng lên gió to, Tần Đản Thiên rời đi. Mỹ nhân số một thiên vực thần nữ Nghê Thường chắc cũng đã đi theo gã. Thiên tuyển chi tử rời đi nhưng trước khi gã đi để lại câu nói gây sóng thần trong vấn đạo thành, bão tố mạnh sắp đến, mây đen che thành. Thần âm giới chủ đứng tại chỗ im lặng thật lâu, sau đó nói, chúng ta về đi. Khuôn mặt thần âm giới chủ trầm trọng vì một câu của thiên tuyển chi tử Tần Đản Thiên. Đoàn người rời khỏi vấn đạo cư, thần âm giới chủ vẫn im lặng. Tần Vấn Thiên lên tiếng, hình như sư huynh rất lo lắng. Việc này đã tạo thành sóng gió lớn, ảnh hưởng thiên đạo thánh viện ta rất lớn. Tần Đản Thiên là nhân vật thế nào? Vô cùng cuồng ngạo, hắn là thiên thần, lời thiên thần nói không phải nói lung tung. Mỗi câu đều chất chứa ẩn ý. Tần Vấn Thiên mắt lóe tia sáng. Tần Đản Thiên nói thánh viện không nên tiếp tục tồn tại trong thái cổ, phải giải tán. Không lẽ Tần tộc sẽ xuống tay với Thiên Đạo Thánh Viện? Chỉ vì bước vào đất truyền thuyết Thiên Đạo Thánh Viện mà Tần Đản Thiên không tiếc phát động thần chiến? Nếu vậy thì đao quang sắp giấy lên bão tố kinh thế. Thần âm giới chủ thầm than, ta có loáng thoáng nghe người thánh viện nói Thiên Đạo Thánh Viện sẽ đối mặt một kiếp, không biết có phải là lần này không. Mấy ngày nay lão sư luôn ở trong thánh viện, hình như hơi lo, ngay cả thiên thần cũng rầu lo đủ thấy chuyện này sẽ không đơn giản cho qua. Lời nói của Tần Đản Thiên rất nhanh truyền khắp vấn đạo thành, làm vấn đạo thành chấn động. Trong Thiên Đạo Thánh Viện lòng người dao động, đang suy nghĩ ảnh hưởng của chuyện này và về sau phát triển ra sao, các thế lực đỉnh cấp chú ý việc này. Đoạn thời gian tiếp theo huyền vực truyền ra việc này, các thế lực đỉnh cấp chú ý, trùng thế lực sớm biết, từ Tử Vi Thần Đình truyền ra câu nói. Hình như là thiên thần nào đó bảo công nhận lời của thiên tuyển chi tử Tần Đản Thiên. Thiên Đạo Thánh Viện mua danh trục tiếng, nghi là lừa đời lấy tiếng. Câu này tuôn ra gợi sóng gió, Tử Vi Thần Đình phát ra một câu nói khiến huyền vực động đất. Đây là hồ theo Tần Đản Thiên. Tử Vi Thần Đình làm trùm huyền vực, một trong ba thế lực đỉnh cấp, thái độ của họ có ý nghĩa gì? Có vẻ Tử Vi Thần Đình không hy vọng huyền vực tồn tại thế lực như Thiên Đạo Thánh Viện. Hay những thế lực cao cao tại thượng đã không muốn thánh viện tồn tại nữa. Mấy năm qua Thiên Đạo Thánh Viện có sức ảnh hưởng rất lớn trong huyền vực, tuy họ khống chế người khác nhưng dùng cách dạy dỗ đệ tử, không xem như thế lực bá chủ 100%. Nhưng nếu thật sự xảy ra chiến trường thì Thiên Đạo Thánh Viện sẽ bộc phát ra năng lượng kinh người, môn sinh có khắp thiên hạ, cường giả như mây, thậm chí vượt qua vài trùng thế lực. Thế lực như vậy tồn tại khiến trùng kiên kỵ,
Ví dụ lúc ở đại hội vạn giới, nếu không có thiên đạo thánh viện thì kết cục của Tần Vấn Thiên đã khác. Tần Vấn Thiên hoặc là tham gia Tử Vi thần đình hoặc chọn điệu thấp nhẫn nhịn, không thể đứng ra, càng đừng nói là đánh chết Long Uyên phủ chủ làm Tử Vi thần đình mất mặt. Đây chính là sức ảnh hưởng của thiên đạo thánh viện, trùng thế lực đều kiêng dè. Sự việc vẫn đang lên men, gây sóng gió lớn trong huyền vực. Thiên thần Sơn cũng lên tiếng, thiên đạo thánh viện xem trọng đồ của mình, đã bảo là dạy dỗ không kỳ thị ai, thiên tuyển chi tử có tài ngút trời thì cớ gì không cho vào đất truyền thuyết tu hành. Đơn giản là vì cường hóa sức mạnh bản thân, bồi dưỡng đệ tử trung tâm thánh viện. Thiên đạo thánh viện có đất truyền thuyết, học sinh bình thường tu hành trong thánh viện có bao nhiêu người biết, bao nhiêu người đã bước chân vào đó. Câu này cực kỳ tru tâm, không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến bên ngoài, cũng tạo ảnh hưởng rất ác liệt trong thiên đạo thánh viện. Nhiều người cầu đạo thiên đạo thánh viện là thiên kiêu đến từ các phương, khá nhiều người có thiên phú tuyệt đỉnh, truyền nhân kiếm thánh sơn, người nối nghiệp ngưu thần tộc. Những người này có ai không mạnh, không phải thiên phú tuyệt đỉnh? Cớ gì bọn họ không được vào đất truyền thuyết? Trước kia họ không nghĩ nhiều nhưng thiên thần sơn nói một câu làm người ta nghĩ sâu xa. Phải chăng chỉ có người đồng ý ở lại thánh viện, hoàn toàn thành một phần tử của thánh viện mới được vào đó? Chuyện này bây giờ không chỉ riêng Tần Đảng Thiên Vũ nhục thiên đạo thánh viện, hai trùng thế lực huyền vực cũng đứng ra nói chuyện. Tử Vi thần đình, thiên thần sơn tỏ thái độ đẩy thiên đạo thánh viện vào lốc xoáy hơn. Thánh địa đứng sững trong thần âm giới chủ, truyền đạo cho người đời dường như gặp nguy cơ lớn, bão tố tụ lại quanh thánh địa. Lúc này trong thánh địa, lòng người dao động. Tần Vấn Thiên đang ở chỗ thần âm giới chủ bàn bạc chút chuyện. Mấy ngày nay hắn không tu hành, cảm giác thánh viện biến đổi, nhiều người trở nên nóng nảy. Tử Vi thần đình, thiên thần sơn lần lượt tỏ thái độ ảnh hưởng lòng người. Thần âm sư huynh đã hỏi lão sư chưa? Chuyện gì xảy ra? Vì sao sóng gió đột nhiên cuốn thánh viện vào? Không thể bỗng dưng như vậy, thật sự chỉ vì một mình Tần Đảng Thiên sao? Tần Vấn Thiên hơi nghi ngờ Tần Đảng Thiên vào thánh viện là ngọn nguồn của bão tố này sao? Thần âm giới chủ nói, có lẽ liên quan vài tin đồn, cổ thanh huyền tái hiện cõi đời, trong tiên vực có tin đồn tương lai thái cổ sẽ có biến động lớn, không biết có phải vì việc này mà liên lụy thiên đạo thánh viện. Tần Vấn Thiên thì thào, cổ thanh huyền, cuộc chiến diệt thế ngày xưa, cổ thanh huyền đã hủy diệt. Tại sao cổ thanh huyền xuất thế thì thái cổ biến động? Vì kiên kỵ vị tồn tại kia sao? Tần Vấn Thiên nói vị kia ý là tử thần ghi chép trong thiên đạo thư các. Thần âm giới chủ nói, ai biết, thiên đạo thánh viện tự dưng bị cuốn vào trong. Thiên tuyển chi tử mạnh mẽ đến rất có thể muốn chứng đạo địa vị vô thượng trong cơn bão này, giả tâm của hắn rất lớn. Tần Vấn Thiên gật đầu, Tần Đảng Thiên là thiên tuyển chi tử, thái độ cuồng ngạo biết bao, giả tâm rất cao. Gã lấy tên Đảng Thiên ý là sang bằng thiên hạ, giả tâm của Tần Đảng Thiên rất lớn, bản thân Tần Vấn Thiên cũng vậy. Nếu bảo Tần Đảng Thiên muốn chứng đạo chí cao thì Tần Vấn Thiên muốn đánh bại gã, suy ra giả tâm của hắn còn lớn hơn gã. Tần Vấn Thiên tò mò hỏi, thần âm sư huynh, đất truyền thuyết của thánh viện là nơi như thế nào? Tại sao Tần Đảng Thiên muốn vào trong đó? Thần âm giới chủ trả lời, đã là đất truyền thuyết thì sao ta biết được? Tuy tu hành trong thánh viện nhiều năm nhưng ta chưa từng vào đó. Nó là bí mật lớn nhất của thiên đạo thánh viện, có lẽ chỉ có lão sư và mấy vị thiên thần biết sự thật. Tần Vấn Thiên thầm cảm thán đất truyền thuyết thiên đạo thánh viện thật bí ẩn, thần âm sư huynh hoàn toàn mù tịt, chắc đa số người thiên đạo thánh viện cũng vậy. Trò chuyện một lúc rồi Tần Vấn Thiên từ biệt. Đoạn thời gian tiếp theo các đệ tử thiên đạo thánh viện cảm nhận không khí trong thánh viện thay đổi, hơi nặng nề. Nhiều người chờ diễn biến tiếp theo. Chuyện này còn chưa kết thúc, Tần Đảng Thiên nói thánh viện nên giải tán, trùng thế lực huyền vực Tử Vi thần đình và thiên thần sơn hưởng ứng, trận thế mạnh như vậy sao có thể im bặt? Quả nhiên không lâu sau trùng thế lực vực khác ngoài huyền vực lên tiếng, tuyên bố nếu thiên đạo thánh viện muốn chứng minh bản thân thì không thể khư khư ôm của riêng, phải mở ra đất truyền thuyết, cho phép nhân vật đỉnh cấp các vực vào trong tu hành. Nhiều thế lực trùng, bá chủ hưởng ứng, tụ thành cơn bão vô hình đè ép thiên đạo thánh viện. Dường như nếu thiên đạo thánh viện không thỏa hiệp thì các thế lực sẽ ép cung, buộc thiên đạo thánh viện giải thể, không cho phép nó tồn tại. Thiên đạo thánh viện chưa từng trải qua sóng gió lớn đến vậy, mọi người đều biết thánh địa trong vấn đạo thành huyền vực gặp nguy cơ chưa từng có. Hình như thiên đạo thánh viện phải thỏa hiệp. Người trong thiên hạ chú ý, thái cổ bát vực theo dõi cơn bão này rồi sẽ diễn biến ra sao, thiên đạo thánh viện đối mặt kết cục thế nào, khi cơn bão không ngừng tụ tập. Hôm nay từ thiên đạo thánh viện truyền ra thanh âm mời thiên kiêu đỉnh cấp 8 vực tụ hợp ở thiên đạo thánh viện,
tin tức lan ra khắp thiên hạ, dẫn đến hưởng ứng mạnh. Thiên đạo thánh viện thỏa hiệp, tình hình này là cho phép thiên kiêu thế lực đỉnh cấp thiên hạ vào đất truyền thuyết thánh viện sao? Nếu không thì thiên kiêu thế lực đỉnh cấp thiên hạ tụ hợp, các phương hào kiệt tới nơi không dễ bỏ qua, dù phải bắt buộc cũng quyết làm thiên đạo thánh viện thỏa hiệp, nếu thiên đạo thánh viện không đồng ý sẽ là dẫn sói vào nhà, tự chịu diệt vong. Trong thiên đạo thánh viện cũng dấy lên sóng gió, đệ tử thánh viện không ngờ thiên đạo thánh viện đưa ra tin tức như thế, để thiên kiêu thiên hạ tụ hợp ở thánh viện làm gì? Phải chăng bọn họ cũng có cơ hội vào đất truyền thuyết, sử dụng tin tức truyền ra? Tần Vấn Thiên nhận truyền âm của Lạc Thần Lệ ở hoang vực Lạc Thần Thị, nàng hỏi thiên đạo thánh viện nghĩ sao? Tần Vấn Thiên hoàn toàn không biết, Lạc Thần Lệ nói cho Tần Vấn Thiên biết nàng sẽ theo một vài cường giả Lạc Thần Thị lên đường đi thiên đạo thánh viện. Biết tin này Tần Vấn Thiên hơi mừng, lại được gặp Lệ Nhi, nhưng Tần Vấn Thiên rất lo, thiên đạo thánh viện tụ tập hào cường thái cổ lại sẽ là bão tố thế nào? Lạc Thần Thị đã chuẩn bị xuất phát, thế lực khác chắc cũng lên đường đến thiên đạo thánh viện huyền vực, đây sẽ là bão tố lớn, Lạc Thần Thị trừ Lạc Thần Lệ ra còn có ai đến? Tần Vấn Thiên sẽ được gặp nhiều người thân trong gia tộc của mẫu thân, còn có Tần tộc, việc này vốn do Tần Đản Thiên mà ra, chắc chắn gã sẽ đến. Tần tộc sẽ đưa tới nhiều nhân vật đỉnh cấp, Tần Vấn Thiên sẽ gặp ai? Có liên quan gì đến phụ thân của hắn? Lần này có thể nói là thiên hạ chấn động, trùng đỉnh cấp các vực đi thiên đạo thánh viện. Vấn đạo thành chìm trong điên cuồng, vô số người nghểnh cổ trong mong. Thiên đạo thánh viện tuy là thánh địa nhưng chưa từng có việc lớn như vậy, hào cường thái cổ bắc vực có lẽ đều chạy tới thiên đạo thánh viện, sẽ dẫn đến sóng gió thế nào, bọn họ sẽ được thấy bao nhiêu nhân vật tuyệt đỉnh, vô số người mong chờ. Thiên đạo thánh viện là thế lực huyền vực, thế lực đến đầu tiên đương nhiên là ba trùng thế lực. Tử Vi thần đình rất nhanh đến vấn đạo thành, trực tiếp giáng lâm ở vấn đạo cư. Vấn đạo cư là khách điếm tốt nhất vấn đạo thành, tất nhiên Tử Vi thần đình sẽ ở đó. Hiển nhiên vấn đạo cư cho Tử Vi thần đình ở Tề Thiên cư, vấn đạo cư rất khó xử, tiếp theo còn có cường giả các thế lực đỉnh cấp đến, đều là trùng, nhưng trên tầng đỉnh vị trí có hạn. Để thế lực đỉnh cấp khác ở bên dưới thì họ nghĩ sao, việc này làm vấn đạo cư nhức óc. Trong cường giả Tử Vi thần đình đi tới người dẫn đầu là một sư đệ của thiên thần. Đó là nhân vật đại năng giới chủ lúc trước Tần Vấn Thiên gặp trong đại hội vạn giới, sư thúc của Nguyệt Trường Không. Trên Tề Thiên cư, hai bóng người nhìn hướng thiên đạo thánh viện, trừ sư đệ thiên thần ra Nguyệt Trường Không đứng phía sau. Mặt Nguyệt Trường Không lạnh băng nhìn hướng thiên đạo thánh viện, nghe nói người kia tu hành trong thiên đạo thánh viện. Hắn cướp đi vinh diệu của gã, cướp hết mọi thứ của gã, khiến gã thành sỉ nhục. Giờ Nguyệt Trường Không vẫn đứng đây nhưng đã trải qua đau đớn không người chịu được, chính chết một sống. Nếu không phải Nguyệt Trường Không vượt qua thử thách cuối cùng thì đã chết, sau ngày hôm đó đương nhiên Tử Vi thần đình biết Nguyệt Trường Không là hàng giả. Thiên thần giận dữ, nhưng xét thấy thiên phú của Nguyệt Trường Không tốt thật, vẫn cho gã một cơ hội, cả đời Nguyệt Trường Không không thể quên hành hạ sống chết, tất cả đều do Tần Vấn Thiên ban cho. Giờ Nguyệt Trường Không mạnh hơn trước, dù đấu với một cường giả Tử Vi thần đình trên bản thiên đạo thì gã cũng không yếu hơn, Nguyệt Trường Không đến thiên đạo thánh viện, sắp gặp hắn. Sư thúc của Nguyệt Trường Không lên tiếng, Trường Không, ngươi có thể sống tiếp thật không dễ. Nguyệt Trường Không lặng im, gã đã thay đổi, không còn nụ cười giả tạo, gã trở nên âm trầm lạnh lùng, càng đáng sợ. Sư thúc lạnh nhạt nói, ngươi nên biết mình phạm tội phải chết thế nào, nhưng sư huynh vẫn cho ngươi cơ hội. Giờ đến thiên đạo thánh viện, ngươi rất có thể sẽ gặp người mình hận thấu xương, hy vọng chuyến đi thiên đạo thánh viện đừng làm sư huynh thất vọng. Nguyệt Trường Không giấu trời qua biển lừa Tử Vi thần đình. Gạt thiên thần, đây là tội phải chết, gã sống được thật không dễ. Nguyệt Trường Không lạnh nhạt nói, mặt không biểu tình, ta hiểu. Nguyệt Trường Không đương nhiên hiểu, gã sẽ chứng minh cho mọi người thấy dù gã bị vạch ra không phải truyền nhân thần vương thì sao. Những người coi thường gã rồi sẽ hối hận, Đông Hoàng Thiên dám bỏ hôn ước, Nguyệt Trường Không sẽ tính món nợ này. Sau đó người đại ma thần cung đến, nhưng họ không ở vấn đạo cư. Khi biết Tử Vi thần đình chiếm tầng cao nhất, đại ma thần cung đâu chịu ở dưới, nếu giành chỗ thì không có ý nghĩa nên thà không vào vấn đạo cư. Đại ma thần cung chọn một khách điếm khác, sau đó là thiên thần sơn. Ba trùng thế lực huyền vực đến trước, còn nhiều cường giả thế lực đỉnh cấp huyền vực khác tới. Bọn họ biết tuy là người của thế lực đỉnh cấp nhưng họ chỉ là khách xem, nhân vật chính không đến lượt họ. Sau đó trùng thế lực đỉnh cấp hoang vực tới, Dực thần tộc, vương gia, các thế lực thiên thần tộc giáng lâm. Tiếp theo là thế lực siêu mạnh của thiên vực, địa vực,
vô số nhân vật tuyệt đỉnh tụ tập ở Vấn Đạo Thành. Thoáng chốc Vấn Đạo Thành mặt ngoài bình tĩnh lại như uống những cơn bão kinh thế. Vấn Đạo Thành đã bao giờ náo nhiệt như vậy, các thế lực đỉnh cấp thái cổ tụ tập tại đây. Thế lực hoang vực cũng đến, gồm có Lạc Thần Thị, Ngưu Thần Tộc, Yêu Thần Sơn. Lạc Thần Thị đến tức là Lạc Thần Lệ cũng tới, Tần Vấn Thiên biết tin trước hết vì nàng vừa vào thành liền báo cho hắn. Tần Vấn Thiên được Lạc Thần Lệ cho biết không chỉ mình nàng, có mấy giới chủ Lạc Thần Thị thiên phú rất xuất sắc cùng đi, có chung một mục đích là đất truyền thuyết của Thiên Đạo Thánh Viện, Tần Vấn Thiên sẽ không đến gặp Lạc Thần Lệ. Tần tộc tùy thời giáng lâm, lúc này Tần Vấn Thiên không thể đi gần Lạc Thần Lệ, lỡ bị người Tần tộc thấy dễ khiến nghi ngờ. Tần tộc đến từ thiên vực rốt cuộc tới, Tần Đản Thiên không có mặt trong đoàn người, tới đây toàn là nhân vật giới chủ đỉnh cao nhất, tuy hiện giờ thiên tuyển chi tử là tượng trưng cho Tần tộc, sự thật trừ gã ra các mạch Tần tộc xuất hiện nhiều nhân vật thiên phú kinh người khác, chẳng qua ánh sáng bị Tần Đản Thiên che lấp. Tần Đản Thiên đã danh chấn thái cổ bát vực, Tây Phương thái cổ tiên vực, đất vũ vực có đoàn cao tăng Phật môn đến, mỗi người khí độ siêu nhiên, họ đến từ đất Cực Lạc, tu hành pháp Phật đạo. Vũ vực chỉ có một bá chủ duy nhất, bá chủ này đã phái người đến, Thiên Đạo Thánh Viện gió nổi mây phun, lần này người dẫn đội đều là giới chủ, không có thiên thần xuất hiện. Mọi người biết cuộc phân tranh này vốn do thiên thần gợi lên, họ ở sau màn nhìn tất cả, trong Thánh Viện. Mỗi ngày Tần Vấn Thiên đều được tin tức người của thế lực nào đến, Thiên Đạo Thánh Viện gánh chịu áp lực không gì sánh bằng. Thánh Viện mời các phương hào cường thiên hạ đến vì sao? Đây tuyệt đối không phải chuyện tốt cho Thiên Đạo Thánh Viện. Hôm nay ba thiên thần Thiên Đạo Thánh Viện triệu tập học sinh môn hạ của mình lại. Tần Vấn Thiên cầu đạo môn hạ Độc Cô Thiên Thần nên cũng có mặt. Trước thần đạo đài, học sinh giới chủ cảnh xuất sắc nhất Thiên Đạo Thánh Viện đều ở đây. Hiện giờ cường giả trong thiên hạ tụ tập, gió nổi mây phun. Thiên Đạo Thánh Viện sẽ nên đón sóng gió chưa từng có. Thiên Thần Thánh Viện triệu tập mọi người chắc có chuyện quan trọng dặn dò. Thiên thần lớn tuổi nhất lên tiếng. Các ngươi tu hành trong Thiên Đạo Thánh Viện đã lâu, lâu đến không nhớ rõ, ngắn thì cũng được mấy chục năm. Nay Thiên Đạo Thánh Viện gặp nạn, triệu tập các ngươi tới đây là có chuyện muốn dặn dò. Danh hiệu của Thiên Thần này là Ti Mệnh Thiên Thần. Các đệ tử yên lặng nghe, Ti Mệnh Thiên Thần tiếp tục bảo, các ngươi đều biết không lâu trước Tần Đản Thiên đến Thánh Viện khiêu khích ba chúng ta. Hắn rất mạnh, mục đích là đất truyền thuyết của Thánh Viện ta. Nhưng đất truyền thuyết không như người đời nghĩ có thể tùy ý cho người đi vào. Khi đất truyền thuyết mở ra cho người đời thái cổ sẽ gặp biến cố lớn, nhiều người tinh thần rung lên, đất truyền thuyết mở ra sẽ dẫn đến biến cố lớn trong thái cổ. Nơi đó rốt cuộc là nơi như thế nào? Thiên tuyển chi tử Tần Đản Thiên, Tử Vi Thần Đình, Thiên Thần Sơn cùng tạo áp lực cho Thiên Đạo Thánh Viện ta. Thế lực đỉnh cấp của vực khác cũng lên tiếng, mục đích không cần nói cũng biết, Thánh Viện ta có nhiều đệ tử tu hành. Thậm chí một số người đến từ thế lực đỉnh cấp thái cổ, cũng có thể là thiên kiêu thế lực đỉnh cấp che giấu thân phận đi vào. Trước kia Thiên Đạo Thánh Viện không so đo chuyện này, nhưng ta biết Thiên Đạo Thánh Viện xảy ra chút chuyện không giấu được các vực thái cổ. Mắt Ti Mệnh Thiên Thần nhìn mọi người chăm chú, cho nên Thiên Đạo Thánh Viện dứt khoát triệu tập cường giả thái cổ bát vực tụ tập lại, nên đến sớm muộn gì sẽ đến, chẳng bằng chủ động đối mặt. Bọn họ muốn tranh thì Thiên Đạo Thánh Viện ta cho nhiều người tham gia vào. Thái cổ thiên hạ cùng tham dự, vài kẻ bụng dạ khó lường muốn được đến mục đích sẽ càng khó, nhưng ta vẫn hy vọng người có thành tựu trong đất truyền thuyết sẽ là các ngươi. Tim mọi người rung lên, lời Ti Mệnh Thiên Thần nói dường như muốn cho bọn họ cùng người trong thiên hạ vào đất truyền thuyết, để họ đi tranh với thế lực đỉnh cấp các vực thái cổ, gửi gắm hy vọng vào họ. Có người khó hiểu hỏi, ta vẫn không hiểu, Ti Mệnh Thiên Thần. Tại sao không trực tiếp cho chúng ta vào đất truyền thuyết mà phải triệu tập người trong thiên hạ tụ lại? Ti Mệnh Thiên Thần nói, mới rồi ta đã nói chuyện xảy ra trong Thánh Viện không qua mắt thiên hạ được, dù cho các ngươi vào thì sau đó cường giả các phương đánh tới Thiên Đạo Thánh Viện, đám người Tần Đản Thiên sẽ không bỏ qua, đây là lý do đầu tiên. Nguyên nhân quan trọng hơn là viện trưởng dặn như vậy, viện trưởng đã căn dặn thì tất nhiên đúng, sau khi các ngươi đi vào sẽ hiểu, ta cũng không rõ. Vì ba chúng ta chưa từng vào đất truyền thuyết của Thánh Viện, tim mọi người rất cái bịch, hỏi, ba vị thiên thần cũng không đi vào sao? Độc Cô Thiên Thần lạnh nhạt nói, bên ngoài đồn bậy bạ làm người thấp thỏm, người đời nghi ngờ Thiên Đạo Thánh Viện giữ của riêng, không cho đệ tử xuất sắc của Thánh Viện vào. Thật nực cười, chúng ta là thiên thần còn không biết đất truyền thuyết như thế nào. Có người lòng thầm hổ thẹn, đúng là tin tức dụ dỗ lòng người truyền khắp thiên hạ,
đệ tử trong thánh viện có khá nhiều người bất mãn. Ti Mệnh Thiên Thần nói, bỏ đi Độc Cô, người đời đều như vậy, có gì mà oán. Hôm nay triệu tập các ngươi đến còn có câu quan trọng muốn nói, câu này là viện trưởng dặn ta truyền lời. Sau khi vào đất truyền thuyết dù ngươi trải qua cái gì phải tránh, giữ bản tâm, nếu không vạn kiếp bất phục, mắt Tần Vấn Thiên lấp lóe. Xem ra đất truyền thuyết của Thiên Đạo Thánh Viện không giống như người ta dự đoán là thánh địa tu hành gì, bước vào một chốc liền đắc đạo, đó có lẽ là nơi vô cùng nguy hiểm, nếu không viện trưởng đã chẳng cố ý kêu Ti Mệnh Thiên Thần trịnh trọng nhắc nhở bọn họ. Mọi người thầm gật đầu ghi nhớ câu nói. Viện trưởng Thiên Đạo Thánh Viện bí ẩn nhắn cho họ chắc có ẩn ý, cần phải nhớ kỹ. Ti Mệnh Thiên Thần phất tay, được rồi, các ngươi đi đi. Mọi người cùng nhau đi ra. Sau khi việc ở Thiên Đạo Thánh Viện xảy ra không lâu thì bên ngoài truyền ra tin tức. Thiên Đạo Thánh Viện triệu tập thiên kiêu thiên hạ tụ lại vì cho họ cùng vào đất truyền thuyết. Việc này dẫn đến động đất, đám Tần Đảng Thiên nói Thiên Đạo Thánh Viện giữ của riêng, không xứng cái tên truyền đạo. Thiên Đạo Thánh Viện đang đáp lại họ, cái gì gọi là truyền đạo, các ngươi muốn đi vào vậy thì thiên kiêu tuyệt đỉnh thiên hạ đều được vào. Quả nhiên tin tức truyền ra không lâu Thiên Đạo Thánh Viện triệu tập các phương thế lực đến Vấn Đạo Thành cùng đi Thánh Viện. Hôm nay toàn thế giới chú ý, bên ngoài bậc thang Thiên Đạo tụ tập người đông còn hơn hôm Tần Đảng Thiên đến bái phỏng Thiên Đạo Thánh Viện. Trên trời dưới đất chật ních người, nhưng chừa một con đường dẫn đến bậc thang Thiên Đạo, không ai đứng lấn chỗ. Con đường này dành cho nhân vật hào cường các phương thái cổ. Hôm nay Thiên Thần Thiên Đạo Thánh Viện dẫn dắt các đệ tử đứng trên bậc thang Thiên Đạo nghênh tiếp cường giả các phương đến. Có người lên tiếng, đến rồi, phương xa có cường giả rầm rộ giáng lâm, chia thành các trận doanh khác nhau. Trận thế mỗi phương trận doanh mạnh làm người ta lòng run sợ. Thiên Thần dẫn đường, những người đều là cảnh giới giới chủ. Trước đó các Thiên Thần không đi theo, hôm nay họ xuất hiện cùng vào Thiên Đạo Thánh Viện. Thịnh thế như vậy làm sao Thiên Thần bỏ qua được. Tử Vi Thần Đình đến, vô số ánh mắt nhìn cường giả Tử Vi Thần Đình, người đi đầu cao cao tại thượng là Thiên Thần. Phía sau người mặc trường bào ánh sao tím, vô cùng uy nghiêm, bọn họ là bá chủ huyền vực, dậm chân làm động đất. Tần Vấn Thiên nhìn người Tử Vi Thần Đình đến, hắn thấy Nguyệt Trường Không và nhân vật đại năng Tử Vi Thần Đình ngày hôm đó. Tần Vấn Thiên hơi tò mò, không vạch thân phận của Nguyệt Trường Không cứ tưởng Tử Vi Thần Đình, Đông Hoàng Thị sẽ không bỏ qua cho gã. Dám lừa Vĩnh Thiên Thần là tội lớn biết bao, vậy mà Nguyệt Trường Không vẫn ở trong Tử Vi Thần Đình, gã sống, còn đi theo sau Thiên Thần cho thấy địa vị phi phàm. Nguyệt Trường Không nhìn thoáng qua liền bắt gặp Tần Vấn Thiên, so với hắn ngạc nhiên thì trong mắt gã lộ ra oán hận đậm đặc, sát niệm cực kỳ mãnh liệt. Tuy Nguyệt Trường Không sống nhưng Tần Vấn Thiên không biết gã đã trải qua đau khổ thế nào, gã muốn hắn chết, trong mắt Nguyệt Trường Không lộ rõ sát ý. So với lúc trước giả tạo thì gã bây giờ càng trực tiếp. Bị Tần Vấn Thiên vạch mặt làm Nguyệt Trường Không hận hắn đến vậy sao? Cười chết người, năm xưa gã giả mạo truyền nhân thần vương và dồn hắn vào chỗ chết, Tần Vấn Thiên sẽ thánh mẫu tới mức để yên cho gã. Trong đám người vang lên giọng nói, cường giả đại ma thần cung đến. Một đoàn cường giả toát ra khí khái ma cực kỳ bá đạo, vì cái thế, người dẫn đầu vẫn là Thiên Thần. Sau đó cường giả các phương lục tục đến. Cường giả mỗi phương trận doanh đều là nhân vật đỉnh cấp thái cổ bát vực, hôm nay cùng đến Thiên Đạo Thánh Viện, đủ thấy đất truyền thuyết hấp dẫn thái cổ thế nào. Tần Vấn Thiên thầm than, tuy Thiên Thần Thiên Đạo Thánh Viện chưa vào đất truyền thuyết nhưng chắc thế lực các phương biết chút bí mật về đất truyền thuyết, nếu không họ đã chẳng kéo tới chỉ vì một câu của Thiên Đạo Thánh Viện. Đám đông rầm rộ, không biết bao nhiêu nhân vật cường đại, người đời chú ý ngước nhìn họ. Tần Vấn Thiên nhìn hướng Lạc Thần Thị, Lạc Thần Lệ cũng nhìn qua chỗ hắn. Len lén nhoẻn miệng cười, Tần Vấn Thiên đánh giá người bên cạnh Lạc Thần Lệ, dẫn đầu Lạc Thần Thị là một thiên thần già nua, không biết có quan hệ thế nào với hắn. Trừ Lạc Thần Thị ra Tần Vấn Thiên còn chú ý Tần tộc, thiên thần dẫn đầu dĩ nhiên là Thiên Tuyển Chi Tử Tần Đảng Thiên, tuy gã trẻ tuổi nhưng địa vị đã sớm siêu nhiên. Ba vị thiên thần Thiên Đạo Thánh Viện cất bước đi tới trên bậc thang, nhìn mọi người, các vị tụ lại Thánh Viện là vinh hạnh cho Thiên Đạo Thánh Viện ta. Một thiên thần khoác cà sa chắp hai tay nói, Thiên Đạo Thánh Viện luôn có tiếng tốt là đất truyền đạo, chúng bần tăng luôn vô cùng kính nể. Thánh Viện kêu gọi làm sao có thể không đến, nói nghe khiêm tốn nhưng ai biết là thật hay giả. Cường giả Thiên Thần Tử Vi Thần Đình lên tiếng, nghe nói Thiên Đạo Thánh Viện triệu tập cường giả thiên hạ vì đất truyền thuyết, xem ra Thiên Đạo Thánh Viện đã nghĩ thông, đồng ý cho hào kiệt thiên hạ cùng vào. Thiên Thần Tử Vi Thần Đình thẳng thừng hỏi, lười quanh co lòng vòng. Ti Mệnh Thiên Thần cười nói, Tử Vi đạo hữu sốt ruột vậy sao?
nếu các vị đợi không kịp thế thì mời vào thánh viện. Câu này là ứng với lời của đối phương. Các cường giả nhất chân bước lên bậc thang thiên đạo đi vào thánh viện. Cường giả thiên đạo thánh viện đi trước dẫn đường, đoàn nhân vật đỉnh cấp đến từ thái cổ đi vào thánh viện, hướng tới chỗ sâu bên trong. Bên ngoài thì vô số cường giả nhìn trông mong, cường giả thiên hạ tụ tập vào đất truyền thuyết thánh viện, lần này sẽ sinh ra gợn sóng thế nào? Thiên đạo thánh viện, một mảnh đất phủ bụi ngày thường không ai đặt chân đến nhưng lúc này nó mở ra. Ba thiên thần thiên đạo thánh viện dẫn theo các cường giả đến từ thái cổ tiên vực giáng lâm. Trên bầu trời đằng trước có đạo uy vô thường giống như kiếp của thiên đạo, phong vân gào rít giận dữ, sấm chớp đì đùng, cảnh tượng như tận thế. Nhưng trong cảnh tận thế khủng bố loáng thoáng một tòa thánh địa nằm ở tận cùng tai kiếp, dường như mãi mãi không thể đi tới. Thiên thần dẫn đầu hào cường các phương nhìn hướng thánh địa, đó là vùng đất truyền thuyết. Dù là thiên thần nhưng họ chỉ nghe qua truyền thuyết về nó, chưa từng có cơ hội bước vào. Trước đó nhiều người nói xạo thiên đạo thánh viện cho đệ tử trung tâm nhất đi vào. Thật ra bọn họ biết bên trong thiên đạo thánh viện hầu như chưa có ai vào trong. Viện trưởng thiên đạo thánh viện hiện giờ chắc chắn đã vào đất truyền thuyết. Đồn rằng đất truyền thuyết rất khó tới bờ bên kia, phải trải qua kiếp. Đồn rằng trong đất truyền thuyết có một số tồn tại siêu đáng sợ bị phong trong đó. Lịch sử của nó xưa còn hơn thiên đạo thánh viện. Ti mệnh thiên thần đang nghe truyện trên TV audio CV nói, đây là lối vào đất truyền thuyết, nếu các vị muốn bước vào trong mời tự nhiên. Người đời nói thiên đạo thánh viện ta giữ của riêng, không xứng được tiếng truyền đạo dạy nghiệp, vậy thì hôm nay mở rộng thánh môn. Nhưng ta nhắc nhở các vị một tiếng, ba chúng ta chưa từng đặt chân vào đó, viện trưởng đã nhắc nhở chúng ta rằng tuy ba chúng ta là thiên thần nhưng đi vào trong rất có thể dẫn đến đạo tâm bất ổn, căn cơ đánh mất, bị hại. Các ngươi đi vào thì tùy nhưng tự gánh lấy hậu quả. Thiên thần Tử Vi thần đình biểu tình sắc bén mở miệng nói, thánh môn đã mở. Ba vị là thiên thần của thiên đạo thánh viện sao có thể không đi vào? Ti mệnh thiên thần cười khẩy nói, Tử Vi đạo hữu nói đùa, chúng ta vốn không muốn vào, hôm nay là Tử Vi thần đình và nhiều thế lực mãnh liệt yêu cầu thiên đạo thánh viện mở cửa thánh địa, nay thiên đạo thánh viện đã làm, chẳng lẽ còn bắt ta cùng các người đi vào sao? Mặt thiên thần Tử Vi thần đình lạnh như tiền, cảnh giác nói, nếu vậy thì mời người thiên đạo thánh viện vào trong trước. Ti mệnh thiên thần mỉa mai, là các ngươi bắt buộc đòi đến. Giờ lại sợ đầu sợ đuôi, đúng là nhục thần uy. Ti mệnh thiên thần nhìn hướng các đệ tử thiên đạo thánh viện, các ngươi đi vào đi, dù xảy ra chuyện gì cũng đừng quá kinh ngạc, hãy nhớ kỹ lời ta đã nói với các ngươi. Đám người cùng gật đầu, rõ. Đoàn người thiên đạo thánh viện tiến lên trước. Tần Vấn Thiên, thần âm giới chủ ở trong đó, còn có các thiên kiêu thiên đạo thánh viện như Kiếm Trần, Ngưu Ma, bọn họ từng bước đi hướng thánh địa, đạo uy khủng bố từ trên trời giáng xuống cuốn họ vào. Lực lượng không thể chống cự trực tiếp xuyên thấu thân thể, đạo uy thần biết bao, không thể phá giải. Tần Vấn Thiên bị cuốn trong đó, cảm nhận lực lượng vô thượng giáng lâm phá hủy tất cả những gì hắn vốn có, như trải qua tẩy lễ. Tần Vấn Thiên muốn vùng vẫy nhưng không thể, có giọng nói như đến từ viễn cổ truyền vào óc hắn, sau đó thân thể bị cuốn vào hư vô biến mất. Ti mệnh thiên thần nói, thiên đạo thánh viện ta không đến mức hãm hại đệ tử môn hạ đi. Mời các vị, nhưng ta nhắc một tiếng. Dù xảy ra chuyện gì tự gánh lấy hậu quả, đừng để lúc đó lại trách tội thiên đạo thánh viện. Các vị thiên thần đã được thiên đạo, ta khuyên các vị cẩn thận chút, đừng vào trong. Tần Đản Thiên tiến lên trước một bước, ta chờ xem đây là lực lượng gì. Trường bào phất phới, vầng sáng đạo vòng quanh người Tần Đản Thiên, nhiều chữ cổ chứa đạo uy không ai bì nổi. Đệ tử Tần tộc theo sau lưng Tần Đản Thiên cùng tiến lên, đi vào trong đạo uy. Đạo uy giáng xuống, Tần Đản Thiên bay lên cao. Chữ cổ điên cuồng bắn ra oanh sát uy thiên đạo, nhưng trên bầu trời sinh ra lực lượng thần thánh không thể khinh nhờn nhấn chìm tất cả, các chữ cổ tịch diệt, dù trong đó chất chứa đại đạo, có lực lượng cường đại bỏ qua đạo pháp chữ cổ xuyên thấu thân thể Tần Đản Thiên. Tần Đản Thiên biến sắc mặt nói, ngươi muốn phế đạo của ta. Tần Đản Thiên hết sức đấu tranh, huyết mạch trong người nở rộ, uy đạo cốt bùng nổ. Thoáng chốc thần đạo càng mạnh, các chữ cổ hợp nhất bảo vệ thân thể Tần Đản Thiên. Trong thiên địa sinh ra chữ cổ sát to vô biên bắn lên trời muốn xóa sổ thiên đạo, người Tần tộc thì không có sức chống cự cơ thể biến mất, chỉ có Tần Đản Thiên ngạo nghễ đứng trên trời như đấu tranh với thiên đạo, hình ảnh cực kỳ kinh diễm, làm nhiều cường giả giới chủ lòng hướng về. Thiên thần cũng cảm thán Tần Đản Thiên cường đại, nhưng vô dụng, trên bầu trời xuất hiện vài thần uy không thể nghĩ bàn, dường như thiên địa tức giận. Một luồng sáng xuyên qua hư không giáng xuống bắn xuyên chữ cổ hướng tới Tần Đản Thiên. Ánh sáng đáng sợ bắn ra như tịch diệt thiên địa.
Mọi người thấy Tần Đản Thiên lùi về, khí thế dao động mạnh, mắt toát ra khí khái bể nghệ nhìn chăm chú đằng trước. Tần Đản Thiên nhìn Ti Mệnh Thiên Thần, nói, nếu Thiên Đạo Thánh Viện dám lập mưu kế hại mọi người tiên vực thì sẽ bị san bằng. Ti Mệnh Thiên Thần lạnh lùng nói, buồn cười, tự ngươi muốn vào trong, cho ngươi đi vào thì không dám, còn uy hiếp Thánh Viện ta. Dù Tần tộc thế lớn nhưng muốn diệt Thánh Viện thì Tần tộc cũng sẽ không yên bình. Tần Đản Thiên hừ lạnh, lúc trước gã muốn vào trong đất truyền thuyết nhìn trộm, nhưng khi Thiên Đạo Thánh Viện thật sự mở rộng cửa thì gã lại kiên dè. Lực lượng vừa rồi muốn diệt đạo của gã, chẳng bằng xem người Thánh Viện đi vào trước như thế nào rồi mới quyết định có vào không. Thiên thần đã thành đạo, không dám tùy tiện mạo hiểm. Các thiên thần thấy Tần Đản Thiên không vào thì mang giới chủ các phương phe mình bước vào trong. Các cường giả mang lòng cảnh giác đi vào bảo tố đằng trước, thân thể của họ biến mất. Một trưởng bối Lạc Thần Thị hỏi Lạc Thần Lệ, Lệ Nhi, thật sự muốn đi sao? Lạc Thần Lệ ánh mắt kiên quyết gật đầu, vâng, tu vi của Lạc Thần Lệ cạn hơn người khác nhưng nàng quyết bắt lấy cơ hội này đi vào. Người phế bỏ phụ thân của nàng đã mạnh như vậy, nàng không thể luôn muốn dựa vào người khác, nàng muốn xông vào đất truyền thuyết của Thiên Đạo Thánh Viện một lần. Các cường giả Thái Cổ Bát Vực trừ thiên thần ra, thiên kiêu giới chủ đều đi vào. Bọn họ không biết đất truyền thuyết Thiên Đạo Thánh Viện là nơi thế nào, có cái gì chờ đợi mình. Sau khi Tần Vấn Thiên vào, áp lực đạo uy kia cảm nhận lực lượng không thể khống chế xâm nhập, mọi thứ của hắn dường như bị xóa bỏ. Tu vi, cảnh giới trong phút chốc biến mất hết. Sau đó Tần Vấn Thiên cảm giác mình vào thế giới khác, hắn có thêm nhiều ký ức, hắn sinh ra ở đây, lớn lên tại đây. Nơi này là thế giới luân hồi. Trong thế giới luân hồi, trên cung điện hùng vĩ, Tần Vấn Thiên đứng chắp tay sau lưng, hắn như trước kia, ký ức, cảm ngộ đều còn đó nhưng tu vi không còn, mất tinh hồn. Trong thế giới luân hồi Tần Vấn Thiên cảm nhận nhiều lực lượng thuộc tính, thậm chí không cần nhờ cậy tinh hồn. Từ lúc hắn sinh ra đến bây giờ dường như chỉ trong khoảnh khắc, nhưng những ký ức thật sự tồn tại. Tần Vấn Thiên như vừa đến thế giới này nhưng có ký ức mấy chục năm. Tần Vấn Thiên ở trong thế giới luân hồi vẫn mang tên Tần Vấn Thiên, hắn sinh ra tại Song Tần Thế Gia. Song Tần Thế Gia là một tộc hai mạch, địa vị ngang nhau. Tần Vấn Thiên tự hỏi lòng, chuyện này là sao? Đất truyền thuyết là nơi như thế nào? Thiên thần Thiên Đạo Thánh Viện đã nhắc nhở dù xảy ra chuyện gì cũng đừng ngạc nhiên, nhưng không kinh ngạc sao được. Rõ ràng Tần Vấn Thiên mới vào đất truyền thuyết nhưng có ký ức mấy chục năm, như thể hắn vốn lớn lên tại đây. Thế giới luân hồi không lẽ là đất truyền thuyết? Một giọng nói đột nhiên chui vào óc Tần Vấn Thiên, bây giờ chắc ngươi có nhiều thắc mắc đúng không? Đáy mắt Tần Vấn Thiên lóe tia sắc bén, hắn nhìn hư không hỏi, ai đó? Giọng nói đầy dụ dỗ bảo, nơi này là thế giới luân hồi, ta là thần minh bị phong ấn trong thế giới này. Giờ thế giới luân hồi mở ra, có nhiều người các ngươi đi vào đây, tiếp theo các ngươi phải nhanh chóng lớn lên, trừ bỏ đối thủ trong thế giới luân hồi. Ngươi sinh ra ở Song Tần Thế Gia đã có ưu thế đặc biệt, cần ta giúp ngươi không? Tần Vấn Thiên cau mày, thần minh bị phong ấn trong thế giới luân hồi, đất truyền thuyết là thế giới luân hồi. Không ngờ chỗ này phong ấn thần minh, Tần Vấn Thiên hỏi, ngươi giúp ta thế nào? Giọng nói hư vô lại vang trong óc Tần Vấn Thiên, truyền đạo tu hành cho ngươi. Tần Vấn Thiên hỏi, là đạo gì? Lực lượng vô hình chui vào đầu Tần Vấn Thiên, hắn cau mày, không ngờ là đạo nam nữ, lấy nữ nhân làm mình tiến bộ. Tần Vấn Thiên lắc đầu nói, ta sẽ không tu hành đạo này. Thanh âm kia hơi tà ác tiếp tục dụ dỗ, ha ha, ngươi khoan vội kết luận. Ta biết có vài nữ nhân tuyệt sắc vào thế giới luân hồi lần này, chẳng lẽ ngươi không động lòng với họ sao? Sau này ngươi tu hành thì ta lại xuất hiện. Tần Vấn Thiên cau mày, tồn tại tà ác bị phong trong thế giới luân hồi biết tất cả người bước vào thế giới này, vậy chẳng phải là nó cũng sẽ tìm đến người khác. Hắn không tu hành thì người khác tu, huống chi còn có tồn tại khác bị phong ấn trong thế giới luân hồi. Chợt một giọng nói kích động vang lên, thiếu gia. Thiếu gia, một thị nữ chạy nhanh đến, đặc biệt kích động. Tần Vấn Thiên hỏi, sao vậy Thu Vũ? Trong ký ức của hắn thì thị nữ này tên Thu Vũ, chăm sóc hắn mấy năm. Thu Vũ kích động nói, thiếu gia, Nghê Thường. Nghê Thường tiểu thư đến. Tần Vấn Thiên sửng sốt, Nghê Thường. Thần nữ Nghê Thường, không lẽ hắn gặp người quen trong thế giới luân hồi? Nếu đúng là thần nữ Nghê Thường thì nàng sắm vai nhân vật gì trong thế giới này? Tần Vấn Thiên đi theo thị nữ Thu Vũ đi tới một đại điện. Chỗ đó có người đang trò chuyện vui vẻ, nam nhân trung niên ngồi trên ghế chính là phụ thân của Tần Vấn Thiên trong thế giới luân hồi, Tần Như Hải. Trong lòng Tần Vấn Thiên có chút tình thân với Tần Như Hải, hắn biết là do ký ức mấy chục năm,
những ký ức tương đương với hắn sống trong thế giới này vài chục năm. Dưới tay có hai người khách ngồi, một người phong hoa tuyệt đại, đẹp làm người ta nghẹt thở. Khi Tần Vấn Thiên thấy nàng thì con ngươi co rút, thần nữ Nghê Thường, thật sự là thần nữ Nghê Thường. Thần nữ Nghê Thường cũng nhìn Tần Vấn Thiên nhưng trong đôi mắt đẹp không gợn sóng. Tần Như Hải mở miệng nói, Vấn Thiên, mau lại đây chào Khúc Thúc Thúc. Tần Vấn Thiên hơi do dự, nhưng ngẫm lại đã ở trong thế giới luân hồi thì nên chấp nhận, đây là một cuộc rèn luyện. Tần Vấn Thiên tiến lên trước chào nam nhân trung niên, Khúc Thúc Thúc. Nam nhân trung niên gật gù cười nói, khá lắm, đây là Nghê Thường, tuổi bằng với Vấn Thiên, thấy nhan sắc của nàng thế nào. Tần Vấn Thiên liếc thần nữ Nghê Thường một cái, thấy là lạ nhưng vẫn trả lời, nhan sắc kinh thế. Nam nhân trung niên tiếc nuối nói, câu nói này không tính khoa trương, chỉ tiếc Nghê Thường giống như Vấn Thiên đến bây giờ chưa thể tu hành. Nghê Thường, hãy ra ngoài đi dạo với Vấn Thiên, ta và Tần Thúc của ngươi nhiều năm không gặp, có một số lời muốn nói. Thần nữ Nghê Thường đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt liếc Tần Vấn Thiên một cái sau đó đi ra ngoài. Tần Vấn Thiên đi theo, thị nữ đứng bên ngoài thấy thiếu gia và Nghê Thường cùng đi ra thì nở nụ cười, không tiến lên quấy rầy. Hai người đến một chỗ đất trống trải, gió nhẹ thổi. Họ không nói chuyện, Tần Vấn Thiên hay thần nữ Nghê Thường đều đang thích ứng thân phận của mình. Thần nữ Nghê Thường lên tiếng, tên thật của ta là Khúc Nghê Thường. Mắt đẹp chậm rãi nhìn Tần Vấn Thiên, đôi mắt kinh thế ánh tia tò mò hỏi, tại sao ngươi sinh ra ở sông Tần Thế Gia? Tần Vấn Thiên trả lời, ta làm sao biết? Nghe câu hỏi này Tần Vấn Thiên chắc chắn thần nữ Nghê Thường giống như hắn là từ bên ngoài bước vào thế giới luân hồi. Mắt thần nữ Nghê Thường lấp lánh tia sáng nói, sông Tần Thế Gia cùng tên, tổ tiên là huynh đệ ruột. Nếu thế giới luân hồi có mối liên kết vô hình với bên ngoài thì một trong sông Tần Thế Gia tượng trưng cho Tần tộc, vừa vặn tổ phụ của ta quen người Tần tộc. Nếu thế giới luân hồi và bên ngoài kết nối với nhau thì, nếu đúng vậy thì Tần Vấn Thiên cũng sinh ra trong Tần tộc. Tần Vấn Thiên đáp, có lẽ tất cả chỉ là hư ảo, ta sinh ra ở sông Tần Thế Gia vì ta họ Tần. Sự thật thì khi Tần Vấn Thiên nghe thần nữ Nghê Thường nói làm lòng hắn dậy sóng thần, thế giới luân hồi trong vô hình phù hợp với thế giới bên ngoài sao? Thần nữ Nghê Thường nghe vậy liếc Tần Vấn Thiên một cái rồi xoay người đi. Có lẽ thật sự là trùng hợp, thần nữ Nghê Thường không có ấn tượng quá sâu về Tần Vấn Thiên, chỉ biết hắn đến từ Thiên Đạo Thánh Viện. Tần Vấn Thiên lộ nét suy tư nhìn bóng lưng thần nữ Nghê Thường. Nếu thật sự trong vô hình có phù hợp vậy nhân vật đại năng sáng tạo thế giới luân hồi quá đáng sợ, biết cả số mệnh, biết Tần Vấn Thiên là người Tần tộc. Tần Vấn Thiên bắt đầu suy nghĩ về việc tu hành, hắn cảm giác rõ ràng thế giới này tràn ngập lực lượng trong thiên địa, các loại lực lượng thuộc tính cực kỳ đậm, đặc biệt những lực lượng thuộc tính Tần Vấn Thiên đã tu hành thì cảm nhận rõ ràng hơn, như những đống sáng bay quanh người hắn, nghĩa là hắn có thể nhanh chóng câu thông với chúng, mở ra con đường tu hành võ đạo. Theo ký ức của Tần Vấn Thiên thì võ đạo trong thế giới luân hồi hoàn toàn khác với bên ngoài, có cảnh giới hậu thiên, tiên thiên, thần cảnh. Song Tần Thế Gia là thế lực thần cảnh. Tần Vấn Thiên thầm nghĩ, nếu thế giới luân hồi thật sự là thử thách vậy phải tăng tiến bản thân trong này trước đã. Tần Vấn Thiên đi chỗ chứa sách trong gia tộc, tuy có ký ức mấy chục năm nhưng ký ức tu hành ít ỏi, hắn cần nhanh chóng tu hành tăng tiến cho mình. Tần Vấn Thiên xem sách cổ tu hành trong chỗ tàng kinh, cũng bắt đầu tu hành. 3 tháng sau, Tần gia, Tần Vấn Thiên ngồi trên tu luyện đài, ánh sáng lấp lánh quanh người, các lực lượng thuộc tính giáng xuống người hắn. Lực lượng trong thiên địa ứng hòa với thân thể Tần Vấn Thiên, ngưng hiện ra pháp thân giống như thân bất diệt màu vàng. Ánh sáng bắn thẳng lên tầng mây, dị tượng kinh động người trong gia tộc. Nhiều bóng người chạy tới gần, thấy thân thể Tần Vấn Thiên ứng hòa với thiên địa, phun ra nuốt vào khí thiên địa thì lộ vẻ mặt rung động. Tần Như Hải rung giọng nói, nhi của ta tư chất tuyệt thế. Thị nữ Thu Vũ thẫn thờ nhìn, thiếu gia một chốc ngộ đạo, trực tiếp vào tiên thiên. Trước kia Thu Vũ chỉ nghe nói truyền thuyết này nhưng không ngờ thật sự xảy ra trước mắt, cảm giác rất ảo. Tần Vấn Thiên mở mắt ra cảm nhận lực lượng trong người phù hợp với lực lượng trong thiên địa. Khuôn mặt Tần Vấn Thiên bình tĩnh như thường ngày, tiên thiên tương đương với đẳng cấp tiên chi, tiên đài, tiên vương cảnh. Tần Vấn Thiên bây giờ sánh bằng đại năng giới chủ. Một chốc ngộ đạo trong thế giới luân hồi kỳ diệu này không quá khó khăn, tin tưởng dựa vào sức mình nhiều người đều làm được, lực lượng trong thế giới luân hồi rất kỳ diệu, khác với trước kia, có thể trực tiếp lột xác, không cần từng bước một tu hành. Đây dường như là sự biến đổi lực lượng, chuyển hóa cảm ngộ bên ngoài thành lực lượng cảnh giới trong thế giới luân hồi. Tinh Tần Vấn Thiên một bước tiên thiên khuếch tán trong sông Tần Thế Gia, truyền đến mạch khác. Trong mạch này có 3 người từ bên ngoài vào thế giới luân hồi, đều đến từ Tần tộc.
đã đến đây được vài tháng, họ nghe tên của Tần Vấn Thiên, trong lòng hơi khó chịu. Tần Vấn Thiên tuy hơi nổi tiếng trong đại hội vạn giới huyền vực nhưng dựa vào cái gì hắn cũng sinh ra trong song tần thế gia như bọn họ. Họ từng tiếp xúc với thần nữ Nghê Thường, phụ thân của nàng mang nàng đến chỗ họ bái phỏng. Ở bên ngoài họ chỉ có thể ngước nhìn mỹ nữ số một thiên vực thần nữ Nghê Thường, chỉ có thiên tuyển chi tử trong tộc của họ mới có tư cách muốn nàng, họ không dám có chút ý nghĩ vượt rào. Nhưng trong thế giới này thiên tuyển chi tử không tồn tại, bọn họ mới là người trung tâm song tần thế gia. Vì thế bọn họ thầm rục rịch, ba người biết tầm quan trọng của việc tu hành, cảm ngộ võ đạo trong thế giới luân hồi. Rất nhanh họ giống như Tần Vấn Thiên một bước tiên thiên, dẫn đến chấn động lớn trong song tần thế gia. Hôm nay ba người hẹn nhau cùng đi thuyết phục trưởng bối của mình trừ bỏ mạch khác của song tần thế gia. Trong song tần thế gia, mạch khác vốn thế lớn, giữa hai mạch đã ghét nhau từ lâu, nghe vãn bối dụ dỗ người mạch này đều đồng ý. Vì vậy Tần Vấn Thiên bình yên tu hành trong gia tộc, bỗng có một ngày hắn cảm nhận uy tận thế. Phụ thân đời này của Tần Vấn Thiên, Tần Như Hải bay lên trời, lạnh lùng hỏi, huynh trưởng làm vậy là sao? Mạch này bị thế gia huynh đệ bao vây. Một cường giả nhìn xuống dưới, cao giọng quát, Tần Như Hải, song tần thế gia không dễ nghe, các ngươi có muốn xác nhập vào mạch của ta? Từ nay thế giới này chỉ có một tần tộc, chỉ có một mạch. Tim Tần Vấn Thiên rung lên, lịch sử quá giống. Sự kiện đó sắp diễn ra trong thế giới luân hồi sao? Tần Như Hải lớn tiếng chất vấn, huynh trưởng làm như vậy hơi khinh người quá đáng. Cường giả lơ lửng trên trời biểu tình hờ hững lạnh lùng, phất tay một cái. Đại quân từ trên trời giáng xuống, nội chiến song tần thế gia bùng nổ. Nỗi lòng Tần Vấn Thiên phức tạp, hắn không ngờ lịch sử sẽ tái hiện trong thế giới luân hồi. Cường giả Tần tộc đến từ bên ngoài lơ lửng giữa hư không, lạnh băng nhìn Tần Vấn Thiên, bọn họ lắc người xông hướng hắn. Tần Vấn Thiên rất muốn bảo vệ gia tộc nhưng hắn biết tu vi của mình không đủ, hắn lắc người như chim đại bàng bay nhanh đi. Sau lưng không ngừng vang tiếng hét thảm và kêu rên, Tần Vấn Thiên không có tình cảm quá sâu với thế gia này nhưng lòng hắn lạnh lùng, sát ý mãnh liệt. Giới chủ ra từ Tần tộc trực tiếp xuống tay với Tần Vấn Thiên. Ông 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 ông, một thân hình nguy nga như núi cao đứng trước mặt Tần Vấn Thiên chặn lại người truy sát, là Tần Như Hải. Tần Như Hải ngước đầu quát, Vấn Thiên, đi. Tần Vấn Thiên nhìn bóng lưng to lớn, trong lòng càng xúc động hơn, hai nắm đấm siết chặt phát ra tiếng răng rắc. Tần Như Hải tức giận quát, đi, hãy nhớ báo thù. Tần Vấn Thiên dứt khoát xoay người bay đi xa, sau lưng hắn không ngừng vọng lại tiếng hét thảm thiết. Nơi hắn lớn lên trong thế giới luân hồi đang gặp giết chóc, bị san bằng. Tất cả cảm giác như giấc mơ, Tần Vấn Thiên đã cảm nhận được sự tàn khốc của thế giới luân hồi. Đệ tử Tần tộc muốn dùng Tần Vấn Thiên vào chỗ chết. Những người đó chảy cùng dòng máu với hắn, nội chiến song tần thế gia trong thế giới luân hồi, một mạch hủy diệt, bị san bằng. Thế giới luân hồi rúng động, Tần Vấn Thiên dù bỏ chạy mà lòng dằn vặt dày vò. Hắn chạy trốn, chỉ vì hắn không xem những người ở đây là người thân của mình sao. Nhưng họ lại xem hắn là ruột thịt, nỗi đau trong lòng Tần Vấn Thiên khó tả, ba cường giả đến từ Tần tộc xuất hiện trong đầu hắn, sát ý dâng trào. Tần Vấn Thiên trải qua đau khổ trong thế giới luân hồi, còn người khác chịu đau khổ hơn hắn. Nguyệt Trường Không, khi gả vào thế giới luân hồi có thân phận là đệ tử Nguyệt Thần Điện, nhưng vì Nguyệt Trường Không không thể tu hành nên bị đuổi lang thang đầu đường, chịu nhiều ức hiếp, ăn mày cũng nhục nhã gả, đánh đập gả. Lúc Nguyệt Trường Không ở Tử Vi Thần Đình đã trải qua nỗi đau không phải người chịu đựng, gả cắn răng vượt qua, cảm nhận lực lượng trong thiên địa. Mãi đến một ngày đêm đen như mực, có nhóm ăn mày đi ăn xin trở về chỗ ở, thấy Nguyệt Trường Không ngồi đó. Họ phun nước miếng vào gã, có người đá Nguyệt Trường Không, mắng, phế vật. Nguyệt Trường Không mở mắt ra, đôi mắt màu xám lạnh băng, ánh mắt của gã làm ăn mày tim run rẩy. Nguyệt Trường Không hé môi hút, lực lượng cắn nuốt đáng sợ hiện ra. Đám ăn mày rơi vào sợ hãi tột độ, tinh khí thần bị điên cuồng cắn nuốt, thân thể nhanh chóng khô quắc cho đến khi thành đống xương khô. Nguyệt Trường Không trở lại Nguyệt Thần Điện. Gã sinh ra ở đây, có ký ức chỗ này, phụ thân của Nguyệt Trường Không biết gã một chốc ngộ đạo đi vào tiên thiên thì chấp nhận gã, cảm thán rằng, Trường Không, năm xưa đưa ngươi đi vì bị buộc bất đắc dĩ. Ngươi cũng biết thế lực của Nguyệt Thần Điện như thế nào, ngươi không có tu vi ở chỗ này sẽ chịu nhiều khuất nhục. Nguyệt Trường Không cung kính nói, hài nhi biết, khóe môi Nguyệt Trường Không cong lên thân thiết, dường như vui vẻ vì phụ tử lại gặp nhau. Tử Vi Thần Đình có bốn người bước chân vào thế giới luân hồi. Trừ Nguyệt Trường Không ra ba người khác, một vị là sư thúc của gã, hai người khác là cường giả trên bản thiên đạo huyền vực.
Bọn họ ở trong thế giới luân hồi sinh ra trong cùng một thế lực là Nguyệt Thần Điện. Trong vô hình định sẵn, thế giới luân hồi cảm giác vận mệnh của họ. Lúc này bốn cường giả Tử Vi Thần Đình tụ tập lại. Sư đệ của Thiên Thần cũng là sư thúc của Nguyệt Trường Không mở miệng nói, hình như Nguyệt Thần Điện đối ứng với Tử Vi Thần Đình bên ngoài. Tu hành trong này khác với bên ngoài, nhưng có chỗ giống nhau là khiến chúng ta cảm ngộ một loại đạo khác trong thế giới luân hồi đúng không? Nhưng thánh địa nằm ở đâu? Không lẽ thế giới luân hồi là đất truyền thuyết? Dùng một đời để thử thách, một cường giả trên bản thiên đạo nói, nếu trong thế giới luân hồi đối ứng với bên ngoài thì chúng ta phải nhanh chóng lớn mạnh, dẫm thế lực khác ở dưới chân. Nguyệt Trường Không không người nói, sư thúc và hai vị sư huynh đều là thiên tư tuyệt thế tất nhiên làm được. Sư thúc nói, không thể nói vậy, người bước vào thế giới luân hồi không có kẻ yếu, đều là cực mạnh. Trường Không, ngươi trở về Nguyệt Thần Điện chắc thực lực bất phàm, ngươi và ta thử xem. Nguyệt Trường Không không người nói, Trường Không làm sao đánh lại sư thúc. Sư thúc tiến lên một bước, không thử thì sao biết. Pháp thân cường đại xuất hiện sau lưng sư thúc, lực lượng thiên địa ùa vào trong thân thể, đao quang lạnh lẽo bắn ra. Nguyệt Trường Không hét to vội tụ tập lực lượng chống cự, nhưng ầm vang một tiếng gã bị chém bay, người đẫm máu té ngã dưới đất. Nguyệt Trường Không khó khăn bò dậy nói, sư thúc lĩnh ngộ trong thế giới luân hồi vẫn siêu phàm. Sư thúc cười gật đầu nói, có thể đỡ một kích của ta thì ngươi cũng khá lắm, đi đi. Nguyệt Trường Không không người rời đi, vâng, Trường Không cáo lui. Hai người bản thiên đạo nhìn bóng lưng Nguyệt Trường Không, ánh mắt khinh thường nói, nghe nói hắn bị gia tộc vứt bỏ ở bên ngoài làm ăn mày, chịu đủ ức hiếp, dù sao là người thấp hèn, năm xưa dùng thủ đoạn lừa gạt được Tử Vi Thần Đình thừa nhận. Theo ta thấy nên sớm tru diệt hắn, không biết sư tôn giữ lại làm gì. Sư thúc cười nói, kẻ tồi tệ có tác dụng của nó, hắn vì cường đại bất chấp thủ đoạn, các ngươi nhớ cảnh giác hắn. Nguyệt Trường Không trở về lẳng lặng tu hành. Có ngày Nguyệt Trường Không nói cho phụ thân kiếp này và tu hành giả trong nhà là ở bên ngoài có kỳ ngộ, gã mang mọi người đi tìm tòi bí mật. Đến một ngọn núi cổ hoang vu, phụ thân Nguyệt Trường Không hỏi, Trường Không, ngươi nói chỗ đó ở đâu? Nguyệt Trường Không nói, phụ thân từng nói năm xưa trục xuất Nhi đi là vì bất đắc dĩ, vậy hôm nay Nhi cũng bị buộc bất đắc dĩ. Hai tay Nguyệt Trường Không như móng vuốt đâm vào sau lưng phụ thân gã, lực lượng cắn nuốt kinh khủng điên cùng nuốt lực lượng trong người phụ thân vào thân thể gã. Cường giả xung quanh hét to, nghiệt súc. Nguyệt Trường Không cười dữ tợn, phụ thân rất buồn cười, muốn gã kêu hai chữ đó thì phải trả giá đắt. Lực lượng cắn nuốt tất cả kinh khủng bộc phát trong thiên địa, sau lưng Nguyệt Trường Không hiện ra một pháp thân tà ma hút đi mọi thứ, rất nhanh nơi này chỉ còn đống xương trắng. Nguyệt Trường Không móc ra thủy tinh truyền tin trong thế giới này, nói, sư thúc, ta phát hiện thần tàn, nhưng có tà vật bảo vệ nó, nhóm phụ thân của ta đã gặp nạn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Sư thúc hỏi, ở đâu? Tà vật mạnh cỡ nào? Giọng Nguyệt Trường Không tràn ngập dao động mãnh liệt, đau lòng mà kích động, hoàn toàn mất sự bình tĩnh, ta dẫn đường cho sư huynh. Tà vật có lẽ thực lực ngang ngửa sư thúc, vì ổn thỏa sư thúc tốt nhất là điều phái một đám cường giả lại đây, thần tàn này có lẽ không phải tầm thường. Sư thúc truyền âm, tốt, chờ ta. Nguyệt Trường Không cất vật truyền tin, ngồi xếp bằng. Trong mắt lóe tia yêu dị vô cùng, thật lâu sau sư thúc và hai sư huynh trên bản thiên đạo của gã đến, họ không mang theo người khác, Nguyệt Trường Không đã dự đoán được điều này. Thấy Nguyệt Trường Không và đống xương trắng, sư thúc nhíu mày hỏi, thần tàn và tà vật đâu? Nguyệt Trường Không bình tĩnh hỏi, sư thúc có từng nghe nói thế giới luân hồi diễn hóa từ chân thật nên nếu chết trong này thì sẽ chết thật. Sư thúc gật đầu, nhìn Nguyệt Trường Không không chớp mắt, biết, sư thúc biết thì tốt. Các thiên kiêu thái cổ đều đến thế giới luân hồi thì đây là cuộc thử thách sống chết, dù nó tàn khốc cỡ nào ta sẽ đi đến cuối. Tất cả người cạnh tranh với ta đều phải chết, đất truyền thuyết, người truyền thuyết sẽ là ta. Sư thúc, đa tạ các người giúp ta. Nguyệt Trường Không dứt lời pháp thân hiện ra trên người gã, pháp thân tà ma đáng sợ vô cùng dữ tợn, toát ra hơi thở tà ác. Ba người biến sắc mặt, sư thúc lạnh lùng hỏi, ngươi bị tà linh dụ dỗ tu hành tà pháp. Nguyệt Trường Không lạnh nhạt nói, cái gì gọi là tà pháp? Thái cổ đồn rằng thánh viện mở, thái cổ biến động. Các người không từ thủ đoạn muốn bước vào đất truyền thuyết này, vậy thì đương nhiên ta sẽ biến mạnh nhất tại đây, dù là người trên bản thiên đạo thì sao? Về sau lực lượng của các ngươi đều cho ta dùng, cảm ngộ của các ngươi thuộc về ta. Nguyệt Trường Không dứt lời pháp thân tà ma vươn ra các xúc tu màu xám bao trùm bầu trời trong tích tắc. Ba người biến sắc mặt,
Bọn họ phát ra tất cả lực lượng cảm ngộ tu hành trong thế giới luân hồi chống cự, nhưng vô ích, cơ thể bị xúc tu xuyên thấu, lực lượng trong người sói mòn nhanh chảy vào người Nguyệt Trường Không, lúc này Nguyệt Trường Không như hoàn toàn hóa thân tà ma. Sư thúc kinh hoàng hét to, ta là sư thúc của ngươi. Ngươi giết ta sau khi ra ngoài sư huynh sẽ tha cho ngươi sao? Nguyệt Trường Không hung hăng nói, nếu lực lượng tà ma cũng là đạo thì ta lĩnh ngộ trong đời này có thể mang về thái cổ. Nếu có cơ hội tất cả những gì hắn làm ta chịu đựng ta sẽ trả lại gấp đôi cho hắn. Nguyệt Trường Không hoàn toàn cắn nuốt thân thể sư thúc của mình, còn có hai cường giả Tử Vi thần đình trên bản thiên đạo cũng chết trong thế giới luân hồi. Nguyệt Trường Không hít sâu, cảm giác vô cùng thỏa mãn, đôi mắt âm u lạnh băng siêu đáng sợ. Nguyệt Trường Không lẩm bẩm trong không gian không một bóng người, ngươi nói ngươi bị phong ấn trong thế giới luân hồi này, vậy chủ nhân phong ấn thế giới luân hồi là ai? Là người sáng tạo ra đất truyền thuyết. Giọng nói vang lên trong óc Nguyệt Trường Không, ngươi không cần biết, tóm lại không phải ngươi bây giờ có thể tưởng tượng. Việc ngươi cần làm là cố gắng mạnh lên, những gì ngươi có được trong thế giới luân hồi sẽ thành tựu ngươi trong tương lai, nếu có cơ hội ngươi sẽ biết y là ai. Nguyệt Trường Không cười nhạt không hỏi nữa, à, lúc này Nguyệt Trường Không nhớ đến một người, Tần Vấn Thiên sẽ ở đâu trong thế giới luân hồi. Hy vọng hắn mạnh chút, như vậy mới cho gã nhiều chất dinh dưỡng, vũ vực. Cao tăng Phật đạo của Phật môn Cực Lạc Thiên Đang trong thế giới luân hồi, cũng tu hành trong Phật môn tên là Kim Cương Tự. Trong Kim Cương Tự có cao tăng Phật môn nhưng họ tín phụng là đất Cực Lạc Tây Thiên, nơi đó mới là thánh địa Phật môn. Thất giới đại sư ở Phật môn thất giới, lúc trong Phật môn Thái Cổ cũng được người tôn trọng, là cao tăng đắc đạo. Giờ thất giới ở thế giới luân hồi chỉ là một sa di bình thường, không thể tu hành, nhưng trụ trì đối xử tốt với y như ruột thịt. Trụ trì hỏi thất giới trẻ tuổi, thất giới, mấy ngày nay ngươi đã xem khắp Phật Pháp trong Kim Cương Tự, bây giờ chào từ biệt ta là có ý nghĩ gì? Thất giới chắp hai tay vào nhau không người nói, đệ tử muốn đi đất Cực Lạc Tây Thiên. Trụ trì hỏi, chắc ngươi đã thấy trong kinh cổ muốn đến đất Cực Lạc Tây Thiên bờ bên kia cần có thân nguyên thủy, độ nhiều tầng kiếp nạn, sau khi đến thánh địa một bước một dập đầu. Kim Cương Tự ta chưa từng có ai thành công, ngươi vẫn muốn đi sao? Thất giới gật đầu nói, dù con đường phía trước có nhiều khó khăn đệ tử vẫn muốn đi. Bây giờ thất giới đã có thể tu hành ngộ Phật đạo, nhưng y không làm như vậy. Thế giới luân hồi cũng có đất Cực Lạc Tây Thiên, y yêu cầu đạo. Trụ trì cười nói, tốt, muốn vào Tây Thiên cầu Phật cần hành 10 thiện thất giới. Ta có một thân tu vi nhưng không có chí hướng như ngươi, giờ biến tu hành thành Phật Châu Xá Lợi bảo vệ ngươi một đường bình yên. Thất giới chấp hai tay không từ chối. Trụ trì Kim Cương tự phong tu vi của mình vào Phật Châu. Sau đó từ từ già nua như ngọn đèn sắp cạn dầu, trụ trì treo Phật Châu trên cổ thất giới, nói, đi đi, thất giới không người rời đi, hướng tới đất Cực Lạc Tây Thiên trong thế giới luân hồi, thất giới tập trung một đường hóa duyên, tuân theo 10 thiện thất giới, trải qua gian khổ, phong trần vất vả nhưng không quên tấm lòng son, thế giới luân hồi là cơ duyên của y, nay duyên đến phải nắm chắc. Thất giới là cao tăng Phật Pháp thật sự, tâm trí cứng cỏi biết bao. Trên đường thất giới đi có tăng nhân Kim Cương tự tìm đến, nói trụ trì sắp mất, hy vọng y trở về nhìn một lần. Thất giới không quay đầu, vẫn cất bước tiến lên, tăng nhân Kim Cương tự mắng thất giới bạc bẽo, lại có người bảo y hiểu sâu chân lý Phật Pháp. Trong thế giới luân hồi, mỗi cường giả đến từ Thái Cổ đều có thân phận khác, trải qua cuộc đời một kiếp người, ngộ đạo trong đó. Bọn họ dần hiểu ra, đắc đạo trong thế giới luân hồi sẽ rất có lợi cho việc tu hành. Thái Cổ Tiên Vực từng có đại năng giả tuyệt thế lấy thân vào luân hồi cầu cảm ngộ tu hành một kiếp khác, theo đuổi đạo vô thượng, bây giờ bọn họ cũng có cơ duyên như vậy, nên quý trọng. Sau khi thế gia Tần Vấn Thiên ở bị hủy diệt, hắn lang thang trong thế giới luân hồi. Tần Vấn Thiên muốn tìm hiểu thế giới này có thật sự tồn tại. Hắn kinh ngạc phát hiện tất cả trong kiếp này rất thật, nơi này mỗi người đều có câu chuyện, lịch sử vô số năm tháng lắng động. Người từ ngoài đến như họ mới là tự dưng đi ra, ảnh hưởng trật tự của thế giới luân hồi. Nhưng nếu đúng vậy thì tại sao tất cả tình cờ như thế? Tần Vấn Thiên không hiểu người sáng tạo thế giới luân hồi là tồn tại như thế nào. Tần Vấn Thiên nhớ gia tộc ở kiếp này bị hủy diệt là lòng lại nhói đau. Tần Vấn Thiên không thể công nhận Tần Như Hải là phụ thân của mình, nhưng với đối phương thì hắn là con cái, Tần Như Hải chết vì hắn. Từ mặt nào đó Tần Như Hải là hóa thân của Tần Viễn Phong. Giờ Tần Như Hải chết theo gia tộc hủy diệt, nhớ đến ba cường giả Tần tộc của tộc khác trong sông Tần Thế Gia là lòng Tần Vấn Thiên bùng cháy ngọn lửa báo thù. Nhưng không phải lúc này, hiện giờ cảnh giới của Tần Vấn Thiên còn quá yếu, hắn phải trở về đỉnh cao.
Trong thế giới này không cảm nhận được lực lượng thuộc tính nào, vì có kinh nghiệm tu hành một đời, Tần Vấn Thiên đặc biệt nhạy cảm với lực lượng thuộc tính mình từng có, dễ dàng tu hành chúng nó. Tần Vấn Thiên đi trong thế giới luân hồi, dần phát hiện thế giới này không lớn như trong tưởng tượng. Tất cả thế lực đỉnh cấp đối ứng với các thế lực trong thái cổ, nhưng đều ở cùng một khu vực, thế giới luân hồi như mảnh đất một vực. Thoáng chốc trong thế giới luân hồi đã qua nhiều năm tháng, trước một ngọn núi cổ, Tần Vấn Thiên tu hành đối mặt vách đá. Vách đá khắc vết đạo, chứa uy đại đạo, khí chất của Tần Vấn Thiên siêu nhiên, đôi mắt sâu thẳm, lực lượng bên ngoài đều chuyển hóa vào người hắn. Trong thế giới này Tần Vấn Thiên cũng có lực lượng miễn cưỡng bằng với lúc là đại năng. Bên cạnh Tần Vấn Thiên có nhiều người khác ngộ đạo ở đây. Một người phát ra khí thế sắc bén đứng trên ngọn đá lạnh lùng nhìn Tần Vấn Thiên, mắt bắn ra tia sắc bén. Một giọng nói chợt vang lên bên cạnh, nghe nói lực lượng của ngươi là thời không, đến đây lĩnh ngộ ý giết chóc có ích gì? Không lẽ tại đây ngươi tu hành thủ đoạn khác? Tần Vấn Thiên không nhìn đối phương, hắn biết người nói chuyện là ai. Cường giả đến từ thái cổ như hắn, từ Thiên Đạo Thánh Viện đi vào đây, hậu nhân của Kiếm Thần Kiếm Trần. Vết đạo đằng trước là ý giết chóc, một lũ dấu vết đã có thể thí giết bầu trời. Ý giết chóc đáng sợ đến tột độ bộc phát chu hướng người xem. Người thực lực không đủ mạnh quan sát cảm ngộ ở đây sẽ bị phản vệ, thậm chí chết dưới đạo ý. Giọng nói dụ dỗ vang lên trong óc Tần Vấn Thiên, trong lòng ngươi có thù hận, vết đạo giết chóc có thể trợ ngươi thành tựu đạo giết chóc. Ngươi muốn tu hành nó sao? Ta có thể cho ngươi tu hành thuật giết chóc vô tận, trở thành vua giết chóc. Tần Vấn Thiên đã nhiều lần nghe giọng nói này, còn có thanh âm khác, đều có ý dụ dỗ hắn tu hành thủ đoạn tà ác. Tần Vấn Thiên lờ đi. Hắn không biết những kẻ bị phong ấn trong thế giới luân hồi là tồn tại thế nào, nhưng đạo của hắn phải là tự mình đi chứ không phải bị xúi dục. Tần Vấn Thiên chợt hỏi, ngươi sinh ra ở đâu? Kiếm Trần trả lời, Nam Thiên Kiếm các thế giới luân hồi. Tần Vấn Thiên tầm gật gù, quả nhiên vẫn trong thế gia kiếm đạo, giống như lúc ở Thái Cổ Tiên Vực, dường như có sự phù hợp nào đó. Kiếm Trần chậm rãi nói, ta đang nghĩ chỗ này nếu là đất truyền thuyết thì chúng ta phải làm sao mới ra khỏi đây được? Có phải đánh bại tất cả người bước vào đây mới được đến truyền thuyết ưu ái? Khi tới đây chúng ta ở cùng vạch xuất phát, tu hành từ con số không, cạnh tranh rất công bằng. Ngươi và ta cùng ở trong bản Thiên Đạo Thánh Viện, nhưng vì ta lớn tuổi hơn ngươi nên không giao phong với ngươi, nay mọi người cùng khởi điểm, có thể xác minh ai mạnh ai yếu. Tần Vấn Thiên lạnh nhạt lắc đầu nói, ngộ đạo có mạnh yếu, khởi điểm làm sao như nhau. Bọn họ đến thế giới luân hồi tuy tu vi không còn, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mang đến tất cả cảm ngộ trước kia, cho nên khởi điểm khác nhau. Kiếm Trần hỏi, nói vậy là ngươi sợ chiến. Tần Vấn Thiên đứng lên cất bước đi, bình tĩnh nói, đừng quên lão sư dặn dò. Thiên Đạo Thánh Viện cho họ vào đất truyền thuyết, Thiên Thần từng nhắc phải giữ bản tâm, nên Tần Vấn Thiên không chút dao động trước những thanh âm dụ dỗ. Mục đích của Thiên Đạo Thánh Viện là hy vọng bọn họ ngăn cản người của thế lực khác đắc đạo tại đây, nội đấu không có ý nghĩa. Kiếm Trần bình tĩnh nói, chuyện này vốn không có xung đột. Kiếm Trần như không thấy Tần Vấn Thiên rời đi, gã dứt lời trong thiên địa phong vân biến đổi, thế giới này như biến thành thế giới của kiếm. Tần Vấn Thiên cảm giác trên người mình toàn là kiếm ý, bị Kiếm Trần điều khiển. Tâm ở đâu là đạo ở đó, đây là năng lực giới tâm của giới chủ, tuy trong kiếp khác Kiếm Trần vẫn vận dụng hoàn mỹ. Kiếm Trần ngồi tại chỗ thốt ra một chữ, chém. Kiếm Trần không nhúc nhích, tay vạch qua phía trước. Kiếm uy hùng hồn hóa thành chữ chém vào người Tần Vấn Thiên, uy năng đáng sợ có thể chém đứt người. Tần Vấn Thiên cau mày, thiên địa thời không bỗng yên lặng, tất cả lực lượng ngừng chuyển động. Ở trong thế giới luân hồi Tần Vấn Thiên vẫn chọn tu hành lực lượng cũ, một là vì nhanh chóng tu hành đến cảnh giới cũ, hai là lợi dụng ưu thế thế giới luân hồi không cấm thuộc tính để xem có thể tạo nữa không. Người Kiếm Trần cứng nhắc, đã yên lặng. Giây sau thiên địa sinh ra kiếm uy siêu mạnh nghiền nát thời không đông lại. Khi cảm ngộ đến cảnh giới mạnh nhất định thì có thể phá giải thời không yên lặng, không có lực lượng vô địch, phải xem người sử dụng lực lượng đó mạnh đến đâu. Kiếm Trần là cường giả trên bản Thiên Đạo, thực lực của gã đương nhiên rất mạnh. Kiếm Trần chậm rãi đứng lên, mắt nhìn Tần Vấn Thiên, người dâng lên ý kinh người. Kiếm Trần phất tay, các tia chớp bổ răng trong thiên địa hóa thành vô số chữ thập nát nát hư không, phân giải hư không thành mảnh vụn li ti. Lực lượng của Kiếm Trần vẫn thể hiện bằng kiếm nhưng đã siêu thoát phạm trù pháp nguyên. Đây là thủ đoạn thể hiện thiên tâm ý thức trong thần thông. Tần Vấn Thiên ngước đầu lên nhìn mảnh thiên địa này, thiên địa như rơi vào con ngươi. Trong thế giới đồng thuật lực lượng của Kiếm Trần xuyên qua người hắn, chém nát người hắn, nhưng tất cả chỉ là hư vọng.
Tần Vấn Thiên vẫn bình yên đứng tại chỗ không rụng một cọng lông. Kiếm Trần thấy cảnh này chân mày cau lại, đây là năng lực gì? Tần Vấn Thiên tu hành trong Thiên Đạo Thánh Viện mấy chục năm, đi vào các bí cảnh, sao hắn không có cảm ngộ gì được? Thực lực của Tần Vấn Thiên đã bỏ xa lúc tham gia đại hội vạn giới. Như chiêu này, Tần Vấn Thiên dựa theo một thuật mạnh mẽ trong tinh thần tiểu nhân và cảm ngộ tu hành trong bí cảnh, cuối cùng theo giới tâm dung hội quán thông ra một loại thủ đoạn thần thông cường đại, Tần Vấn Thiên đặt tên cho nó là Thiên Mệnh Chi Nhãn. Thiên mệnh giới tâm làm căn cơ, ở trong thiên mệnh giới tâm Tần Vấn Thiên khống chế tất cả. Tần Vấn Thiên phong lực lượng thiên mệnh giới tâm trong đồng thuật, phong công kích của người khác vào đồng thuật rồi hóa giải, rất đáng sợ. Tần Vấn Thiên lạnh nhạt nói, ngươi không được. Tần Vấn Thiên liếc mắt một cái, Kiếm Trần cảm giác cơ thể rơi vào thế giới đồng thuật của hắn. Trong thế giới đồng thuật có vô số pháp ấn sát phạt tập đến, thời không xung quanh hoàn toàn yên lặng, cơ thể của Kiếm Trần cũng yên lặng tại chỗ, không thể nhúc nhích. Tần Vấn Thiên bình tĩnh nói, nghĩ tình cùng tu hành trong thánh viện nên tha thứ cho ngươi một lần, đừng có lần sau. Tần Vấn Thiên lắc người rời đi. Kiếm Trần không quan trọng với Tần Vấn Thiên, tuy cùng là cường giả trên bảng thiên đạo nhưng hắn không có hứng thú với cái bảng đó, không ham đánh bại người xếp hạng trên bảng. Mục tiêu của Tần Vấn Thiên là Thiên Tuyển Chi Tử, người đã là thiên thần, còn là tồn tại tuyệt thế trong thiên thần. Chăm chăm vào bảng thiên đạo có ý nghĩa gì? Bây giờ mục tiêu của Tần Vấn Thiên trong thế giới luân hồi là cảm ngộ nhiều hơn, khi hắn trở về Thái Cổ tin tưởng tất cả cảm ngộ này vẫn thuộc về hắn. Cảm ngộ là không thể mang đi, trừ phi Tần Vấn Thiên mất trí nhớ, nhưng xem tình hình đi vào thế giới luân hồi thì chuyện đó không xảy ra. Tần Vấn Thiên rời đi, tiếp tục lang thang trong thế giới luân hồi, hắn muốn đi khắp phương thế giới này. Nếu ngộ ra đạo thiên thần trong thế giới luân hồi, vậy sau khi hắn ra ngoài chẳng phải là phá cảnh. Tần Vấn Thiên trở về chủ thành Luân Hồi Thành, Tần Vấn Thiên ngồi uống rượu trong một tửu lâu. Nhiều người bên cạnh thảo luận sự kiện lớn trong thế giới luân hồi. Nay nhiều thế lực đều sinh ra nhân vật yêu nghiệt, tốc độ tu hành làm người giật mình, họ nổi bật cùng lúc, sắp mở màn một thời đại lớn. Nhiều người đếm nhân vật siêu phàm các phương, có người nhắc tới Nguyệt Trường Không. Đệ tử của Nguyệt Thần Điện Nguyệt Trường Không có thể nói là thần minh chuyển thế, vạn pháp đều ngộ, một người có thể tu vạn pháp, siêu thoát hết thảy. Có người nói hắn có thể thành tựu thần vị trong vòng ngàn năm, có người kinh thán, đúng thật, quá yêu nghiệt, không biết tu hành kiểu gì. Tần Vấn Thiên nghe nhắc tên Nguyệt Trường Không thì hơi cau mày, không phải hắn ghen tị, chỉ thấy kỳ lạ, với thiên phú của Nguyệt Trường Không sao có thể được gọi là vạn pháp đều ngộ. Hay gã đi con đường tắt nào, giọng nói dụ dỗ lại vang lên, ngươi dựa vào bản thân lĩnh ngộ luôn chậm hơn người khác, dường như nó biết rõ khi nào thì dụ dỗ Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên phớt lờ nó, người khác đi thế nào thì kệ, hắn vẫn đi con đường của mình. Tần Vấn Thiên nghĩ nếu Nguyệt Trường Không thật sự đi đường tắt nghe theo tà linh dụ dỗ tu hành tà pháp phải chăng có cơ hội đặt chân vào thần vị. Nếu đúng vậy thì bất công cho người khác, mọi người sẽ đổ xô đi tu hành tà pháp. Người giữ được bản tâm trong bất cứ điều kiện nào vốn rất hiếm thấy. Trong tửu lâu có người hỏi, lần này Nguyệt Trường Không triệu tập cường giả các phương thế lực đỉnh cấp thế giới luân hồi tụ hội sẽ là thịnh thế. Không biết có bao nhiêu người hưởng ứng. Tần Vấn Thiên nhướng chân mày nhìn hướng người nói chuyện, hắn hỏi, chuyện khi nào? Người kia trả lời, mới không lâu từ Nguyệt Thần Điện phát ra tin tức, giờ địa vị của Nguyệt Trường Không trong Nguyệt Thần Điện dù là thần minh cũng sẽ tôn trọng ý kiến. Mắt Tần Vấn Thiên bắn ra tia sắc bén, hắn biết Nguyệt Trường Không muốn triệu tập là những cường giả từ Thái Cổ Tiên Vực bước vào thế giới luân hồi. Từ khi Tần Vấn Thiên đến thế giới luân hồi lần đầu tiên có người phát ra triệu tập, hiển nhiên Nguyệt Trường Không rất tự tin. Gã tin tưởng mình trở thành nhân vật chính thế giới luân hồi. Năm xưa trong đại hội vạn giới, Nguyệt Trường Không lừa gạt mọi người, vì vào Tử Vi thần đình không từ thủ đoạn, cầu hôn với Đông Hoàng Thị. Người này đầy giả tâm, tính cách thì rất ti tiện, tuy là đệ tử của Nhật Nguyệt Thánh Sơn nhưng cho rằng mình đứng chưa đủ cao, muốn vào Tử Vi thần đình. Giờ Nguyệt Trường Không ở trong thế giới luân hồi dường như tinh thần phơi phới hơn bên ngoài, còn kêu gọi mọi người tụ hội. Tần Vấn Thiên tìm hiểu chi tiết việc này, dần hiểu rõ là Nguyệt Trường Không và Tần gia hợp tác tổ chức. Song Tần thế gia trong thế giới luân hồi chỉ còn lại Tần gia. Tần Vấn Thiên thầm nghĩ, Nguyệt Trường Không và người Tần tộc muốn làm cái gì? Mấy thiên kiêu Tần tộc đang ở Tần gia, bọn họ tham dự vào câu kết với Nguyệt Trường Không. Thân phận của Nguyệt Trường Không và mấy đệ tử Tần tộc trong Tần gia không có sức hiệu triệu này. Trong tất cả người bước vào thế giới luân hồi thì Nguyệt Trường Không rất bình thường, có nhiều người thân phận cao quý hơn gã. Ba người Tần tộc tuy rất xuất sắc nhưng tiếng tăm bị vầng sáng của Tần Đản Thiên che giấu.
Tần Vấn Thiên rời khỏi Tửu Lâu tiếp tục tìm hiểu tin tức bên ngoài, biết nhóm Nguyệt Trường Không có thể kêu gọi mọi người vì thịnh hội do Nguyệt Trường Không, Tần gia tổ chức vì đối phó vài người. Vài người là ai? Lòng Tần Vấn Thiên lạnh lẽo, hắn đoán rất có thể liên quan đến hắn. Thiên chi kiêu tử của Nguyệt Thần Điện Nguyệt Trường Không, ba thiên kiêu của Tần gia Triệu Cường giả các phương tụ hội, địa điểm đặt ở mạch trong sông Tần Thế Gia năm xưa bị phá hủy. Hôm nay sông Tần Thế Gia tập hợp nhiều cường giả thế giới luân hồi, cường giả các phương đến đống phế tích đứng các vị trí khác nhau. Bọn họ đều là cường giả đến từ Thái Cổ Tiên Vực đi vào thế giới luân hồi, bọn họ biết rõ người Nguyệt Trường Không và Tần gia muốn triệu tập là ai. Tần Vấn Thiên lẫn trong đám đông, hắn dịch dung đến. Người Tần gia muốn giết Tần Vấn Thiên, chắc Nguyệt Trường Không cũng hận hắn thấu xương, vì vậy hắn làm việc phải điệu thấp. Tần Vấn Thiên thấy nhiều bóng dáng quen thuộc, nhiều người hắn không quen nhưng biết mặt. Tần Vấn Thiên cũng thấy người quen như Lạc Thần Lệ, Thần Nữ Nghê Thường, Ngưu Ma, trừ số ít người sinh ra trong thế lực đỉnh cấp, các cường giả Thiên Đạo Thánh Viện không có bối cảnh thế lực đỉnh cấp đều không đến. Nguyệt Trường Không ngồi trên phế tích, khí độ càng phi phàm, khí thế bí ẩn khó đoán bao phủ người gã, cho cảm giác sâu không lường được. Nguyệt Trường Không đang nhắm mắt dưỡng thần, hôm nay mời các vị đến, một là muốn gặp các vị, hai là còn một nguyên nhân. Chắc mọi người đều rõ ràng mục đích của mình, vì một số người có ưu thế ưu đãi có lẽ biết một số chuyện chúng ta không biết, vậy phải chăng nên trừ bỏ những người này trước? Mọi người mắt bắn ra mũi nhọn. Nguyệt Trường Không nói rất trực tiếp, vài người trong miệng gã là ám chỉ người tu hành Thiên Đạo Thánh Viện. Đất truyền thuyết thuộc về Thiên Đạo Thánh Viện, bọn họ nghi ngờ Thiên Đạo Thánh Viện vào nơi này đã được cho biết nhiều chuyện, có ưu thế, bất lợi với họ. Đám người lặng im. Trong Thái Cổ, Tần tộc Tần Đảng Thiên Vũ nhục Thánh Viện, hai bên kết thù không kết oán, đám người không tiện tham dự vào. Thiên Đạo Thánh Viện dù gì là thế lực đỉnh cấp của Thái Cổ, đương nhiên họ đinh ninh người Thiên Đạo Thánh Viện biết chút bí mật họ không biết. Lạc Thần Lệ lạnh nhạt nói, đừng quên các ngươi tại sao có thể xuất hiện ở đây. Trong thế giới luân hồi, Lạc Thần Lệ cũng sinh ra ở Lạc Thần Thế Gia, là Thiên Kim Thế Gia. Song Tần Thế Gia và Lạc Thần Thế Gia không có quan hệ gì, dù sao không thể giống y như đúc. Nguyệt Trường Không mở mắt ra, mắt lóe tia sáng lạnh trừng Lạc Thần Lệ, nếu không phải các thế lực đồng lòng lên tiếng thì chúng ta đã không có mặt ở đây, nếu không nàng cho rằng họ có ý tốt vậy sao? Lạc Thần Lệ chán ghét liếc Nguyệt Trường Không, ngậm miệng, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta, người này phẩm tính thấp kém, hiện giờ muốn gợi lên gió tanh mưa máu trong thế giới luân hồi đối phó người Thiên Đạo Thánh Viện. Nguyệt Trường Không híp mắt nở nụ cười tà ác, không có tư cách, lúc này đã khác xưa, chỗ này không phải Thái Cổ Tiên Vực. Nguyệt Trường Không lạnh lùng nói, Lạc Thần tiểu thư nói vậy khiến ta muốn thỉnh giáo một phen. Một giọng nói lạnh băng vang lên, ngươi muốn chiến thì ta cùng ngươi. Người nói chuyện là Vô Mệnh Giới Chủ, cũng đi theo cường giả Lạc Thần thị bước chân vào thế giới luân hồi, phụ trách bảo vệ Lạc Thần Lệ. Nguyệt Trường Không cười âm trầm, tốt. Nguyệt Trường Không chậm rãi tiến lên trước, gã ứng chiến với Vô Mệnh Giới Chủ cường đại. Lạc Thần Lệ truyền âm, Vô Mệnh gia gia hãy cẩn thận người này, con người của hắn đê tiện, có thể sử dụng thủ đoạn gì? Vô Mệnh Giới Chủ gật đầu, lắc người giáng lâm hư không. Nguyệt Trường Không mỉm cười bay lên, nhìn hư không. Có tinh tú tử vi lấp lánh hiện ra, ánh sáng sao vô tận bao bọc thiên địa ngăn cách tầm mắt mọi người. Đám người cảm nhận ý đế vương kinh người không thể chống cự. Mọi người cau mày, ý thức của họ không thể xâm nhập vào ánh sao tử vi, không thấy chiến đấu trong đó. Rất nhanh trên bầu trời vang tiếng gầm kinh khủng, thiên địa chấn động. Tinh tú tử vi sao động như sắp tan vỡ. Tiếng chấn động kịch liệt truyền ra, bầu trời sắp nổ tung, lực lượng cuồng bạo kinh thiên động địa. Chuyện gì xảy ra? Mọi người mắt bắn ra tia sáng muốn xem chi tiết chiến đấu nhưng không thấy được. Mắt Lạc Thần Lệ lóe tia lo lắng, sau đó nghe tiếng hét thê thảm, nàng cảm giác toàn thân lạnh leo, Vô Mệnh gia gia, ánh sao tán đi tựa như trời đêm, rất đẹp. Nguyệt Trường Không đứng giữa hư không, phong hoa tuyệt đại từ từ bay xuống. Vô Mệnh Giới Chủ thì đã biến mất, mọi người con ngươi co rút nhìn Nguyệt Trường Không, bọn họ đều nghe tiếng Vô Mệnh Giới Chủ dưới tay Thiên Dụ Thiên Thần, nhân vật đại năng giới chủ siêu mạnh vậy mà bị Nguyệt Trường Không tru sát dễ dàng. Chẳng những thế, họ phát hiện một chi tiết là cường giả tử vi thần đình đi vào thế giới luân hồi bây giờ chỉ có một mình Nguyệt Trường Không ở đây, mấy cường giả khác đâu, sư thúc của Nguyệt Trường Không, sư đệ Thiên Thần và hai cường giả trên bản thiên đạo huyền vực đều biến mất, họ đi đâu? Nguyệt Trường Không mỉm cười hỏi Lạc Thần Lệ, bây giờ ta có tư cách chưa? Hốc mắt Lạc Thần Lệ đỏ hoe nhìn Nguyệt Trường Không chằm chằm, sao có thể như vậy? Tiểu nhân tồi tệ, Nguyệt Trường Không từng bị ca ca nghiền áp nhục nhã, bị người tử vi thần đình mang đi,
nàng cứ nghĩ gã vạn kiếp bất phục, giờ Nguyệt Trường không không chết, sau khi vào thế giới luân hồi sao gã có thể biến mạnh đến vậy. Lúc nãy chiến đấu Nguyệt Trường không ngăn cách tầm nhìn là để che giấu cái gì? Không lẽ Nguyệt Trường không tu hành tà pháp? Trong đám người, Tần Vấn Thiên dịch dung khuôn mặt lạnh băng, hai nắm tay siết chặt. Nguyệt Trường không mạnh đến vậy, tà pháp luôn dụ dỗ hắn thật sự mạnh vậy sao? Chợt có người hỏi thẳng, không chút kiên kỵ Nguyệt Trường không, ngươi tu luyện thủ đoạn gì? Người hỏi chuyện là cường giả đến từ Đại Ma Thần Cung Thái Cổ, ma uy quanh thân đáng sợ, người toát ra uy không ai bì nổi. Trên bản thiên đạo huyền vực, thực lực của Cổ Đình thuộc Đại Ma Thần Cung nằm trong mấy người mạnh nhất. Cổ Đình biết Nguyệt Trường không, một kẻ lừa đời lấy tiếng trong đại hội vạn giới bây giờ có thể tru sát vô mệnh giới chủ dưới tòa thiên dụ thiên thần, việc này tuyệt đối không tầm thường. Nguyệt Trường không hờ hững liếc Cổ Đình một cái, không chút e sợ, việc tu hành sao có thể dễ dàng nói cho ngươi. Nguyệt Trường không bây giờ ở trong thế giới luân hồi đã có tư cách đối thoại với những nhân vật này, không cần thấp hèn ngước nhìn họ. Cổ Đình Đại Ma Thần Cung từng là nhân vật Nguyệt Trường không phải ngước nhìn, nay không cần nữa. Mặt Cổ Đình lạnh băng nhìn Nguyệt Trường không, gã nhìn thẳng lại đối phương không chút nhún nhường, nói, nếu ngươi muốn lĩnh giáo một phen thì ta không ngại. Giới chủ Tần tộc ngắt ngang, được rồi, đừng quên mục đích hôm nay. Bọn họ sinh ra trong Tần tộc, vốn hơi coi thường Nguyệt Trường không nhưng giờ ánh mắt nhìn gã đã thay đổi. Người này dám khiêu chiến với Cổ Đình, xem ra rất tự tin. Cổ Đình nhìn chằm chằm cường giả Tần tộc lại ngó Nguyệt Trường không, không định bỏ qua mà hỏi tiếp, chuyện kia chờ chút bàn lại, ta còn một thắc mắc, mấy đồng môn của ngươi đâu, Nguyệt Trường không? Nguyệt Trường không hít mắt trừng Cổ Đình, có vẻ đối phương không chịu cho qua trong bình yên. Nguyệt Trường không lạnh lùng nói, sư huynh và sư thúc của ta đã mất mạng trong một lần lang bạc bí cảnh, chẳng lẽ phải báo cho ngươi biết một tiếng sao? Ma uy cuồn cuộn trên người Cổ Đình, nói, mất mạng khi lang bạc bí cảnh. Sợ là không đơn giản như vậy. Các vị tự hiểu tại sao chúng ta đến đây, nhưng nếu có người vứt bỏ bản tâm, muốn đi đường tắt, do đó ảnh hưởng đến người khác thì phải nói rõ ra chuyện này. Ta không muốn tương lai mất mạng trong bí cảnh mà không rõ vì sao. Đại Ma Thần Cung và Tử Vi Thần Đình cùng là thế lực cấp bá chủ trong huyền vực, Cổ Đình biết chút chuyện về Nguyệt Trường không? Người này thiên phú không tệ, nếu Thanh Thành giới chủ không xuất hiện có lẽ gã rất chói sáng. Nguyệt Trường không không phải không đủ năng lực lên bản thiên đạo, chẳng qua chưa đến lúc, nhưng khi Nguyệt Trường không bước vào thế giới luân hồi đột nhiên dễ dàng tru sát vô mệnh giới chủ, Cổ Đình không tin không có tấm màn đen, vậy chỉ có một khả năng, nhiều cường giả mắt lóe tia sáng. Ánh mắt Cổ Đình có tính xâm lược rất mạnh, ma ý lượn lờ quanh người. Cổ Đình quét mắt nhìn đám đông, nhiều người lặng im, Cổ Đình lạnh lùng hỏi, các vị ở đây có bao nhiêu người đã bán đứng bản tâm, hư không tĩnh lặng. Người đến từ Thái Cổ nghe hiểu, đám đông trong thế giới luân hồi thì hoang mang, nghe đám người kia nói chuyện có ẩn ý gì không hiểu, chẳng lẽ đồng môn của Nguyệt Trường không mất mạng liên quan đến gã? Một giọng nói vang lên, cái gì gọi là bán đứng? Đám người Cổ Đình nhìn qua, người nói chuyện là một Phật tu đến từ Cực Lạc Tịnh Thổ Tây Phương Thái Cổ, sư đệ của Thất Giới. Phật tu chắp hai tay mở miệng nói, sư huynh Thất Giới của ta đi Tây Phương Thiên cầu đạo, lấy thân nguyên thủy đi, đó là bản tâm của sư huynh. Giờ các vị muốn dùng thủ đoạn gì tu hành thì cũng là bản tâm của mình, nói gì bán đứng, đó chẳng qua là giải phóng bản tâm trong hoàn cảnh riêng. Cổ Đình gật đầu với tu hành giả Phật môn, đại sư cao kiến, nói đúng, nếu thật sự có người tu hành những thủ đoạn này chỉ có thể nói đó là bản tâm của họ, lộ ra bản tính. Đất truyền thuyết, rèn luyện trong thế giới luân hồi là để người ta thấy rõ mình, tìm đến chân ngã sao. Tăng nhân chấp hai tay chậm rãi nói, tâm hướng Phật thì thành Phật, tâm hướng ma thì thành ma. Phật ma một ý niệm. Nếu tâm hướng tà ma tự nhiên thành tà ma, Cổ Đình hỏi, nếu vậy đại sư nghĩ nên ứng đối thế nào? Trong đám người ở đây không chỉ có một mình Nguyệt Trường không tu hành thủ đoạn như vậy, chẳng qua bọn họ ẩn giấu không lộ ra, không ai muốn phô bày bản thân, Nguyệt Trường không tiểu nhân đắc chí, nóng lòng lộ mặt, cao tăng lắc đầu thở dài, đây vốn là vấn đề khó khăn không thể giải được, các vị có giữ được chân ngã hay bản tâm bị xâm thực là tùy vào chính mình. Một số người mắt lấp lóe, đây đúng là vấn đề khó khăn, bọn họ tu hành đến cảnh giới phi phàm giới chủ có ai không phải tâm trí cứng cỏi. Có đạo mình muốn đi, không dễ thay đổi, bị tà lực bên ngoài dụ dỗ tuy khiến bản thân biến mạnh nhưng mất đi bản ngã, không phải đạo mà họ muốn theo đuổi. Lỡ đi lạc lối thì nên làm sao, nhưng nếu không tu hành, vậy Nguyệt Trường không tu hành cách đó, trong quá trình cạnh tranh với gã sẽ như vô mệnh giới chủ vừa rồi chết oan chết uổng, còn có đồng môn đã biến mất của Nguyệt Trường không?
có hai cường giả trên bản thiên đạo cứ thế lặng lẽ biến mất, đám người mơ hồ đoán họ gặp độc thủ. Đệ tử Tử Vi thần đình này từng giả mạo truyền nhân của Thì Quang thần vương, cực kỳ ti tiện, vì được đến mục đích không từ thủ đoạn, nên chuyện này là vấn đề khó giải đối với mọi người. Mắt Lạc Thần lệ đỏ ngầu nhìn Nguyệt Trường Không chằm chằm, hỏi, Nguyệt Trường Không, ngươi tu hành tà pháp không sợ đạo tâm bất ổn bị phản vệ sao? Lúc ở đại hội vạn giới người này cực kỳ tồi tệ, Lạc Thần lệ luôn coi thường gã. Tiểu nhân khốn kiếp này giết vô mệnh gia gia, Lạc Thần lệ không chấp nhận được. Nguyệt Trường Không ngồi vững vàng yên lặng nghe mọi người trao đổi, khóe môi gã cong lên nụ cười lạnh băng. Nguyệt Trường Không sao có thể không nghĩ đến vấn đề này. Nhưng gã biết nếu tự tu hành thì sẽ bị sư thúc và hai đồng môn áp chế, nhận khuất nhục không dứt. Nguyệt Trường Không đã trải qua cuộc sống đê hèn trong Tử Vi thần đình, lúc mới đến đây gã làm ăn mày. Khi đó thanh âm tà ác dụ dỗ Nguyệt Trường Không, gã không chút do dự tu hành tà pháp, vì cường đại, vì thay đổi tất cả, dù vạn kiếp bất phục cũng không tiếc. Gã không còn là Nguyệt Trường Không ngày xưa, gã muốn cao cao tại thượng như trước kia. Lạc Thần lệ coi khinh gã, miệt thị gã, nhưng giờ thì sao? Nàng có lẽ đã hối hận. Một cường giả thế lực đỉnh cấp hồng vực lên tiếng, chuyện tu hành là lựa chọn của cá nhân, đừng bàn nữa. Hôm nay đề tài chúng ta thảo luận vẫn là xử trí người chỗ kia thế nào, cường giả này khí chất xuất chúng, thanh âm bình thản, nhiều người nhìn gã chằm chằm, mắt Cổ Đình lạnh băng, gã biết không thể cắn chặt chuyện này không nhã. Không chỉ một mình Tử Vi thần đình tu hành thủ đoạn tà pháp để bản thân lột xác, Nguyệt Trường Không lạnh nhạt nói, ta đã bắt một người, sau khi hỏi han hắn không trả lời, ta giết rồi. Nguyệt Trường Không nói nhẹ hẳn, sát ý trong mắt Tần Vấn Thiên sắp tràn ra. Nguyệt Trường Không đã bắt giữ tru sát đệ tử thiên kiêu của Thiên Đạo Thánh Viện. Ngưu Ma nói, thanh minh trước là ta không liên quan gì đến chuyện này. Ngưu Ma không muốn bị nhầm vào. Có người lạnh nhạt nói, ngươi vốn không tính là thuộc về chỗ đó, ngươi có thân phận của mình, nên ngươi không biết chuyện là bình thường. Ngưu Ma là nhân vật tuyệt đại của hoang vực Ngưu thần tộc. Dù Thiên Đạo Thánh Viện biết bí mật thế giới luân hồi cũng sẽ không nói cho gã. Hơn nữa Ngưu Ma đã tỏ thái độ, nếu có thể thì họ không muốn đắc tội với gã. Một thiên kiêu tần tộc nói, hôm nay mời các vị đến chủ yếu vì tham thảo việc này. Tiếp theo chúng ta tự sử dụng lực lượng trong tay mình tìm ra bọn họ, các vị nghĩ sao? Khi nói chuyện gã cố ý vô tình liếc hướng thần nữ Nghê Thường, nàng thật đẹp, đẹp kinh thế hải tục, làm nỗi lòng của gã không thể bình tĩnh, ước gì chiếm nàng ngay. Còn có thiên kim của Lạc Thần thị cũng rất đẹp, kém hơn thần nữ Nghê Thường chút nhưng cũng là mỹ nữ đỉnh cấp hiếm thấy, hoa nhường nguyệt thẹn, tuyệt sắc trần gian. Nếu có được hai nàng thì quá tuyệt vời, hơn nữa trong thái cổ tiên vực, Lạc Thần thị và tần tộc vốn có thù cũ. Nghĩ đến đây lòng gã rục rịch, lực lượng kỳ diệu chạy khắp người. Nguyệt Trường Không dẫn đầu tỏ thái độ, ta đương nhiên đồng ý. Trong thế giới luân hồi, người Nguyệt Trường Không muốn thấy nhất là đệ tử tu hành Thiên Đạo Thánh Viện, Thanh Thành giới chủ Tần Vấn Thiên. Những đau khổ gã trải qua đều là Tần Vấn Thiên ban cho, gã phải trả lại hắn gấp đôi. Có thiên kiêu siêu thế lực của thiên vực nói, nếu các vị được đến tin tức bên trong thì đừng quên cùng chia sẻ. Trong lòng họ đều mang ý xấu, nếu một số người trung tâm Thiên Đạo Thánh Viện biết bí mật của thế giới luân hồi, ép hỏi ra sẽ có ích rất lớn cho cuộc rèn luyện trong thế giới luân hồi của họ. Nguyệt Trường Không bình tĩnh nói, đó là tất nhiên. Đây rõ ràng là câu xã giao, nếu biết bí mật thế giới luân hồi có ai ngu nói ra. Nguyệt Trường Không lại bảo, hôm nay các vị tụ hợp, vốn muốn mời các quân bàn luận đạo pháp, nhưng giờ xem ra mọi người không có hứng. Thôi thì để sau này nói, trong lòng đám người này đều có kiên kỵ dè chừng người khác. Nguyệt Trường Không giết cả sư thúc và đồng môn của mình, bất cứ ai có mặt ở đây đều có thể là đối thủ. Một cường giả tần tộc nói, nếu vậy thì ta bày tiệc trong tần phủ, các vị có muốn đi không? Cổ Đình xoay người đi, không cần, cáo từ. Người phe đại ma thần cung dứt khoát rời đi. Đến thế giới luân hồi nhiều năm, mọi người đã hiểu rõ tình huống nơi này. Giờ đám người gặp mặt, trong lòng có tính toán. Không cần giả bộ thân thiết cùng chung bữa tiệc, cường giả các phương lục tục rời đi. Một cường giả tần tộc đến trước mặt thần nữ Nghê Thường mời, Nghê Thường tiên tử cùng ta đi gia tộc một lúc đi. Thần nữ Nghê Thường lạnh nhạt nói, không cần. Cường giả tần tộc tiếp tục bảo, Khúc Thúc thường đi trong phủ làm khách, ta xem Nghê Thường tiên tử như người thân, cần gì xa lạ. Khúc Nghê Thường lạnh lùng nhìn đối phương, nếu trong thái cổ tiên vực thì giới chủ tần tộc tuyệt đối không dám nói chuyện như thế với nàng. Vì có mặt thiên tuyển chi tử Tần Đảng Thiên, nhưng ở đây hình như người tần tộc to gan hơn nhiều. Ánh mắt đối phương rất có tính xâm lược, nóng cháy như ma đạo,
Thần nữ Nghê Thường lạnh lùng liếc đối phương, nàng mơ hồ nhận biết điều gì, cất bước rời đi, phớt lờ người kia. Giới chủ Tần tộc thấy vậy mắt lóe tia sáng tham lam, đúng như Cao Tăng Phật Môn nói, tâm sinh ma chướng là bản tính mà ra, đây mới là bản tâm của họ. Tần Vấn Thiên luôn đứng trong đám đông nhìn tất cả diễn ra. Thiên đạo thánh viện cho phép mọi người vào thánh địa nhưng không ai cảm ơn, ngược lại muốn bắt giữ cường giả thiên đạo thánh viện ép hỏi bí mật thế giới luân hồi. Sự thật thì Tần Vấn Thiên biết thiên thần thiên đạo thánh viện chỉ nhắc nhở bọn họ giữ bản tâm, họ mù tịt về thế giới luân hồi. Nhìn Nguyệt Trường Không, trong lòng Tần Vấn Thiên tràn ngập sát niệm mãnh liệt. Tiếc rằng trong thế giới luân hồi Tần Vấn Thiên không giết được Nguyệt Trường Không, gã tu hành tà pháp khiến thực lực bản thân lột xác, dù là đại năng đỉnh cấp như Vô Mệnh giới chủ cũng bị giết dễ dàng. Còn có mấy người Tần tộc, Tần Vấn Thiên muốn báo thù sẽ phải chờ biến mạnh hơn. Ánh mắt Tần Vấn Thiên chậm rãi nhìn hướng Lạc Thần Lệ, nhìn hốc mắt nàng đỏ hoe, lòng hắn hơi khó chịu. Vô Mệnh giới chủ chết là tại nàng, trong lòng Lệ Nhi chắc rất đau buồn. Nhưng Tần Vấn Thiên không tiến lên an ủi, nghe Cổ Đình và Phật tu Cực Lạc Tịnh Thổ đối thoại khiến cái nhìn của hắn về thế giới luân hồi đã thay đổi. Có lẽ trong thế giới luân hồi mỗi người đều phải đối mặt một số việc, qua đó hiểu được chân ngã. Hy vọng Lệ Nhi vượt qua được, ý chí càng cứng cỏi hơn. Lạc Thần Thị trừ Vô Mệnh giới chủ đã chết ra còn có 4 vị cường giả, đều là giới chủ thiên kiêu rất xuất sắc, và toàn là huyết mạch dòng chính của Lạc Thần Thị, nhân vật trung tâm, họ Lạc Thần. Lạc Thần Phong có quan hệ tốt với Lạc Thần Lệ, là tộc huynh của nàng, truyền âm an ủi, Lệ, chúng ta trở về đi, về sau có cơ hội báo thù. Hai nắm tay Lạc Thần Lệ vẫn siết chặt nhìn Vô Mệnh biến mất, nàng cắn môi xoay người đi. Nguyệt Trường Không thấy đám người Lạc Thần Lệ đi, lạnh nhạt nói, ngữ điệu hơi khiêu khích, về sau có cơ hội sẽ đi bái phỏng Lạc Thần Thị. Giờ Tần Vấn Thiên trốn tránh không ra, vậy đối phó Lạc Thần Lệ trước đi. Chuyện trong đại hội vạn giới cũng có phần của Lạc Thần Lệ, bọn họ sẽ phải trả giá vì việc này. 4 cường giả Lạc Thần Thị rời đi, Lạc Thần Lệ và Lạc Thần Phong đi song song, hai người khác đi bên nhau. Một người lạnh lùng liếc hướng Lạc Thần Lệ, giờ hại chết Vô Mệnh giới chủ tại đây, ngươi vừa lòng chưa? Một người khác nói móc, khi mỉa mai người ta không có tư cách không biết đắn đo thực lực của mình, ngược lại kết kẻ thù lớn cho chúng ta. Hai người này quan hệ không tốt với Lạc Thần Lệ. Mắt Lạc Thần Lệ lạnh băng trừng hai người nói chuyện, quan hệ giữa họ đúng là kém. Như Lạc Thần Lệ từng nói với Tần Vấn Thiên, Lạc Thần Thị giờ đang trong thời kỳ vi diệu, gia gia của nàng không thể nắm quyền lên tiếng tuyệt đối. Đặc biệt sau khi phụ thân của nàng bị phế bỏ tu vi có nhiều chuyện thay đổi, trưởng bối của Lạc Thần Phong thân với mạch của nàng, trưởng bối của hai người kia thì muốn giành quyền lên tiếng trong Lạc Thần Thị. Lạc Thần Phong lạnh băng nói, Nguyệt Trường Không là nhân vật như thế nào chắc các ngươi cũng biết, hắn vốn không có tư cách nói chuyện với người Lạc Thần Thị, hiện giờ tu hành tà pháp mới tiểu nhân đắc chí, dẫn đến cái chết của Vô Mệnh giới chủ. Hai người trách cứ Lệ không thấy buồn cười sao? Một người lạnh lùng nói, gieo nhân nào gặt quả ấy, chẳng lẽ chúng ta nói sai? Chuyện này là Lạc Thần Lệ chọc phải, sau này do các ngươi tự gánh đi. Lạc Thần Phong lạnh lùng nói, buồn cười, người của Lạc Thần Thị mà sợ một câu uy hiếp của Nguyệt Trường Không, không phải sợ hãi, nhưng với chúng ta là rắc rối không cần thiết. Các người thích chuốc rắc rối thì tự đi gánh vác. Hai người bước nhanh đi, bỏ lại Lạc Thần Phong tức giận và Lạc Thần Lệ mặt lạnh lùng. Lạc Thần Phong lớn tuổi hơn Lạc Thần Lệ nhiều, luôn xem nàng như muội muội. Lệ, đừng nghe họ nói. Bản tính của Nguyệt Trường Không tà ác, dù Lệ không nói thì hắn vẫn sẽ tìm cớ đối phó muội. Vô Mệnh gia gia sẽ ra tay bảo vệ muội, kết cục như cũ. Bây giờ điều cần làm là mạnh mẽ lên chăm sóc tốt cho mình, như thế mới đáng giá với cái chết của Vô Mệnh gia gia. Lạc Thần Lệ lạnh lùng nói, đừng khuyên ta, Vô Mệnh gia gia chết vì ta. Lạc Thần Lệ rất đau khổ, nàng sẽ nhớ kỹ. Các cường giả thái cổ tiên vực sau thịnh hội thế giới luân hồi thì đều cảm nhận nguy cơ. Cổ Đình từng hỏi các vị ở đây có bao nhiêu người mất đi bản tâm. Nguyệt Trường Không ở ngoài sáng, trong tối còn bao người. Sau tụ hội lần này Nguyệt Trường Không và mấy giới chủ của Tần tộc rất thân nhau, có hơi hướng cấu kết cùng làm việc xấu. Bọn họ ảnh hưởng hai thế lực có xu hướng thành đồng minh. Sau một thời gian bình tĩnh trong thế giới luân hồi lại gợn sóng, chuyện này xảy ra trong Tần tộc. Khúc Thần và nữ nhi thần nữ Nghê Thường đến làm khách trong Tần tộc, thần nữ Nghê Thường bị thương nặng một thiên kiêu giới chủ Tần tộc. Việc này dẫn đến Tần tộc tức giận đòi bắt thần nữ Nghê Thường, Khúc Thần không chịu trở mặt với Tần tộc. Tần tộc bùng nổ thần chiến siêu khủng bố, Khúc Thần chiến chết, trước khi chết đưa thần nữ Nghê Thường đi. Từ đó thần nữ Nghê Thường bị Tần tộc truy nã truy sát,
Đương nhiên mệnh lệnh bên trong Thiên Tâm Kính là không được giết chết thần nữ Nghê Thường, phải bắt sống nàng. Chuyện này gây oanh động lớn trong thế giới luân hồi. Người đến từ Thái Cổ Tiên Vực thấy quái dị, ở thế giới Thái Cổ thật tần tộc và khúc thần quan hệ rất tốt, thần nữ Nghê Thường từng đi theo Thiên Tuyển Chi Tử đến Thiên Đạo Thánh Viện bái phỏng, quan hệ không tầm thường. Tại sao thần nữ Nghê Thường tức giận đến làm người tần tộc bị thương nặng? Trong chuyện này đáng để suy tư, đệ tử tần tộc đến từ Thiên Vực và thần nữ Nghê Thường đã xảy ra chuyện gì? Trong tần gia thế giới luân hồi có chuyện nhiều người không biết. Mấy thiên kiêu giới chủ tần tộc rất phong lưu trong thế giới luân hồi, luôn có nữ nhân xinh đẹp bị đưa vào hậu cung của họ, phải là vừa có thiên phú vừa đẹp. Các nữ nhân vào tần gia rồi không ai biết kết cục thế nào, cũng không ai nhúng tay vào hậu cung tần gia được, không có người chú ý. Người đến từ Thái Cổ Tiên Vực thầm nghĩ Đường Đường là mỹ nhân số một thiên vực, thần nữ Nghê Thường mà chạy trốn trong thế giới luân hồi, nếu Thiên Tuyển Chi Tử ở bên ngoài biết sẽ ra sao? Đại sư đến từ Cực Lạc Tịnh Thổ nghe chuyện này thầm cảm khái, trời muốn cho vong sẽ khiến điên cuồng trước, sóng gió chuyện này chưa xong thế giới luân hồi lại xảy ra sự kiện lớn. Tần gia cầu hôn Lạc Thần gia tộc trong thế giới luân hồi, muốn Lạc Thần Lệ hạ gả đến Tần gia, Lạc Thần gia tộc đương nhiên không đồng ý, Tần gia cho rằng bị vũ nhục, liên hợp Nguyệt Thần Điện tạo áp lực với Lạc Thần gia tộc, sắp quấn những cơn bão khác. Trong thế giới luân hồi dù là Nguyệt Trường không hay ba tử đệ tần tộc đều có quyền nói chuyện rất lớn trong Nguyệt Thần Điện, tần gia, bọn họ ảnh hưởng quyết định của cấp trên, quyền thế này mang theo giả tâm và dục vọng mãnh liệt, Lạc Thần gia tộc chịu áp lực lớn. Hai giới chủ rất ưu tú của Lạc Thần gia tộc cho rằng nên giao Lạc Thần Lệ ra, hạ gả cho tần gia chẳng có gì sai, hai bên rất xứng đôi, Lạc Thần gia tộc đối mặt áp lực từ bên ngoài và bên trong thỏa hiệp, cao tầng dao động, Lạc Thần Lệ đối mặt tuyệt cảnh. Lúc này Lạc Thần Lệ biến mất, nàng rời khỏi Lạc Thần gia tộc. Sau khi Vô Mệnh gia gia chết đi, nàng bị người thân Lạc Thần thị phản bội, Lạc Thần gia tộc dao động, nàng đã không có gì lưu luyến. Lạc Thần gia tộc điều tra tin tức của nàng khắp nơi, mãi đến một ngày nọ mấy năm sau, trong một mảnh sơn mạch hoang vu, hai thiên kiêu giới chủ Lạc Thần thị tìm đến Lạc Thần Lệ. Hai người nhìn Lạc Thần Lệ, trốn lâu như vậy thì ra luôn núp trong sơn mạch yêu thú này. Lạc Thần Lệ ngồi xếp bằng, áo đen, tóc đen, lạnh lùng, nhưng khuôn mặt vẫn đẹp tuyệt trần. Giờ trong vẻ đẹp thoát tục cất chứa lạnh lùng khiến người hoảng loạn. Một người mỉa mai vạch trần chuyện xưa, năm xưa cô của ngươi luôn muốn gả cho người tần tộc, mang đến bất hạnh cho gia tộc, phụ thân của ngươi vì vậy bị phế bỏ. Giờ trong thế giới luân hồi ngươi vừa lúc đi theo bước chân cô của ngươi, có gì không tốt? Một người khác nói, Lạc Thần Lệ, ngươi không đánh lại chúng ta, nghĩ tình đồng tộc chúng ta không muốn ra tay, đi theo chúng ta. Lạc Thần Lệ đang nghe truyện trên TV audio CV lạnh lùng nói, Lạc Thần thị ta vốn trong nguy nan, lung lay trong mưa gió. Các ngươi chỉ muốn nội đấu giành quyền, đã vậy thì Lạc Thần Lệ bất hiếu khiến Lạc Thần thị bị tổn thất, dù cho vạn kiếp bất phục, ma quỷ quấn người, ta nguyện một mình gánh chịu. Lạc Thần Lệ mở mắt ra, khí thế kinh khủng bao phủ thiên địa, trong người nàng sinh ra biển máu, tóc dài dựng thẳng. Lạc Thần Lệ xinh đẹp giờ phút này đẹp yêu diễm, đẹp khiến người sợ hãi. Cả thế giới biến thành thế giới máu, hai thiên kiêu giới chủ biến sắc mặt, nhìn Lạc Thần Lệ chầm chầm lộ vẻ sợ hãi, ngươi tu hành tà pháp, Lạc Thần Lệ, ngươi điên rồi. Loại thủ đoạn này sẽ có phản vệ, ngươi bắt chước Nguyệt Trường không sao? Dù cuối cùng ngươi thoát khỏi phải gả cho tần tộc thì sao? Ngươi sẽ thành tà ma, sau khi ra ngoài còn mặt mũi nào trở về Lạc Thần thị? Khuôn mặt Lạc Thần Lệ lạnh băng, ta nói rồi, dù vạn kiếp bất phục ta một mình gánh chịu. Thế giới màu máu khủng bố xuất hiện các ma quỷ máu, yêu ma thật sự, như lực lượng nguyền rủa cắn nuốt hai cường giả giới chủ. Những yêu ma máu đều là yêu thú biến thành. Mấy năm nay Lạc Thần Lệ ở trong sơn mạch yêu thú đã trải qua những gì? Hai người cảm nhận lực lượng khủng bố trong yêu ma máu đỏ, cảm giác sợ hãi vô tận. Hai người thầm hối hận đẩy Lạc Thần Lệ vào đường cùng. Hai thiên kiêu giới chủ của Lạc Thần gia tộc biến mất, nghe đồn họ mất tích lúc tập nã Lạc Thần Lệ. Lạc Thần Lệ thì không có bóng dáng, việc tần tộc cầu hôn đành tạm ngừng. Nhưng tin tức này vẫn gây gợn sóng không nhỏ. Hai giới chủ cường đại khi không mất tích, rõ ràng đã mất mạng. Lạc Thần Lệ dù bước chân vào thế giới luân hồi nhưng cảnh giới của nàng vốn rất yếu, ở trong Thái Cổ Tiên Vực nàng không giết được hai giới chủ Lạc Thần tộc, trừ phi trên người nàng xảy ra biến đổi gì. Người đến từ Thái Cổ Tiên Vực rất chú ý người của thế lực khác, giờ họ đã hoàn toàn quen thuộc thế giới luân hồi. Có chút động tĩnh đừng hòng giấu tai mắt của họ. Lạc Thần Lệ biến mất, thần nữ Nghê Thường mất tích,
người Thiên Đạo Thánh Viện không dám lộ mặt, dường như biết người Thái Cổ Tiên Vực muốn bắt mình. Mỗi người trải qua cuộc đời của mình trong thế giới luân hồi, kiếp này họ có bối cảnh giống trong Thái Cổ Tiên Vực nhưng quỹ tích đời sống khác hẳn. Thời gian lặng lẽ trôi, chớp mắt trong thế giới luân hồi đã qua mấy chục năm, như một giấc mơ, tất cả người Thái Cổ Tiên Vực đi vào đâu dường như hoàn toàn thay thế nhân vật trong thế giới luân hồi. Trải qua vài chục năm đủ làm một người bị hoàn cảnh đồng hóa, thói quen tất cả trong thế giới luân hồi, dường như nơi này mới là chân thật, một kiếp thật sự, bên ngoài thì chưa qua bao lâu. Trong Thiên Đạo Thánh Viện, các cường giả vẫn chờ, những thiên thần không rời đi, họ đợi tin tức từ đất truyền thuyết, nhưng tất cả bạc tinh, thủy tinh truyền tinh không liên lạc được. Khi họ đưa tin vào thủy tinh truyền tinh không nhận được trả lời, nếu không phải biết bọn họ đi vào đất truyền thuyết thì mọi người cho rằng tất cả chết hết, đất luân hồi mạnh đến mức ngăn cách truyền tinh. Thiên Tuyển Chi Tử Tần Đảng Thiên Tần tộc ánh mắt sắc bén hỏi nhóm Ti Mệnh Thiên Thần Thiên Đạo Thánh Viện, đất truyền thuyết là nơi như thế nào? Ti Mệnh Thiên Thần vẫn giữ thái độ cũ, lạnh lùng nói, ta nói rồi, chúng ta chưa từng đi vào đất truyền thuyết, ngươi hỏi mãi làm gì? Muốn vào cứ vào, ta không ngăn cản. Ánh mắt Tần Đảng Thiên sắc bén nhìn Ti Mệnh Thiên Thần chằm chằm. Hôm đó gã vốn định vào nhưng lối vào đất truyền thuyết có uy diệt đạo, muốn tiêu diệt đạo gã tu hành. Tần Đảng Thiên kiêu ngạo không chịu được điều đó, tất cả thứ gã tu hành ai dám cướp đi. Cho dù biết đây là giả dối gã cũng không cho phép, các thiên thần chỉ đành chờ đợi, không biết đệ tử môn hạ của mình trải qua cái gì, không ai biết. Bản thân họ không cách nào tưởng tượng đệ tử môn hạ trải qua điều gì trong đất truyền thuyết. Ví dụ Thiên Tuyển Chi Tử Tần Đảng Thiên tuyệt đối không ngờ người Tần tộc có kẻ dám mơ ước thần nữ Nghê Thường và còn hành động. Thiên thần của Tử Vi Thần Đình sẽ không ngờ Nguyệt Trường không ăn ba cường giả Tử Vi Thần Đình khác, đang phong cảnh vô hạn trong đất truyền thuyết. Thiên thần Lạc Thần Thị cũng không ngờ Thiêu Kiêu Lạc Thần Thị gặp chuyện gì ở bên trong. Thế giới luân hồi, Nguyệt Thần Điện. Hôm nay Nguyệt Trường không mời ba thiên kiêu Tần tộc đến tụ hợp, bọn họ đã sớm kết thành đồng minh, có sự ăn ý nào đó. Bốn người biết thủ đoạn tu hành của đối phương là gì nên giúp đỡ nhau, cùng một dục. Nguyệt Trường không mỉm cười hỏi, nhìn ba người Tần tộc, mấy năm qua thế giới luân hồi hơi bình tĩnh, các vị không có ý tưởng gì sao? Có tìm được thần nữ Nghê Thường chưa? Ba người này dám đụng nữ nhân bên cạnh Thiên Tuyển Chi Tử, lá gan rất lớn, chắc trong Tần tộc bọn họ cung kính trước mặt Thiên Tuyển Chi Tử nhưng sâu trong lòng chống đối gã, không muốn luôn sống dưới ánh sáng của gã. Tần Đảng Thiên có mặt. Người đời nhắc đến Tần tộc đầu tiên nghĩ đến Thiên Tuyển Chi Tử, mãi mãi không nhớ bọn họ. Trong Tần tộc, lời Tần Đảng Thiên nói là quyền uy, không ai có thể chất vấn, không người nào dám. Ba người cũng vậy, Tần Đảng Thiên tùy ý quát mắng bọn họ. Tần Đảng Thiên đã là thiên thần, thật ra thì họ nghe theo thiên thần chẳng có gì ghê gớm, đó là chuyện bình thường. Nhưng Tần Đảng Thiên không phải bẩm sinh đã là thiên thần, lúc họ nổi tiếng trong Tần tộc thì gã còn chưa ra đời. Khi Tần Đảng Thiên còn trẻ đã rất ngang ngược trong Tần tộc, không ai dám chọc, coi trời bằng vung, không để bọn họ vào mắt. Tần Đảng Thiên từng chỉ vào mũi họ nói sau này họ sẽ là kẻ thua dưới tay gã, sự thật thì gã làm được, bỏ xa họ. Một cường giả Tần tộc sắc mặt âm trầm khó chịu nói, không có, nhớ đến khuôn mặt đẹp tuyệt trần của thần nữ Nghê Thường là lòng họ rục rịch, rạo rực. Đó là nữ nhân mà Tần Đảng Thiên chưa chiếm hữu, nếu bọn họ có được nàng, nghĩ đến đây khoái cảm dâng lên trong lòng họ. Về hậu quả thì bọn họ không muốn nghĩ tới, hoặc nên nói không phát hiện lòng họ đã sinh ma chướng. Như Đại sư Cực Lạc Tịnh Thổ nói muốn khiến cho vong sẽ làm như thế trước, Nguyệt Trường không vừa nói vừa cười, ha ha, trong thế giới luân hồi có nhiều nữ nhân xinh đẹp ưu tú cho các vị hưởng lạc, đáng tiếc năm xưa Lạc Thần Lệ chạy mất không thì, mấy cường giả Tần tộc mắt lóe tia sáng nóng rực, giới chủ Tần tộc nói, lần này chúng ta đến là muốn bàn với Trường Không Huynh một chuyện. Nguyệt Trường không mắt lóe tia sáng nhìn đối phương, mời Tần Huynh nói, giới chủ Tần tộc mắt bắn ra tia sắc bén, người đến thế giới luân hồi còn có Cửu Thiên Huyền Nữ Cung. Mắt Nguyệt Trường không bừng sáng, gã cười phá lên, Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, thế lực đỉnh cấp thiên vực. Các đời cung chủ gọi là Cửu Thiên Huyền Nữ, có danh hiệu Cửu Thiên Hồng Trần Đệ Nhất Tiên, mấy người Tần tộc đặt mục tiêu vào Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, lá gan to bằng trời, mà nhiều một kẻ địch không nhiều. Bọn họ dám đụng thần nữ Nghê Thường thì có gì không dám với Cửu Thiên Huyền Nữ Cung. Nguyệt Trường không không ngốc, Tần Huynh, các người hãy nghĩ cho kỹ. Nếu chúng ta liên hợp ra tay với người của thế lực đỉnh cấp Thái Cổ sẽ dẫn đến người khác chú ý, bọn họ đều theo dõi chúng ta. Người từ Thái Cổ Tiên Vực đến kiên kỵ nhau, đặc biệt là bây giờ không ai biết đối phương tu luyện thế nào trong thế giới luân hồi,
không dám coi thường đối thủ. Mấy năm nay Nguyệt Trường không làm nhiều chuyện, có rất nhiều cường giả thành chất dinh dưỡng của gã. Nhưng Nguyệt Trường không dám nhận mình là số một trong tất cả người đến từ Thái Cổ Tiên Vực, trừ phi gã bước vào cảnh giới thần trước, nếu không gã không nắm chắc. Có một số người che giấu sâu còn hơn họ, cường giả Tần tộc nói, Trường Không huynh nên biết tất cả người đến từ Thái Cổ đều là đối thủ của chúng ta không xuống tay sớm muộn gì sẽ có người xử chúng ta. Thế giới luân hồi là đất truyền thuyết của Thiên Đạo Thánh Viện, nhưng đến nay chưa gỡ bỏ bí ẩn thế giới luân hồi, phải đánh bại hết đối thủ mới nhìn ra đáp án. Lại một giới chủ Tần tộc lên tiếng, chúng ta có thể tìm thêm minh hữu. Mắt Nguyệt Trường Không lóe sáng, cách này hay. Liên hợp mấy lực lượng lại rồi đối phó người khác, Nguyệt Trường Không hỏi, Tần huynh tính tìm ai? Càn Khôn giáo, Sa tộc, Ngũ Hành giáo hay Lôi tộc? Nguyệt Trường Không nhắc đến những thế lực này đều là đỉnh cấp trong Thái Cổ. Càn Khôn giáo và Tần tộc ở cùng thiên vực, được gọi là chủ Càn Khôn. Sa tộc, Ngũ Hành giáo, Lôi tộc là thế lực đỉnh cấp trong tám vực thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang. Sa tộc có danh hiệu là thế gia luyện khí số một Thái Cổ. Ngũ Hành giáo trưởng thiên địa ngũ hành, cực độ diễn hóa, có được uy lực vô cùng. Lôi tộc trưởng uy thiên địa thần phạt, có thủ đoạn công kích cường đại đến khó tin. Giới chủ Tần tộc nói, việc này còn cần suy xét kỹ lại. Nguyệt Trường Không gật đầu nói, tốt, chuyện này không thể xúc động, phải lên kế hoạch. Mấy người bàn bạc, ma chướng trong lòng ngày càng ghim sâu cắm rễ. Nguyệt Trường Không cũng đã phát hiện mình càng lún càng sâu, nhưng gã không quan tâm, gã muốn cường đại, bất chấp mọi giá, gã chấp nhận trả giá. Lúc này Tần Vấn Thiên đi tới một dãy núi. Mấy năm nay Tần Vấn Thiên bận rộn tu hành, ngoài ra tìm tung tích Lạc Thần Lệ. Khi biết Tần tộc cầu hôn, Lạc Thần Lệ mất tích thì Tần Vấn Thiên luôn lo lắng, đặc biệt sau đó có tin đồn Lạc Thần Lệ rất có thể giết hai giới chủ Lạc Thần Thị, trong lòng Tần Vấn Thiên càng lo nhiều hơn, vì thế trừ thời gian tu hành ra hắn điều tra nơi đi của Lạc Thần Lệ. Tần Vấn Thiên đã mơ hồ được chút manh mối, hắn đến sơn mạch này có dấu chân của Lạc Thần Lệ. Tần Vấn Thiên đứng trên sơn mạch nhìn biển máu đầy trời bên dưới, sâu trong sơn mạch bị máu nhuộm đỏ ghê người, tim hắn run rẩy theo. Tần Vấn Thiên thì thào, Lệ Nhi, muội rốt cuộc ở đâu? Trải qua điều gì? Vì sao đi lên con đường này? Tần Vấn Thiên biết có lẽ Lạc Thần Lệ đã bước trên con đường giống Nguyệt Trường Không, giọng nói dụ dỗ lại vang lên trong đầu, ngươi chưa rõ sao? Trong thế giới luân hồi các ngươi đều phải bước lên con đường này, các ngươi không có sự lựa chọn. Nếu chỉ dựa vào cảm ngộ của mình thì mãi mãi không đuổi kịp tốc độ tu hành của người khác. Bây giờ ngươi tu hành còn kịp, nếu muộn hơn thì thật sự sẽ vạn kiếp bất phục. Mặt Tần Vấn Thiên lạnh băng tức giận quát, biến. Mỗi khi tâm tình của Tần Vấn Thiên dao động là tà linh sẽ hiện ra dụ dỗ hắn. Tần Vấn Thiên ngày càng thấy chán ghét, có lẽ đám tà linh này dụ dỗ Lệ Nhi bước trên con đường không lối về. Thế giới luân hồi, các tu hành tìm tâm tu hành, nhiều năm trôi qua, không biết người khác đến đẳng cấp nào. Các cường giả đến từ Thái Cổ Tiên Vực vốn có thiên phú rất lợi hại, cộng thêm được đưa vào đất truyền thuyết Thiên Đạo Thánh Viện khiến bọn họ trưởng thành kinh người. Cuối cùng một cuộc đấu tranh đánh vỡ cục diện bình tĩnh đã lâu, trong một tòa thành cổ ở thế giới luân hồi, Nguyệt Trường Không, giới chủ Tần tộc xuống tay với huyền nữ của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung. Nghe đồng thần nữ Nghê Thường cũng xuất hiện trong này, Nguyệt Trường Không, Tần tộc còn liên hợp với nhân vật tuyệt đỉnh của thế lực khác, Ngục Thần tộc đến từ trụ vực. Một gia tộc siêu mạnh, huyền nữ và thần nữ Nghê Thường đẫm máu bị bắt. Tình cờ cường giả của Càn Khôn giáo có mặt, nhân vật tuyệt thế Lâm Tiêu mến mộ huyền nữ nên ra tay giúp đỡ, hai bên bùng nổ chiến đấu động trời. Đám người Nguyệt Trường không bắt được người, việc này dẫn đến tất cả cường giả đến từ Thái Cổ Tiên Vực chú ý. Hào cường các phương đổ xô chạy đến thành cổ, Nguyệt Trường Không và người Tần tộc đã càn rỡ đến mức này sao? Xuống tay với huyền nữ của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung. Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Huyền nữ đời này là người nối nghiệp Cửu Thiên Huyền Nữ, Cửu Thiên Hồng Trần đệ nhất tiên tương lai. Nguyệt Trường Không bị điên hay cường giả Tần tộc điên cuồng, hoặc bọn họ định liên hợp bắt hết người đến từ Thái Cổ. Cuộc tranh phong này thậm chí dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Thế lực sau lưng đều chú ý nhưng có sự ăn ý nào đó không nhúng tay vào, chỉ để nhân vật xuất sắc nhất trong môn phái hoặc gia tộc mình tranh phong. Rất nhanh có tin tức truyền ra. Có người nhìn thấy Lạc Thần Lệ. Nàng đã đổi khác hẳn, đang đến thành cổ. Nhiều người nói Lạc Thần Lệ đi báo thù, tìm Nguyệt Trường Không báo thù. Tần Vấn Thiên nghe tin Lệ Nhi thì lao nhanh đi thành cổ. Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Lệ Nhi bị gì, dù rất có thể nàng đã xảy ra chút thay đổi nhưng căn cơ không bằng Nguyệt Trường Không.
gã tu hành tà pháp cũng lâu hơn nàng, tính tình thì tồi tệ không từ thủ đoạn. Lệ Nhi đụng độ Nguyệt Trường không chỉ có nước thua, trong phút chốc thành Cổ Phong Vân tụ tập, nhân vật hào cường các phương đến từ Thái Cổ giáng lâm. Lần trước Nguyệt Trường không và người Tần tộc mời tất cả đến tụ hội bàn cách đối phó người Thiên Đạo Thánh Viện. Lần này mọi người tự động đi, vẫn do Nguyệt Trường không và người Tần tộc gợi lên phân tranh, sẽ không bình tĩnh như lần trước. Các nhân vật đỉnh cấp Thái Cổ tiên vực tu hành nhiều năm không có kiên nhẫn, họ từ Thái Cổ đến thế giới luân hồi đã nhiều năm mãi chưa biết bí mật của đất truyền thuyết, phải làm sao mới tính là đắc đạo. Trong một biệt viện thành cổ có mấy nữ nhân đang ở, một người phong hoa tuyệt thế, da trắng hơn tuyết, nhan sắc có một không hai thiên hạ, dù so sánh với thần nữ Nghê Thường cũng không thua kém gì. Thần nữ Nghê Thường được phong là mỹ nữ số một thiên vực, thật ra có một người mà người đời không dám phong danh hiệu, người đó là chủ nhân của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, Cửu Thiên Huyền Nữ, Cửu Thiên Hồng Trần Đệ Nhất Tiên, vẻ đẹp của nàng kinh thế, siêu thoát thế ngoại. Huyền Nữ là người nối nghiệp Cửu Thiên Huyền Nữ đời tiếp theo, làm sao thua kém được, nhiều người cho rằng mỹ nữ số một thiên vực nên đặt Huyền Nữ và thần nữ Nghê Thường song song. Giờ phút này trước mặt Huyền Nữ của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung không xa có một thanh niên đang ngồi. Thanh niên tuấn dật vô song, cực kỳ anh tuấn, khuôn mặt không nhìn ra tuổi toát ra khí độ siêu nhiên. Thanh niên là Lâm Tiêu, nhân vật tuyệt thế của Càn Khôn Giáo, được tiếng là chủ Càn Khôn Giáo tương lai. Lâm Tiêu lĩnh ngộ công pháp trấn giáo Càn Khôn công siêu đẳng, giờ đã ngộ ra Càn Khôn đồ, có thể mượn lực lượng thiên địa Càn Khôn, chú vô thượng pháp thể, trấn áp Càn Khôn. Lâm Tiêu và Huyền Nữ đứng chung với nhau giống như ngày xưa Tần Đản Thiên và thần nữ Nghê Thường đi cùng, trông rất hài hòa, như đạo lữ trời sinh. Nhưng Lâm Tiêu không thể nào cưới Cửu Thiên Hồng Trần Đệ Nhất Tiên tương lai, Cửu Thiên Hồng Trần Đệ Nhất Tiên sao có thể gả cho ngươi. Tuy nhiên không có tính khiêu chiến thì không có ý nghĩa gì với Lâm Tiêu, mỹ nữ bình thường gả muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, vì gả là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nói, bây giờ có nhiều người đến. Huyền Nữ nhẹ gật đầu, biểu tình bình tĩnh không dao động, khuôn mặt đẹp tuyệt dường như mãi mãi không có cảm xúc, dù lúc bị Tần tộc và Nguyệt Trường không phục kích. Lâm Tiêu nói, Nguyệt Trường không và mấy người Tần tộc chỉ là tên hề, ta sẽ gặp mạng sống của chúng. Huyền Nữ ngước đầu nhìn Lâm Tiêu, biểu tình vẫn bình tĩnh nhưng mắt đẹp hơi dao động, ngươi suy nghĩ kỹ chưa nếu muốn giết người Tần tộc? Tần tộc, Càn Khôn Giáo, Cửu Thiên Huyền Nữ cung oai phong một cõi, đứng trên đỉnh thiên vực. Tần tộc bây giờ có thể nói là thời kỳ đỉnh cao, thiên tuyển chi tử Tần Đản Thiên tương lai sẽ chấp chưởng Tần tộc, sự tồn tại của gã đè ép các thiên kiêu thiên vực mất đi ánh sáng. Lâm Tiêu bình tĩnh nói, mấy người Tần tộc đó không làm ra trò trống gì, có Tần Đản Thiên ở bọn họ không có ngày nổi bật, có lẽ vì vậy mới đi lên đường tà đạo. Chúng dám đụng vào nàng, giết chúng thì có sao, nếu Tần Đản Thiên biết ngươi giết người Tần tộc thì sẽ không bỏ qua. Vẻ mặt Lâm Tiêu vẫn bình tĩnh như đang nói chuyện bình thường, sau này nếu ta chứng đạo thiên thần vị thì sẽ có lúc đánh với thiên tuyển chi tử một trận. Mấy người Tần tộc trong thế giới luân hồi không đáng lọt vào mắt Lâm Tiêu, mục tiêu của gã là thiên tuyển chi tử oai phong một cõi. Huyền Nữ hỏi, người đời đồn rằng đất truyền thuyết thánh viện mở thì Thái Cổ sẽ nên đón biến động lớn, ngươi nghĩ Thái Cổ tiên vực tương lai sẽ thuộc về ai? Lâm Tiêu mỉm cười, của ta. Lâm Tiêu bổ sung thêm, trừ ta ra rất có thể là thiên tuyển chi tử Tần Đản Thiên, Cực Lạc Tịnh Thổ thất giới. Phật pháp của đại sư Phật môn này sâu không lường được, đương nhiên Sa tộc, Diệt Thần Cung, Ngục Thần tộc, mấy người đó cũng không tệ. Còn có nàng. Huyền Nữ cười nói, Thiên Đạo Thánh Viện phong bản Thiên Đạo không có ai trên bản đó lọt vào mắt ngươi sao? Người trong bản Thiên Đạo thì Tử Vi Thần Đình bị người như Nguyệt Trường không giết, còn nói gì được? Tuy nói người trên bản Thiên Đạo đều có tiềm lực trở thành thiên thần nhưng nàng hỏi là Thái Cổ tương lai thuộc về ai, trở thành thiên thần tầm thường không đủ sức nặng, nhưng cổ đình của Đại Ma Thần Cung tính là một nhân vật. Huyền Nữ bình phẩm nhân vật trong thiên hạ, đại hội vạn giới, thanh thành giới chủ Tần Vấn Thiên một trận chiến thành danh, được Thiên Đạo Thánh Viện thu vào. Có tin đồn hắn được thần vương thừa nhận trực tiếp vào bản Thiên Đạo, hắn thế nào? Lâm Tiêu cười nói, ta không biết rõ hắn. Tần Vấn Thiên nổi tiếng không lâu, chỉ có trận chiến đại hội vạn giới nên Lâm Tiêu không rành về hắn, không làm đánh giá. Huyền Nữ thản nhiên nói, có vẻ ngươi rất coi thường Nguyệt Trường không? Lâm Tiêu nói, hạng người lừa đời lấy tiếng, vì leo lên trên không từ thủ đoạn, sợ là không có chuyện ti tiện nào hắn không làm ra được. Ta cần xem trọng loại người này sao? Huyền Nữ nhìn thẳng Lâm Tiêu, không đồng ý cái nhìn của gã, nhưng loại tiểu nhân này mới nguy hiểm. Đừng quên chiến đấu đợt trước dù đối mặt với ngươi thì hắn không chút yếu thế, kẻ đại gian đại ác tâm cảnh cực kỳ cứng cỏi,
chúng có thể vứt bỏ tất cả, bỏ lương tri, bán đứng linh hồn, cùng hung cực ác. Loại người này thường rất đáng sợ, phải cảnh giác. Lâm Tiêu bình tĩnh gật đầu nói, nàng nói hơi có lý, nhưng trong lòng Lâm Tiêu vẫn coi thường người như Nguyệt Trường Không. Huyền nữ lại bảo, nhắc tới vị kia của Diệt Thần Cung thì ta muốn nhắc một tiếng, ước chừng hắn cũng đến, người này nguy hiểm không kém gì Nguyệt Trường Không. Dường như Lâm Tiêu hơi kiên kỵ cái người của Diệt Thần Cung, một kẻ khiến người ta nhức đầu, ai đụng phải cũng hết sức cảnh giác. Lâm Tiêu gật đầu nói, biết, người từ Thái Cổ vào thế giới luân hồi lại tụ tập với nhau, sẽ không kết thúc bình tĩnh như lần trước. Mấy chục năm trước lần đó mọi người chỉ đi ngang qua, nhìn đối phương, có người không thèm đến, có người từ đầu tới cuối không lên tiếng, bình tĩnh nhìn rồi về. Như Huyền Nữ và Lâm Tiêu bàn luận, nhân vật các phương đã đến. Vị tồn tại của Diệt Thần Cung mà hai người nhắc tới đang đứng trên một tòa điện cổ của thành cổ, ngắm thành trì dưới ánh trăng. Mắt gã lạnh băng, lạnh từ trong linh hồn, trừ gã ra cường giả Sa tộc cũng đến. Nhân vật Sa tộc được Lâm Tiêu xếp vào danh sách nhân vật đỉnh cấp tương lai đang đi dạo trong thành cổ, dường như bận rộn khắc gì đó trong thành một cách lặng lẽ. Ngoài thành, mấy vị tăng nhân Cực Lạc Tịnh Thổ nhìn hướng cửa thành, chắp hai tay cúi đầu. Tòa thành cổ này sắp gặp nạn, sư huynh Thất Giới đi Tây Thiên cầu Phật đạo không biết sao rồi, còn chưa trở về mà bão tố thì sắp đến, bọn họ biết tin chạy tới trước. Trong một sân nhỏ trong thành, một bóng người áo đen ngồi xếp bằng, khuôn mặt tái nhợt mà đẹp, đẹp yêu diễm, tái nhợt như nữ quỷ xinh đẹp. Nàng như hòa vào bóng tối, nàng đến vì báo thù, Nguyệt Trường không phải trả giá đắt. Trong một biệt viện khách điếm trong thành, một thanh niên đứng chắp tay sau lưng ngước nhìn bầu trời, lòng thầm than, Lệ Nhi chắc đã đến, không biết đang ở đâu. Hôm nay trong thành cổ mây trắng lững lờ bay trên trời, gió nhẹ thổi khiến người tinh thần phơi phới. Khu vực trung tâm thành cổ, trên một bình đài trống trải mặt đất sạch sẽ không dính hạt bụi, có một hàng người bày tiệc rượu. Nhiều người ngồi dưới đất nhậu nhẹt tưng bừng, những người này khí độ phi phàm, nam tử tuấn tú, bên cạnh có mỹ nhân làm bạn. Nhiều người ở xa bàn tán xôn xao nhìn hướng họ, đám người ngồi dưới đất là nhân vật tuyệt đại của thế lực đỉnh cấp thế giới luân hồi. Trong đó có thiên kiêu tuyệt thế của Nguyệt Thần Điện, Nguyệt Trường Không, có ba nhân vật đỉnh cấp của Tần gia, nghe nói họ gần với thần minh, tu vi sâu không lường được. Trừ Nguyệt Trường Không và cường giả Tần tộc ra còn có cường giả thế lực thứ ba đến từ Thái Cổ Tiên Vực, Trụ Vực, Ngục Thần tộc cường đại. Nhân vật tuyệt thế của Trụ Vực Ngục Thần tộc kết thành đồng minh với Nguyệt Trường Không, ba cường giả Tần tộc, cùng ra tay muốn đối phó cường giả Huyền Nữ. Hôm nay họ uống rượu tại đây dường như đang chờ cái gì, vì họ biết cường giả các phương đã bước chân vào thành cổ, chắc đang ở gần đây. Nguyệt Trường Không lên tiếng, nếu đã đến sao không cùng nhau uống một ly. Không biết Nguyệt Trường Không nói với ai, trong đám người có mấy hàng người bước ra, đến từ trận doanh khác nhau, có cường giả Đại Ma Thần Cung, cường giả Địa Vực Lôi Tộc, giọng giới chủ Lôi Tộc như sấm, các vị thật có nhã hứng, giới chủ Lôi Tộc nói tùy ý như tiếng trống trận trong thiên địa, giả màng tai rung rinh. Nguyệt Trường Không mỉm cười nói, ta nghe nói Địa Vực Lôi Tộc được gọi là chưởng lực lượng thần phạt thế gian, lấy lực lượng lôi đình làm mồi dẫn dán thần phạt. Lần trước gặp mặt không thể tâm sự, hôm nay gặp lại phải uống vài ly mới được. Cường giả Lôi Tộc ngồi xuống, không chút khách sáo. Giới chủ Lôi Tộc nhìn Nguyệt Trường Không, vậy sao? Uống xong rồi thì sao? Ta nghe nói các ngươi liên hợp đối phó Huyền Nữ, rất có khí phách, tâm đáng tru. Những người này có thể kết minh đối phó Huyền Nữ thì cũng có thể nhằm vào Lôi Tộc và mọi người đến từ Thái Cổ Tiên Vực. Nguyệt Trường Không cười to bảo, ha ha, ta biết thắc mắc trong lòng các vị nên mới chờ đợi ở đây, mượn cơ hội này gặp các vị. Giao lưu đàng hoàng với nhau tốt đẹp biết bao. Nguyệt Trường Không không phật lòng lời thăm dò của đối phương, nếu đều đã biết mặt nhau thì không cần che giấu làm gì, trực diện tất cả, mọi người đi ra cùng tranh phong. Cổ Đình lạnh lùng nói, nếu là trước kia thì ngươi không có tư cách ngồi cùng ta uống rượu. Cổ Đình coi thường Nguyệt Trường Không, gã biết Nguyệt Trường Không tồi tệ cỡ nào. Nguyệt Trường Không hiếp mắt liếc Cổ Đình, nhưng vẫn cười, gã như vậy khiến người cảm giác tâm cơ thâm trầm như con rắn độc. Lại một giọng nói vang lên, ta đến giúp vui. Ngưu thần tộc Ngưu Ma đi ra, lục tục có cường giả đến gần, đều là người đến từ Thái Cổ Tiên Vực, chỉ có họ mới biết rõ tất cả, đi tới thành cổ. Lúc này đám đông cùng nhìn một hướng, nơi đó có một đoàn người đi tới. Một nữ nhân đẹp tuyệt trần, phong hoa vô song, nhiều người nhìn nàng bị sa vào sắc đẹp đó, dù là nhân vật đỉnh cấp đến từ Thái Cổ Tiên Vực cũng không kìm được thầm khen nhan sắc của Huyền Nữ Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, nhìn một lần bị kinh diễm một lần. Sánh bằng thần nữ Nghê Thường,
người Cửu Thiên Huyền Nữ Cung cũng đi đến, Lâm Tiêu đi cùng. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh băng nhìn Nguyệt Trường Không và cường giả Tần tộc, sát ý tỏ rõ. Lâm Tiêu của Càn Khôn giáo hay huyền nữ của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung bị nhóm Nguyệt Trường Không gài bẫy âm mưu thì không hề tránh né, trực tiếp đi ra, đây là sự tự tin mạnh mẽ về thực lực của bản thân. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, Sa huynh đã đến rồi thì cùng ra đi. Một người hơi trẻ tuổi ăn mặc đơn giản bước ra từ đám người, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm in dấu năm tháng, tuổi của gã không trẻ như bề ngoài. Nhiều người không kìm được nhìn đối phương, Sa tộc, Sa Ưng, gã đến từ Sa tộc, luyện khí thế gia số 1 thái cổ. Sa tộc luyện khí nổi tiếng thiên hạ, các thế lực đỉnh cấp đều hy vọng làm tốt quan hệ với Sa tộc. Trong thái cổ tiên vực có nhiều thế lực đỉnh cấp, dưới thiên thần tộc có thần binh pháp bảo Trấn tộc, Trấn giáo là Sa tộc luyện chế ra. Sa Ưng lạnh nhạt nói, ta nghe nói không lâu trước có cuộc chiến rất đặc sắc, tiếc là bỏ lỡ, hôm nay không biết có thể bù đắp tiếc nuối cho ta mở rộng tầm mắt không. Sa Ưng đang nhắc tới trận chiến ba thế lực lớn đối phó Huyền Nữ và Lâm Tiêu. Nguyệt Trường Không cười khẩy nói, chắc không thành vấn đề, không chỉ có bấy nhiêu người đến đây đi, có một số việc đã làm, mọi người xé rách mặt nạ vậy không che giấu nữa. Các cường giả tụ tập tại đây hôm nay, sẽ xảy ra cuộc va chạm không thể tránh khỏi. Cường giả Lôi tộc nhìn Sa Ưng, nói, ta nghe nói Sa Ưng nhà ngươi vốn có năng lực kinh thế, có thể luyện tất cả thần binh trên thế gian. Hôm nay ta muốn được mở mang tầm mắt, trong mắt cường giả Lôi tộc như bắn ra tia chớp, có chút khiêu khích. Sau đó cường giả thế lực đỉnh cấp đến từ thái cổ lục tục tới nơi, có hơn một nửa thế lực có mặt, lúc này huyết khí nồng nặc giáng lâm, mọi người nhìn ra xa, nơi đó có lạnh lẽo buốt giá, bóng dáng tuyệt đẹp bước tới, thân hình như ma, khuôn mặt rất đẹp nhưng cho cảm giác cực lạnh, không dám đến gần, rất nguy hiểm. Khoảnh khắc nhìn nàng ba cường giả Tần tộc mắt sáng rực như lúc thấy huyền nữ, trong mắt không chút che giấu tham lam, Nguyệt Trường Không mắt lóe tia sáng, gã cười. Đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa cứ vào. Vậy cũng tốt, đã chủ động đưa lên cửa thì khỏi mắt công tìm nàng. Chỉ cần bắt lạc thần lệ thì với quan hệ mập mờ của nàng với Tần Vấn Thiên, không sợ hắn không lộ mặt. Tuy trong thế giới luân hồi Nguyệt Trường Không đã trở nên rất mạnh, nhưng gã có gút mắt trong lòng đến nay chưa gỡ bỏ, đó là Tần Vấn Thiên. Cảm nhận khí thế trên người lạc thần lệ thay đổi, mạnh hơn xưa nhiều, nàng không chút che giấu phát ra ngoài. Hiển nhiên lạc thần lệ tu hành tà pháp nhanh chóng biến mạnh, sau đó tìm đến Nguyệt Trường Không, xem ra lạc thần lệ sa đọa thật. Tần Vấn Thiên lẫn trong đám đông, nhìn lạc thần lệ xuất hiện, cảm nhận khí chất trên người nàng, nỗi lòng hắn phức tạp, lệ nhi. Đường nét trên mặt Tần Vấn Thiên thay đổi biến về như cũ, hắn đi hướng đám người. Khi Tần Vấn Thiên đi ra, Nguyệt Trường Không sửng sốt sau đó cười tươi. A, à, không ngờ Tần Vấn Thiên xuất hiện đơn giản vậy, lúc trong đại hội vạn giới. Giữa Tần Vấn Thiên và Lạc Thần Lệ đã có ám muội, giờ nàng mới xuất hiện hắn liền bước ra, quả nhiên có quan hệ không tầm thường. Người Tần tộc cũng thấy Tần Vấn Thiên, họ mỉm cười. Lạc Thần Lệ nhìn Tần Vấn Thiên đi đến, trái tim lạnh lẽo run rẩy, lòng thầm kêu lên, ca. Tần Vấn Thiên xuất hiện ngay khi nàng đến, rõ ràng hắn đi ra chỉ vì nàng. Cường giả Tần tộc lạnh nhạt nói, hôm nay đúng là ngày lành, đệ tử Thiên Thần Thiên Đạo Thánh Viện xuất hiện, các vị có cơ hội giải bí mật rồi. Cường giả các phương cùng nhìn Tần Vấn Thiên, nhìn thanh niên anh tuấn trước mắt, với nhiều người không có ấn tượng gì về Tần Vấn Thiên, cùng lắm là giống Lâm Tiêu nghe qua tên Thanh Thành giới chủ, không rành về hắn. Lạc Thần Lệ truyền âm hỏi Tần Vấn Thiên, ca, sao đến làm gì? Giọng Lạc Thần Lệ hơi ai oán, việc này là của nàng, nàng gánh thù hận, vô mệnh gia gia chết vì nàng, dù thế nào nàng phải đối mặt, Nguyệt Trường không chết hoặc nàng chết, giờ liên lụy ca ca, Lạc Thần Lệ không muốn chút nào. Nhiều người ở đây từng bị Nguyệt Trường Không dụ dỗ, không có ý tốt với người Thiên Đạo Thánh Viện. Tần Vấn Thiên xuất hiện nguy hiểm còn hơn những gì Lạc Thần Lệ sắp đối mặt. Nguyệt Trường Không muốn đối phó hắn, người Tần tộc muốn xử hắn, những người khác có lẽ có người muốn giữ hắn lại. Tần Vấn Thiên truyền âm đáp lại đầy yêu thương, nha đầu ngốc, bởi vì nàng là muội muội của ta. Tần Vấn Thiên chỉ có một muội muội, máu mủ liền nhau, sao hắn có thể không đi ra? Dù biết rõ nguy hiểm hắn vẫn không quay đầu, hốc mắt Lạc Thần Lệ đỏ hoe, Nguyệt Trường Không thấy cảnh này cười khẩy nói, đừng truyền âm giao lưu nữa, tình chàng ý thiếp như thế quả nhiên các ngươi làm chuyện cẩu thả. Tần Vấn Thiên mỉa mai lại Nguyệt Trường Không, Nguyệt Trường Không, ngươi tồi tệ vượt sức tưởng tượng của ta. Sau khi bị lộ chuyện năm đó mà ngươi sống được đến bây giờ, sống trong sỉ nhục, dù ngươi dùng hết thủ đoạn ti tiện cũng không thể tẩy sạch mọi thứ của ngươi.
Nguyệt Trường Không nhà ngươi mãi mãi là tiểu nhân vô sĩ. Nguyệt Trường Không bị đâm trúng chỗ đau, gã híp mắt đặt ly rượu xuống, chậm rãi đứng dậy, khí thế đáng sợ điên cuồng uống nhưỡng dân trào. Nguyệt Trường Không không muốn khai chiến sớm như vậy, vốn định để mọi người ngồi cùng nhau trò chuyện một buổi, tạo không khí. Đáng tiếc có người sốt ruột muốn chết, mọi người hào hứng nhìn, họ không ngờ nhanh vậy sắp đánh nhau. Một giọng nói vang lên, ngươi nói tuy có lý, hắn đúng là tiểu nhân tồi tệ nhưng hôm nay mạng của hắn là của ta. Thấy Nguyệt Trường Không đứng dậy, Lâm Tiêu buông ly rượu xuống, ngẩng đầu lên, trong con ngươi bắn ra ánh sáng càn khôn. Nguyệt Trường Không liếc qua Lâm Tiêu, lần trước gã đã đánh với Lâm Tiêu, người này rất mạnh, có lẽ trước khi vào thế giới luân hồi đã là giới chủ siêu đáng sợ. Nếu là lúc trước, trong thái cổ tiên vực sợ là Lâm Tiêu có thể dễ dàng giết Nguyệt Trường Không, nhưng bây giờ thì khác, gã không phải Nguyệt Trường Không ngày xưa. Nguyệt Trường Không chậm rãi bay lên trời, lơ lửng nhìn xuống mọi người cười nói, nếu ai muốn chiến cứ lên, ta theo tới cùng, lần trước không đánh đã tay. Hôm nay các vị tụ tập tại đây tốt nhất đừng để lại tiếc nuối. Trong lời nói của Nguyệt Trường Không dường như đầy ẩn ý. Hôm nay hào cường các phương đều đến, có khi nào đặt dấu chấm hết trong thế giới luân hồi, đám người khí thế dân trào. Cường giả tần tộc, ngục thần tộc buông ly rượu xuống, mắt lóe tia sáng rực rỡ. Bí ẩn thế giới luân hồi chưa cởi bỏ, bọn họ cho rằng muốn chứng đạo trong đất truyền thuyết cần trở thành người duy nhất ở đây. Không chỉ có mình họ nghĩ vậy, nhiều người đều đinh ninh như thế. Truyền thuyết thật sự chỉ thuộc về một người, đó sẽ là người chói sáng nhất. Lúc này khí thế cực kỳ tà ác đáng sợ giáng lâm thiên địa, bao phủ hư không mênh mông, thế giới trong sáng chợt biến đổi, khói đen cuồn cuộn, tầng mây đen thui, thiên địa tối tăm, cả thế giới một sắc màu nặng nề. Nguyệt Trường Không đứng trong không trung như tà thần, sau lưng gã có nhiều cái đầu gầm rống, mỗi cái đầu toát ra lực lượng đáng sợ khác nhau khiến người sợ hãi từ tận linh hồn. Mọi người nhìn Nguyệt Trường Không lúc này, đây mới là gã thật sự trong thế giới luân hồi, rốt cuộc không ẩn giấu nữa. Người thái cổ đều đã biết Nguyệt Trường Không tu hành tà pháp, gã không cần che giấu nữa. Nguyệt Trường Không cần diệt hết những người ở đây, gã sẽ trở thành tồn tại duy nhất trong thế giới luân hồi. Người ở chính giữa thành cổ ngước đầu nhìn trời, cảm nhận hơi thở kinh khủng, lực lượng khiến người hoảng loạn làm họ sợ hãi, cơ thể bản năng lùi nhanh ra sau muốn cách thật xa. Nhưng họ phát hiện mặc kệ mình thụt lùi cỡ nào vẫn bị lực lượng này bao bọc, không thể thoát ra khỏi phạm vi. Nguyệt Trường Không quá mạnh. Khi gã bùng nổ lực lượng thì bao trùm phạm vi rộng lớn, Lâm Tiêu ngước đầu nhìn hư không, lắc người bay vọt lên tầng mây. Thiên địa càng không sao động, trong phút chốc sau lưng Lâm Tiêu tỏa bảo quang chói lòa, đó là ánh sáng càng khôn, mượn lực lượng thiên địa hóa trận đồ càng khôn. Lực lượng thiên địa điên cuồng tụ tập chuyển động, dường như lực lượng chư thiên cho Lâm Tiêu vận dụng. Tần Vấn Thiên nhìn bóng dáng Lâm Tiêu, thiên vực càng khôn giáo. Trong thiên đạo thư các của thiên đạo thánh viện Tần Vấn Thiên có tìm hiểu các thế lực thái cổ, thiên vực càng không giáo là một trong thế lực siêu mạnh, chủ càng không giáo là nhân vật vô song cõi đời, đáng sợ đến tột độ, nhân vật thật sự trưởng quản càng không giáo là diễn biến tất cả lực lượng thành lực lượng càng khôn, hóa thành công pháp càng khôn, trận đồ càng khôn sau lưng Lâm Tiêu lấp lánh ánh sáng, nhưng nếu đổi lại người khác trong càng không giáo. Tùy theo tu hành lực lượng thuộc tính khác nhau ánh sáng trận đồ và uy lực sẽ đổi khác, hơi thở khủng bố kinh người từ trên trời giáng xuống, cái đầu sau lưng Nguyệt Trường Không phát ra uy kinh thế. Một cái đầu tà ác hung mãnh lao về phía Lâm Tiêu, vi đạo pháp đáng sợ, Nguyệt Trường Không tu hành tà pháp cắn nuốt, gã ăn cường giả, cảm ngộ của cường giả đó thuộc về gã, đạo pháp của họ cô động thành cái đầu tà ác chất chứa lực lượng trong đó, hóa thành lực lượng cắn nuốt cường đại. Nên lúc này trên người Nguyệt Trường Không không còn là lực lượng của riêng gã mà chứa nhiều cảm ngộ, năng lực của các cường giả, mấy năm nay Nguyệt Trường Không không ở chơi, gã ăn rất nhiều cường giả trong thế giới luân hồi. Hai tay Lâm Tiêu bắt ấn, càng khôn nhất kiếm, trận đồ càng khôn bộc phát ra kiếm quang rực hóa thành càng khôn nhất kiếm xuyên thấu hư không, gặp đầu tà ác thì nổ tung hủy diệt, trong không khí tràn ngập lực lượng kinh người, bầu trời cuồn cuộn khói đen như tận thế thiên địa, các cái đầu tà ác xuất hiện. Mỗi cái đầu ẩn chứa lực lượng siêu đáng sợ từ tám hướng thiên địa nhào vào Lâm Tiêu, trận đồ càng khôn sau lưng Lâm Tiêu tỏa ánh sáng vô tận, lực lượng càng khôn vô cùng hóa thành càng khôn lợi kiếm bắn ra, chiếu sáng bầu trời bị khói đen bao phủ tối tăm, vô tận kiếm bén càng quét hư không tru diệt tất cả, đây chưa phải điểm cuối của thuật này. Hai tay Lâm Tiêu ngưng tụ pháp ấn, trận đồ càng khôn sau lưng gã vẫn nối liền với từng thanh kiếm càng khôn tỏa sáng. Muôn vàng kiếm quang tụ lại thành ánh sáng tru sát thần ma đối phương, đâm thủng thiên địa hắc ám chém vào bầu trời.
Một kích kinh thế dường như có thể xẻ đôi vũ trụ, uy lực kinh thiên. Các cường giả xung quanh mắt bắn ra tia sáng nhìn chăm chú đại chiến trong không trung. Hai người đều rất mạnh, cường đại khiến người hoảng loạn. Phải xem kỹ trận chiến này, tuy đến thế giới này tu lại lực lượng nhưng mọi người trưởng thành đến trình độ kinh người, nhiều người vượt qua ngày xưa. Nguyệt Trường không đối mặt một kích tru sát thần ma, đôi mắt đen thui tràn ngập tia sáng lạnh đáng sợ, không chút sợ hãi. Nguyệt Trường không há mồm, vô số cái đầu cắn nuốt bầu trời cùng há mồm hút mạnh, hút thanh kiếm vào trong miệng. Khói đen sau lưng Nguyệt Trường không gầm rống điên cuồng cuộn trào, nhiều cái đầu nổ tung, nhưng một kích kia cuối cùng tan biến, dường như bị cắn nuốt tiêu hóa. Thấy những lực lượng này, Tần Vấn Thiên đã hiểu Nguyệt Trường không bây giờ đã khác xưa. Nguyệt Trường không bỏ qua thủ đoạn cũ, gã chỉ có tà pháp, bởi vì tà pháp ban cho gã lực lượng càng mạnh. Nguyệt Trường không lạnh lùng nói, không tệ. Khuôn mặt tà ác của Nguyệt Trường không nở nụ cười giữ tận lạnh băng, một pháp thân tà ác to vô biên xuất hiện sau lưng gã. Pháp thân cái đầu che trời, bàn tay đen ngòm đáng sợ thò ra oanh sát Lâm Tiêu ở bên dưới. Uy lực phá hủy tất cả, lực lượng xung quanh điên cuồng tụ tập vào bàn tay kia, cảm nhận uy lực chất chứa trong một kích kia, trận đồ sau lưng Lâm Tiêu càng rực rỡ, ánh sáng càng khôn bao trùm thân hình. Sau lưng Lâm Tiêu cũng xuất hiện pháp thân giống như thần minh bao bọc người gã. Lâm Tiêu đứng sừng sững tại chỗ mặt cho chưởng ấn đáng sợ oanh sát, càng không vô lượng pháp thân, càng không vô lượng pháp thân bị trúng đòn, dường như sẽ tan vỡ, nhưng rồi nó ngưng tụ lại, diệt rồi sinh, sinh lại diệt, càng không vô lượng, bất tử bất diệt. Mọi người thầm nghĩ, mạnh, Tần Vấn Thiên phải kinh thán Nguyệt Trường không bây giờ mạnh hơn xưa nhiều, Lâm Tiêu của Càn Khôn giáo cũng siêu đáng sợ, không uổng được tiếng giới chủ tuyệt thế của Càn Khôn giáo. Lâm Tiêu rất nổi tiếng trong thiên vực, giống như huyền nữ của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung chỉ kém hơn Thiên Tuyển Chi Tử một chút, vì Tần Đảng Thiên đã phong thần. Cường giả Tần tộc lắc người lao hướng Lạc Thần Lệ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng làm họ dấy lên tham lam. Trên người Lạc Thần Lệ toát ra tà khí yêu mị nhưng càng hấp dẫn họ hơn, khiến họ muốn chiếm lấy. Huyết khí khủng bố cuồn cuộn trên người Lạc Thần Lệ, khí chất của nàng càng yêu dị. Một hóa thân huyết chi nữ vương hiện ra sau lưng Lạc Thần Lệ, cả thiên địa như địa ngục biển máu, ngưng tụ các huyết chi yêu phách đáng sợ, đó là thánh thú của các loại yêu tộc. Mỗi yêu thú phát ra hơi thở khiến người kinh hoàng. Tần tộc và Lạc Thần Lệ vốn có ân oán sâu đậm. Phụ thân Thiên Dụ Thiên Thần của nàng bị phế bỏ trong tay Thiên Tuyển Chi Tử Tần Đảng Thiên, giờ ở thế giới luân hồi, người Tần tộc ép buộc nàng, mối thù này phải được thanh toán. Ba cường giả Tần tộc truyền âm cho nhau, mau bắt lấy nàng, nơi đây cường giả như mây, nhân vật các phương xem náo nhiệt, bọn họ không thể lãng phí nhiều thời gian vào Lạc Thần Lệ. Tần Vấn Thiên mở miệng nói, người Tần tộc tồi tệ đến mức này. Tần Vấn Thiên bước ra một bước xuất hiện bên cạnh Lạc Thần Lệ, đối mặt ba cường giả Tần tộc. Đây là lần đầu tiên Tần Vấn Thiên trực diện người của Tần tộc, tuy hắn đã gặp Thiên Tuyển Chi Tử Tần Đảng Thiên, nhưng đến nay hắn chưa có thực lực giao phong với Tần Đảng Thiên. Một thiên kiêu Tần tộc mở miệng nói, ta đối phó hắn, hai người đi bắt Lạc Thần Lệ. Khí thế trên người thiên kiêu này khủng bố bay thẳng đến chỗ Tần Vấn Thiên. Một phương khác, tồn tại cường đại của một thần tộc bước hướng Tần Vấn Thiên, đệ tử tu hành của Thiên Đạo Thánh Viện, ta hơi hứng thú. Người gã dâng lên lực lượng ngập trời, tay chộp hư không. Trong thiên địa xuất hiện một lao ngục không gian, ánh sáng vô tận dâng lên phong tỏa thiên địa chỗ Tần Vấn Thiên ở. Lao ngục này tỏa ánh sáng chói lòa như lồng giam nhốt thần minh, không thể phá vỡ. Tần Vấn Thiên ngước nhìn lao ngục nhốt mình, trong đầu nhớ lại Thiên Đạo Thư các giới thiệu về ngục thần tộc, có thể đúc thành không gian thần ngục mạnh nhất thiên địa, người bị giam cầm sẽ bị nhốt suốt đời, bây giờ lao tù này muốn cầm tù hắn. Tần Vấn Thiên nhìn chằm chằm cường giả ngục thần tộc trong không trung, khuôn mặt lạnh băng. Cầm tù ta sao? Hôm nay Tần Vấn Thiên đến, Nguyệt Trường Không và người Tần tộc vốn đã khó đối phó, giờ Tần tộc ra tay với Lạc Thần Lệ, cường giả ngục thần tộc ngay lúc này đối phó hắn, nếu vậy ngục thần tộc là kẻ địch. Phong ấn, lực lượng phong ấn đáng sợ uốn nhưỡng trong thiên địa, các cánh cửa phong ấn xuất hiện trong hư không liên tục đánh vào lao ngục không gian, cường giả ngục thần tộc muốn dùng lao ngục giam cầm không gian này để nhốt hắn, vậy nhốt hết tất cả đi. Trong thế giới luân hồi, mọi người đều có thể lĩnh ngộ sử dụng các lực lượng thuộc tính, chỉ cần ngươi lĩnh ngộ được. Nên đối với Tần Vấn Thiên thì thuộc tính phong ấn là bẩm sinh, cường giả ngục thần tộc có tên Quỷ Thần, là nhân vật giới chủ tuyệt đỉnh của ngục thần tộc. Trong mấy cường giả ngục thần tộc bước vào thế giới luân hồi thì Quỷ Thần mạnh nhất, địa vị cao nhất, Quỷ Thần đã lĩnh ngộ ra lực lượng đạo pháp có thể nhốt người mãi mãi trong lao ngục, trục xuất vào không gian hư vô, cho tự sinh tự diệt.
Nhưng khi quỷ thần dùng không gian thần ngục phong tỏa Tần Vấn Thiên thì không ngờ đối phương am hiểu lực lượng phong ấn cường đại, phong không gian thần ngục vốn có thể dễ dàng ra vào của gã. Quỷ thần ngước nhìn không gian bị phong ấn, ánh sáng phong ấn lấp lánh đáng sợ đến tột độ. Khuôn mặt quỷ thần lạnh lùng vươn tay chộp hướng Tần Vấn Thiên, lực lượng vô hình vươn ra trói buộc người hắn, không ảnh không hình, dường như lực lượng bộc phát từ không gian hư vô, trên người hắn bị các bàn tay to ấn chặt. Tần Vấn Thiên động ý niệm, lực lượng khống chế tất cả trong thiên địa giáng lâm. Tuy nơi này là thế giới luân hồi, lực lượng hơi khác với trước kia nhưng đại đạo thông nhau, lực lượng giới tâm tồn tại trong thế giới luân hồi với hình thức khác, không gian bị phong cấm. Bảo vô hình bộc phát hóa thành lực lượng khủng bố đánh vào người Tần Vấn Thiên, nghiền nát những bàn tay to, bùng, lại một lao tù hiện ra trong hư vô trùng lên người Tần Vấn Thiên, nhốt hắn lại. Lao tù này không to bằng thần ngục lao tù trước đó nhưng uy lực vẫn kinh người, thủ đoạn của quỷ thần đúng là không ảnh không hình, gã làm nhân vật giới chủ tuyệt thế của ngục thần tộc, sức mạnh của gã là không thể nghi ngờ. Tần Vấn Thiên thốt ra, yên lặng, ánh sáng lấp lánh trên lao tù như đông lại. Tần Vấn Thiên búng ngón tay, lao tù yên lặng vỡ tan. Tần Vấn Thiên liếc hướng quỷ thần, cảm nhận dao động đáng sợ không ngừng trong không gian hư vô, từ người hắn phát ra ánh sáng phong ấn không gì sánh bằng lan theo không gian hư vô. Đạo cốt lấp lánh ánh sáng, ý thời gian siêu đáng sợ giáng lâm thiên địa, dù ở trong thế giới luân hồi thì vì đạo cốt mọc trong người nên còn tồn tại. Các luồng sáng chói lòa nở rộ trên người Tần Vấn Thiên, xuyên qua không gian hư vô, chiếu đến đâu là tất cả đều phong ấn yên lặng. Giờ đây Tần Vấn Thiên cảm ngộ lực lượng đã dung nhập lực lượng phong ấn vào, lực lượng yên lặng tất cả vương hướng quỷ thần. Quỷ thần cảm nhận điều đó, gã cau mày, người tỏa ánh sáng chói lòa, gã như ở trong không gian tuyệt đối. Khi lực lượng thời gian yên lặng chảy qua không gian của quỷ thần thì quy tắc thuộc về gã, không bị đông trong thời không, ánh mắt vẫn bá đạo lạnh lùng nhìn Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên bước tới trước, hắn phong ấn không gian đấu chết nhưng sẽ không lãng phí thời gian đánh nhau từ từ. Ở bên ngoài Lệ Nhi đối mặt kẻ địch mạnh, hắn phong cấm không gian là để đánh nhanh rút gọn, nên Tần Vấn Thiên không che giấu lực lượng đạo cốt trong người, bộc phát ra uy lực. Tần Vấn Thiên lắc người biến mất tại chỗ, xuất hiện trước không gian tuyệt đối chỗ quỷ thần đứng. Đối với nhân vật đẳng cấp như họ đấu gần thân là cực kỳ nguy hiểm, sơ sẩy một cái sẽ vạn kiếp bất phục. Đa số cuộc chiến giải quyết bằng uy đạo pháp, lực lượng giới tâm, phạm vi công kích rất lớn không cần đấu gần người. Nhưng Tần Vấn Thiên chọn đánh gần người, hắn phải giải quyết đối thủ thật nhanh, nên cần một kích sấm sét. Khi Tần Vấn Thiên giáng lâm trước không gian tuyệt đối kia, lực lượng không gian trong thiên địa đều ùa vào thân thể hắn. Ánh sáng phong ấn trên bầu trời điên cuồng chảy ngược vào người Tần Vấn Thiên, ngón tay hắn phun ra nuốt vào lực lượng quang ám siêu đáng sợ, toát ra sức mạnh làm lòng run sợ. Dường như tất cả lĩnh ngộ mấy năm nay của Tần Vấn Thiên ngưng tụ vào đầu ngón tay, bùng nổ, chỉ pháp giáng xuống không gian độc lập tuyệt đối. Xuyên thấu qua. Quỷ thần cảm giác được cái gì nhưng không kịp, gã không ngờ thủ đoạn của Tần Vấn Thiên kịch liệt như vậy, chỉ giáng xuống, lực lượng kinh khủng đến tột độ xuyên thấu không gian tuyệt đối rơi xuống người gã. Trong khoảnh khắc quỷ thần sinh ra nỗi sợ từ tận linh hồn, gã cảm giác mình sắp chết, sinh mệnh yên lặng, không có lực lượng hủy diệt, công kích kia không thô bạo nhưng thật sự làm quỷ thần cảm nhận mạng sống chấm dứt, dường như cấm sống tiếp, lực lượng này muốn phong cấm sinh cơ, làm quỷ thần chết trong vô hình. Linh hồn mất kiểm soát, gã là quỷ thần của ngục thần tộc, tồn tại cường đại biết bao, là thiên thần tương lai, gã chết uổng vậy sao? Quỷ thần không cam lòng, lực lượng kinh người bộc phát từ cơ thể quỷ thần, nở rộ từ trái tim. Quỷ thần vào lúc này như thần minh thật sự, bản thân gã là pháp thân ngăn cách mọi lực lượng xâm thực, thân thể của gã là không gian tuyệt đối, không có lực lượng nào có thể xâm nhập, một luồng sáng bắn tung. Quỷ thần bay ra ngoài đột phá lực lượng phong ấn giam cầm, đột phá lao tù gã thiết lập xông vào hư không, vang tiếng nổ điếc tai, thần ngục lao tù vỡ nát, Tần Vấn Thiên đi ra, mặt lạnh băng nhìn chằm chằm quỷ thần trong không trung, người xung quanh thấy cảnh này đều giật nảy mình, Thanh Thành giới chủ mới nổi tiếng trong đại hội vạn giới có thể đối kháng lại quỷ thần ngục của thần tộc, nếu nói thời gian thành danh thì Tần Vấn Thiên rất muộn, là ngôi sao mới lớp hậu bối nổi lên, được thiên đạo thánh viện chiêu vào xếp trong bảng thiên đạo. Đây là thừa nhận thiên phú của hắn, tiềm lực của hắn, nhưng mọi người không tin tưởng sức chiến đấu của Tần Vấn Thiên, đặc biệt khi đối thủ của hắn là thiên kiêu tuyệt đỉnh giới chủ của ngục thần tộc, quỷ thần, vốn tưởng sẽ là trận chiến nghiền áp, nhưng sự thật không phải vậy, Thanh Thành giới chủ ép lùi quỷ thần, cổ đình của Đại Ma Thần Cung, cường giả Thiên Thần Sơn đều đến từ huyền vực, bọn họ mới giật mình nhất,
nhiều người đã đánh giá thấp Thanh Thành giới chủ, có ai muốn bắt hắn ép hỏi bí mật ẩn giấu trong thế giới luân hồi sẽ không dễ dàng. Quỷ thần nhìn Tần Vấn Thiên chầm chầm hỏi, đó là thủ đoạn gì? Cảm giác vừa rồi khiến quỷ thần ấn tượng sâu sắc, dù đã tránh thoát nhưng vẫn run sợ, gã không muốn thể nghiệm thêm lần nữa, quá nguy hiểm. Gã rất có thể sẽ lặng lẽ chết, cái chết không đau đớn. Tần Vấn Thiên phớt lờ quỷ thần, nhanh như tia chớp xông hướng chiến trường bên Lạc Thần Lệ. Ba cường giả Tần tộc đều tu hành tà pháp, dù bây giờ Lạc Thần Lệ đã rất mạnh nhưng không đánh lại, lúc trong thái cổ thực lực của Lạc Thần Lệ không bằng ba giới chủ của Tần tộc, giờ chống chọi trong tay họ đã rất giỏi. Nguyệt Trường không luôn chú ý Tần Vấn Thiên, từ giây phút hắn đến đây, gã đối với mọi người không có thù hận mãnh liệt gì, chỉ vì tu hành nên mới dẫm lên xương bọn họ đi tới, nhưng Tần Vấn Thiên thì khác, đó là người Nguyệt Trường không thật sự căm hận. Thấy Tần Vấn Thiên đánh lui quỷ thần, khóe môi Nguyệt Trường không cong lên lạnh băng thầm nghĩ, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Nguyệt Trường không vẫn luôn cho rằng thiên phú của mình rất mạnh, sự thật cũng đúng vậy, nếu không gã chẳng dám giả làm truyền nhân thần vương, còn được thiên thần Tử Vi thần đình thừa nhận. Nhưng ông trời tạo ra Thanh Thành giới chủ, cùng tham gia đại hội vạn giới với gã, mọi ánh sáng thuộc về Thanh Thành giới chủ, cướp đi tất cả của Nguyệt Trường không, vì vậy Tần Vấn Thiên phải chết. Nguyệt Trường không lắc người bỏ qua Lâm Tiêu đang đại chiến với mình, xông hướng Tần Vấn Thiên, ân oán giữa hai ta chờ thanh toán sau đi. Lâm Tiêu cao mày liếc hướng Nguyệt Trường không. Nguyệt Trường không tu hành tà pháp đúng là rất mạnh, có được lĩnh ngộ của nhiều người tụ tập vào mình. Tà pháp cắn nuốt của Nguyệt Trường không có lẽ lấy nhiều người làm chất dinh dưỡng, có thể tưởng tượng mục tiêu cuối cùng của gã sẽ là những nhân vật đỉnh cấp đến từ thái cổ. Nếu nuốt những người này thì Nguyệt Trường không có thể dễ dàng chứng đạo thần cảnh. Nguyệt Trường không rống to, Tần Vấn Thiên, thiên địa gầm rống, các cái đầu đáng sợ bay thẳng tới chỗ Tần Vấn Thiên, mỗi cái đầu chứa lực lượng đạo pháp khủng bố. Ánh sáng chói lòa bắn ra từ người Tần Vấn Thiên, vang tiếng nổ điếc tai. Tần Vấn Thiên đánh một quyền pháp hướng bên kia, hóa thân quyền quang vô tận toát ra lực lượng khiến người sợ hãi đấm vào các cái đầu nghiền nát nó. Nguyệt Trường không đi thẳng tới trước mặt Tần Vấn Thiên, ánh mắt lạnh băng tà ác lóe tia sáng u ám, sắc lạnh dữ tợn, rốt cuộc lại đứng phía đối diện Tần Vấn Thiên. Từ ngày Nguyệt Trường không mạnh lên gã luôn ảo tưởng đến ngày nay, rửa sạch mọi khuất nhục, nuốt Tần Vấn Thiên làm chất dinh dưỡng của mình. Nguyệt Trường không hỏi Tần Vấn Thiên, ngươi có từng nghĩ đến ngày hôm nay? Khi nói chuyện pháp thân tà ác ngưng tụ sau lưng Nguyệt Trường không cũng thốt ra thanh âm, làm hư không thiên địa chấn động, mắt Tần Vấn Thiên lóe sát ý lạnh lùng. Lúc trước có mặt đại năng giới chủ của Tử Vi thần đình, tuy Tần Vấn Thiên vạch trần Nguyệt Trường không nhưng Tử Vi thần đình vẫn mang gã đi, hắn không thể tru sát đối phương. Tần Vấn Thiên không ngờ Nguyệt Trường không sống tiếp, mang theo oán niệm đậm đặc còn sống, giờ Nguyệt Trường không rất có thể đã ăn đồng môn Tử Vi thần đình, mắt tràn ngập tà quang. Lực lượng tà pháp không ngừng ảnh hưởng tâm trí người, không biết bọn họ có nhận ra mình đang bị tà pháp xâm thực. Nguyệt Trường không hay cường giả Tần tộc đều đi lên con đường điên cuồng, bọn họ còn đặt tà niệm vào Cửu Thiên Huyền Nữ cung. Nguyệt Trường không thì muốn ăn hết mọi người, bùng, lực lượng khống chế tuyệt đối giáng xuống, Tần Vấn Thiên vọt lên cao, không nói chuyện, chỉ có trái tim giết chóc lạnh băng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.